Diệp Quân Lâm, anh dám gây sự với tôi. Đúng là tìm đường chết mài. Nhìn bóng dáng Phương Tử Tình rời đi, Tiểu Linh Nhi nở nụ cười thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mà Phương Tử Tình sau khi trở về công ty lập tức đi đến bộ phận kỹ thuật tìm Diệp Quân Lâm, túm lấy tay anh. Đi, mau chóng đi với tôi đến công ty Trường Phong. Có việc gì sao? Diệp Quân Lâm ngơ ngác hỏi lại. Phương Tử Tình cắn môi, lộ rõ vẻ khó xử. Đi xin lỗi đối phương chứ làm gì? Phía bên kia nói chỉ cần anh chịu quỳ xuống xin lỗi, sau đó tôi sa thải anh, vậy mọi chuyện coi như xong. Vì lợi ích của tập đoàn Vân Đình, tôi chỉ có thể hy sinh anh. Chỉ cần anh đồng ý, về sau anh muốn gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng, bồi thường thỏa đáng. Diệp Quân Lâm kiên quyết lắc đầu. Tôi không đi, bọn họ còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nữa sao? Ngược lại người cần phải quỳ chính là bọn họ đấy. Thái độ của Diệp Quân Lâm khiến Phương Tử Tình tức giận đến mức cả người đều nóng nảy. Rõ ràng là anh ta gây chuyện, bây giờ lại không muốn giải quyết. Diệp Quân Lâm, đây là chuyện do anh gây ra, bây giờ anh lại không muốn đi. Tôi không đi. Phương Tử Tình lạnh lùng hỏi lại lần nữa, thái độ Diệp Quân Lâm vẫn như cũ. Được, vậy tôi sẽ tìm người xử lý anh. Phương Tử Tình tức giận rời đi, sau đó trực tiếp gọi cho Lý Tử Nhiễm kể lại mọi chuyện. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân Lâm liền nhận được điện thoại từ vợ mình. Thanh âm cô ôn hòa, dịu giọng thương lượng với anh. Quân Lâm, nghe lời em, hiện tại mau đến gặp đối phương để xin lỗi đi. Dù sao lợi ích tập đoàn vẫn là trên hết. Anh không đi, tại sao anh phải quỳ xuống trước mặt bọn họ để xin lỗi? Rõ ràng là anh không hề làm gì sai cả. Được rồi, cứ xem như là anh đúng đi chăng nữa thì chung quy anh vẫn phải xem xét đến lợi ích toàn cục của tập đoàn Vân Đình chứ. Anh có nghĩ đến sự lo lắng của Tử Tình và em không? Người đàn ông ít nhất phải có trọng trách đảm đương một thứ gì đó, huống hồ gì chuyện này còn từ anh mà ra. Anh không xin lỗi, có đánh chết, anh cũng tuyệt đối không xin lỗi. Anh quả thật làm cho em quá thất vọng rồi. Lý Tử Nhiễm tức giận cúp máy. Biết Diệp Quân Lâm cho dù làm cách nào cũng không chịu đi xin lỗi, nhân viên trên dưới tập đoàn nhìn thấy anh ai nấy cũng đều xì xầm chỉ trỏ. Ngay cả trong nhà ăn, vài người lớn tuổi nhìn thấy Diệp Quân Lâm vẫn không nhịn được mồm miệng, thấp giọng bàn tán. Ông nói xem, chuyện này do cậu ta gây ra, không chịu đi xin lỗi mà còn mặt dày ở đây ung dung ăn cơm nữa chứ. Đúng là đồ rác rưởi mà, thật sự tưởng mình giỏi giang lắm sao, không có Phó Vũ Tường. Cậu ta chả là cái cóc khô gì cả. Làm sai thì xin lỗi, vậy là xong. Chẳng lẽ cả tập đoàn phải gánh chuyện này chỉ vì một mình cậu ta thôi sao? Nghe đủ mọi lời chỉ trích, Diệp Quân Lâm bỗng chốc cảm thấy oan ức không tài nào chịu nổi. Rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả, tại sao mọi người đều muốn anh đảm đương trách nhiệm? Còn muốn anh phải quỳ xuống xin lỗi? Xã hội này rốt cuộc bị làm sao vậy? Diệp Quân Lâm có đánh chết anh ta cũng không chịu mở lời xin lỗi, về vấn đề này thì Phương Tử Tình hoàn toàn hết cách. Mặt khác, khi Tiểu Linh Nhi nhận được tin tức Diệp Quân Lâm vẫn cứng đầu cứng cổ, cô liền lạnh giọng. Được thôi, chị Lan, khởi động toàn bộ nguồn lực, nhất định phải cho tập đoàn Vân Đình sáng mắt ra. Em muốn con đường tuyên truyền sản phẩm của bọn họ đều bị chặt đứt, ngay cả một người làm đại sứ cũng tìm không ra. Để xem, bọn họ xoay sở thế nào bây giờ. Phương Tử Tình hiện tại đang ở trong phòng họp cùng mọi người tìm ra giải pháp, cô đau đầu đến mức không thể ngừng việc xoa hai bên thái dương. Điện thoại đột nhiên reo lên. Sau khi nói chuyện hồi lâu, gương mặt cô hoàn toàn biến sắc, điện thoại trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Xong, thật sự xong đời rồi. Người gọi đến chính là trợ lý của Thuần Thuần, ngôi sao ca nhạc đang nổi trong giới giải trí, trực thuộc công ty Trường Phong. Đây cũng chính là đại sứ mà tập đoàn Vân Đình hiện đang ký kết. Không nằm ngoài dự kiến, đối phương đề nghị hủy hợp đồng. Tiếp tục, lại có cuộc gọi thứ hai. Chào giám đốc Tử Tình, cô vẫn khỏe chứ? Tôi gọi đến từ công ty Trường Phong. Tôi là trợ lý của nghệ sĩ Phó Côn, hiện tại chúng tôi muốn yêu cầu tập đoàn nhanh chóng giải quyết để hủy bỏ hợp đồng. Xin chào, tôi đến từ công ty giải trí Đại Vương, trợ lý của Tiểu Molly. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Vân Đình. Chúng tôi gọi đến từ năng khiếu truyền thông. Liên quan đến những sản phẩm mà tập đoàn Vân Đình sắp tuyên truyền, chúng tôi xin được phép gỡ bỏ. Điện thoại liên tục đổ chuông không ngừng, hơn hàng chục nghệ sĩ đang ký hợp đồng tuyên truyền với tập đoàn Vân Đình đều trực tiếp muốn hủy bỏ hợp đồng.
phần lớn những kênh tuyên truyền khác đều chủ động đề nghị gỡ bỏ sản phẩm. Ngoài ra, trang phân phối tin tức quảng cáo cũng báo lại rằng chỉ có thể cho tập đoàn Vân Đình xuất hiện trên một số trang báo điện tử ở phía sau. Còn về vị trí quảng cáo hàng đầu, tuyệt đối không được. C. Thậm chí ngay cả các tòa soạn lớn đều thống nhất sẽ không đăng bất kỳ tin tức gì liên quan đến tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình cùng những quản lý cấp cao liên tục nhận được hơn mười mấy cuộc điện thoại. Kết quả nghe xong, mặt ai nấy cũng đều sám ngoét, tựa như người sắp chết. Bọn họ không nghĩ đến việc chuyện Tiểu Linh Nhi nằng nặc đòi hủy hợp đồng chỉ là bước đầu, hiện tại không ngừng làm ầm ĩ mọi việc lên. Vốn nghĩ cho dù thiếu đi Tiểu Linh Nhi thì việc lợi nhuận kinh doanh chỉ giảm đi chút ít, hoàn toàn không có vấn đề gì. Hiện tại thì hay rồi, toàn bộ con đường tuyên truyền đều bị chặn đứng. Tập đoàn Vân Đình lần này nguy tổ cho dù sản phẩm có tốt đến mấy, cũng sẽ chẳng ai để ý đến. Không được tuyên truyền, quảng cáo trên diện rộng, căn bản sẽ không ai biết tới. Vậy thì bán cho ai đây? Là chúng ta đã đánh giá quá thấp mối quan hệ của Tiểu Linh Nhi ở thành phố Tô Hàng. Gây sự với cô ta đồng nghĩa với việc gây sự với hơn phân nửa vòng giải trí, sẽ không có ai muốn tiếp tục ký hợp đồng với chúng ta nữa. Phương Tử Tình mệt mỏi hít sâu một hơi, trợ lý bên cạnh cô lạnh lùng lên tiếng. Toàn bộ đều do Diệp Quân Lâm mà ra. Khi không lại kiếm chuyện với Tiểu Linh Nhi làm gì, cô ta là người chúng ta có thể đụng vào sao? Đúng vậy, đều do Diệp Quân Lâm cả. Lần này công sức của chúng ta xem như đỗ sông đỗ biển cả rồi. Chứ gì nữa, toàn bộ sản phẩm đều kẹt lại, không thể bán ra. Mọi người đối với Diệp Quân Lâm đều ôm bụng bất mãn, hiện tại đối phương không khác nào tội nhân thiên cổ ngày xưa. Bấy giờ, Diệp Quân Lâm đột ngột có mặt ở phòng họp, không chút âu lo nở nụ cười. Rốt cuộc mọi người đang lo lắng cái gì vậy? Cậu còn hỏi à, hiện tại các đại sứ tuyên truyền sản phẩm đều thi nhau rút cả, ngay cả bộ phận truyền thông cũng gặp rắc rối, không thể quảng cáo. Sản phẩm của tập đoàn chúng ta phải làm sao bây giờ? Một trong số các quản lý tức giận gào lên, Diệp Quân Lâm vẫn như cũ tủm tỉm cười. Tôi chỉ muốn nói, bọn họ không thể nào tuyên truyền tốt được đâu. Dùng những người như vậy hoàn toàn không hiệu quả. Mọi người quả thật không hiểu gì về tệp khách hàng của tập đoàn chúng ta cả. Phương Tử Tình đột ngột đứng dậy, hét lớn. Diệp Quân Lâm, hiện tại anh còn ở đây nói sằng bậy cái gì? Mọi chuyện đều do anh mà ra. Kế hoạch ban đầu chính là tuyên truyền vào ngày mai, 3 ngày sau đó sẽ trực tiếp đưa sản phẩm lên kệ. Hiện tại thì chúng ta bán cho ai, hả? Yên tâm đi, xe đến chân núi ắt có đường. Hiện tại tốt nhất chính là bán đấu giá. Diệp Quân Lâm đề xuất ý kiến, Phương Tử Tình xua tay. Anh mau cút ra khỏi đây cho tôi. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Lúc này đây cô rất muốn, ngay lập tức sa thải Diệp Quân Lâm. Nhưng bởi vì đằng sau đối phương có Phó Vũ Tường chống lưng, thật sự không tiện mở lời. Diệp Quân Lâm buồn bực cúi đầu, tập đoàn của anh, hiện tại Phương Tử Tình lại muốn đuổi anh đi. Nhưng dù sao người phụ nữ này lúc nóng giận hệt như cọp cái vậy. Anh vẫn là không nên dây vào thì hơn. Diệp Quân Lâm thức thời rời khỏi tập đoàn, mà Phương Tử Tình lần nữa họp bàn, vẫn giữ nguyên ý định cũ, tìm cách giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Cô còn đặc biệt dặn dò mọi người không được để chuyện này tới tai Lục Nam Hiên. Cô không muốn Lục Nam Hiên biết chuyện bởi vì như vậy sẽ khiến ông chủ cảm thấy cô không có đủ năng lực giải quyết vấn đề. Diệp Quân Lâm sau khi bước ra khỏi cổng tập đoàn liền được Thanh Long đến đón. Thanh Long. Lần trước bảo cậu liên lạc với danh thủ Tần Bắc Sơn. Thế nào rồi? Tướng quân, ông cụ Sơn vừa biết là ngài thì cực kỳ vui vẻ. Ông ấy rất muốn tranh thủ thời gian, gặp được ngài càng sớm càng tốt. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Nói lại với ông ấy, nếu được thì 3 ngày sau hãy đến Tô Hàng. Tôi muốn nhờ ông ấy giúp một việc. Thanh Long nghe vậy thì bật cười ha hả. Vậy thì quá tốt, tướng quân và Tần Bắc Sơn. Một người là chiến thần bảo vệ đất nước, một người là bác sĩ nổi tiếng vang danh xa gần. Hai người đều là nhân vật quan trọng của đất nước chúng ta. Tần Bắc Son là ai? Đó là vị bác sĩ như ngôi sao sáng trên bầu trời, được mọi người vô cùng kính trọng. Tinh thông y thuật, tay nghề tuyệt diệu, thông thạo đủ loại chữa trị hơn chục năm qua ông đã cứu được cả triệu người có thừa. Điều biệt là ở lần đại dịch trước, chính Tần Bắc Sơn đã dẫn đầu tiền tuyến. Đem theo hơn hàng chục thiên thần áo trắng tiến lên, đánh lùi kẻ địch. Tần Bắc Son là vị thần trong lòng hàng nghìn người dân. Trước đó nhờ cơ duyên,
Diệp Quân Lâm đã từng cứu ông một mạng. Từ đó mối quan hệ của hai người được hình thành, càng ngày càng bền chặt. Một người cầm lấy súng ống, một người nắm chặt dao mổ trong tay, tất cả mọi thứ họ làm đều vì bốn từ bảo vệ đất nước. Không biết đã có bao nhiêu quốc gia ước ao có hai vị thần hộ mệnh giống như vậy. Còn nữa, thông báo cho nhà họ Tiêu đưa hết những người nổi tiếng ở tiệc mừng lần trước đến chỗ tôi ngay. Đã giỏi. Buổi tối, sau khi Diệp Quân Lâm trở về nhà, từ đầu đến cuối Lý Tử Nhiễm vẫn không hề nói chuyện với anh, sắc mặt vô cùng khó coi. Vợ, chỉ là chuyện còn con thôi mà, em nhất thiết phải chiến tranh lạnh với anh à. Diệp Quân Lâm dịu dàng nở nụ cười. Chuyện còn con, em cũng đã nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ cho đến khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát như hiện tại. Bởi vì một mình anh mà ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Vân Đình. Em nghĩ mãi cũng không thông suốt nổi, chuyện quỳ xuống xin lỗi đối với anh khó khăn lắm sao. Lý Tử Nhiễm khịt mũi. Diệp Quân Lâm nghe được những lời này sắc mặt liền đanh lại, lạnh giọng trả lời. Diệp Quân Lâm anh cả đời không lạy trời không lạy đất, làm sao có thể quỳ xuống trước mặt lũ rác rưởi này. Em biết anh là người khí khái, cũng biết chuyện này anh không hề làm sai, nhưng anh không thể vì tập đoàn mà hạ mình cúi đầu một lần được hay sao? Lý Tử Nhiễm tức giận đến mức lớn tiếng hơn mọi thường rất nhiều. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết lắc đầu. Không, tuyệt đối không được, anh không làm sai bất cứ chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Vậy anh mau đi đi, em tạm thời không muốn nhìn thấy anh nữa. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm đẩy Diệp Quân Lâm ra khỏi cửa. Anh đi lại lòng vòng trong sân, vốn muốn đến nhà Phương Tử Tình ăn ké bữa cơm nhưng đối phương sớm đã đoán được, trực tiếp khóa chặt cửa. Hết cách, Diệp Quân Lâm chỉ có thể vớ bừa mây cái bánh bao còn sót lại. Trên đường lớn, Diệp Quân Lâm đi lung tung không có mục đích rõ ràng, vừa đi vừa gặm bánh bao. Thảm Tâm Di lúc này vừa bàn xong một thương vụ làm ăn, vừa vặn đang trên đường trở về nhà. Chợt, cô nhác thấy bóng người quen thuộc. Tiểu Vương, người đàn ông kia có phải là Diệp Quân Lâm không vậy? Thẩm Tâm Di gọi trợ lý để cậu nhìn qua một chút. Tiểu Vương vừa liếc mắt lập tức xác nhận ngay. Dạ đúng rồi ạ, chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vừa đi vừa gặm bánh bao, hẳn là hiện tại đang lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn Diệp Quân Lâm, trong lúc đó Thảm Tâm Di nghe vậy liền bật cười. Ha ha, thật sự là đang gặm bánh bao. Đi, lái xe qua đó, để tôi nhìn rõ hơn nào. Diệp Quân Lâm đang ăn nốt những miếng cuối cùng, một chiếc Rolls Royce sang trọng đột nhiên ngừng lại ngay trước mặt anh. Diệp Quân Lâm, sao anh lại ăn bánh bao thế kia? Thẩm Tâm Di bước xuống xe, nhẹ nhàng nở nụ cười. Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn Thảm Tâm Di, lạnh lùng nhét môi. Thì, liên quan gì đến cô? Không có gì, chỉ là tình cờ nhìn thấy anh đang đi trên đường thôi. Tôi chỉ thắc mắc làm sao anh lại lưu lạc đến mức phải ăn bánh bao cơ chứ? Trong mắt Thẩm Tâm Di, Diệp Quân Lâm chính là tên đàn ông thối tha. Nhìn thấy đối phương chật vật, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Trợ lý Tiểu Vương đứng bên cạnh lúc này chọt lên tiếng. Anh không phải là bị vợ đuổi ra ngoài đường chứ hả? Thẩm Tâm Di nghe vậy liền bật cười ha hả. Ha ha ha, nếu như anh độc thân thì số tiền hiện tại kiếm được có thể đủ nuôi bản thân đó. Nhưng anh lấy vợ, lại còn là lấy một người vợ xuất sắc như thế kia. So ra, anh đúng là đồ kém cỏi. Chẳng liên quan gì đến cô cả. Mau đi đi. Diệp Quân Lâm nhăn mày, bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này, Thảm Tâm Di lấy ra sấp tiền từ trong túi sách, trực tiếp quăng vào người anh. Bữa cơm tối hôm nay, xem như là tôi mời anh vậy. Tiền bay lả tả, đa phần đều đập trúng mặt Diệp Quân Lâm. Thẩm Tâm Di và trợ lý rất nhanh đã xoay người rời đi. Diệp Quân Lâm trọn tròn mặt nhìn sấp tiền trước mặt, người phụ nữ này vậy mà dám quăng tiền vào người anh. Đây tuyệt đối là hành vi xúc phạm danh dự, một vị chiến thần như anh, hoàn toàn không thể bị người khác đối xử như vậy. Gia tộc họ Thẩm sao? Năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, ngày tháng huy hoàng của các người sắp chấm dứt rồi. Diệp Quân Lâm đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. Anh nhất định đem nhà họ Thẩm cùng với phòng thương mại Tô Hàng sớm sát nhập lại thành một. Khiêu khích Diệp Quân Lâm, đồng nghĩa với việc bọn họ tự tìm cái chết. Sau khi sỉ nhục đối phương xong, Thẩm Tâm Di vui vẻ rời đi, gương mặt không giấu nói nụ cười sung sướng. Tiểu Vương hồ hởi kể lại. Ban nãy lúc cô chủ ném tiền vào người Diệp Quân Lâm, hắn ta trông bối rối thấy rõ.
ha ha ha. Thâm Tâm Di cười đến mức không khép miệng lại được. Lúc về nhà, cô đã kể lại toàn bộ chuyện này với Thảo Ầm Mặc Son. Ông ta nghe xong thì vỗ tay liên tục. Hay, làm hay lắm. Người nhà họ Thẩm đều cảm thấy chuyện ném tiền sỉ nhục đối phương là việc làm vừa đúng đắn lại vừa tuyệt vời. Thẩm Thanh Phong, người con thứ hai của Thẩm Mặc Sơn nhanh chóng ngắt lời. Không nói chuyện này nữa. Ba, con nhận được tin tức báo rằng bác sĩ nổi tiếng Tần Bắc Sơn khoảng 3 ngày sau sẽ tới Tô Hàng đó. Cái gì, ngài Bắc Sơn tới Tô Hàng sao? Đây chính là chuyện lớn đó. Thẩm Mặc Sơn bát chợt đứng dậy, thân thể ông vốn không khỏe, đã mấy lần mời Tần Bắc Sơn đến để chữa trị cho mình nhưng đối phương đều khéo léo từ chối. Dù cho ông đã ra giá trên cả 100 triệu, thì câu trả lời vẫn không thay đổi. Mọi người đều biết Tần Bắc Sơn cả đời sống liêm khiết trong sạch, không sợ quyền thế, dùng tiền và quyền bắt ép là hai thứ mà ông căm ghét nhất. Vì lẽ đó mà bất kỳ nhà quyền quý nào muốn ngỏ ý đi cửa sổ để được chữa bệnh, Tần Bắc Sơn đều không nói hai lời, lập tức từ chối. Muốn ông chữa bệnh, cứ theo đúng quy tắc đến bệnh viện đăng ký và tiến hành nộp hồ sơ, hoàn toàn không có ngoại lệ. Mọi bệnh nhân đều được Tần Bắc Sơn đối xử bình đẳng, theo đúng số thứ tự gọi tên chữa trị. Tần Bắc Sơn mấy chục năm ở tại Yên Kinh, hiện tại lại chạy đến Tô Hàng, Thẩm Mặc Sơn đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ có người mời ngài Bắc Sơn tới? Con không biết, cũng không tưởng tượng được toàn bộ người trên đất nước chúng ta ai có thể mời ngài ấy đến. Sự tồn tại của ngài, giống như thần linh vậy. Thẩm Thanh Phong bày tỏ nỗi lòng, Thẩm Mặc Sơn đảo mắt, tính toán một chút liền dặn dò con trai mình. Thanh Phong, ba giao cho con một nhiệm vụ, lựa đúng thời điểm, mời ngài Bắc Sơn đến nhà chúng ta, để ba gặp mặt. Con biết rồi. Thật khiến lòng ba bồn chồn mài. Vừa có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân, vừa được gặp mặt bác sĩ vang danh cả nứa. CDA chính là hai tòa núi lớn sừng sững ở đất nước chúng ta, không chỉ mỗi gia tộc nhà họ Thẩm trông đợi mà ngay cả phòng thương mại Tô Hàng cũng đã sớm nhận được tin tức hệt như vậy. Ba ngày sau, Tần Bắc Sơn sẽ có mặt tại thành phố Tô Hàng. Ngay cả danh môn vọng tộc như nhà họ Hàn, nhà họ Du, nhà họ Lôi và nhà họ Tần cũng đều nôn nóng, muốn nhanh chóng gặp mặt Tần Bắc Son. Ha ha ha, ba ngày sau đích thân chúng ta sẽ đến sân bay đón người. Hai chiến thần Trung Hoa, chúng ta may mắn lắm mới có thể gặp được cùng lúc. Tần Bắc Sơn khả năng y thuật đỉnh cao, tôi thật muốn nhờ ông ấy chẩn bệnh một lần. Chưa kể đến phòng thương mại Tô Hàng đối với vấn đề y tế cũng rất để tâm. Nếu có thể tận dụng cơ hội lần này, móc nối quan hệ với Tần Bắc Sơn thì danh tiếng càng được bảo đảm, đem đến nhiều tài nguyên tốt. Mục đích của phòng thương mại Tô Hàng rất đơn giản, bằng mọi giá phải mời được Tần Bắc Sơn đến nơi này nghía qua thử mọi thứ một chút. Ngày hôm sau, tin tức bác sĩ Tần Bắc Sơn đến Tô Hàng sớm đã được mọi người biết tới, cũng không biết do ai nói, chỉ có điều đối với sự tồn tại giống như thần linh của ông, mọi người đều háo hức muốn gặp mặt. Có thể nói, vị trí Tần Bắc Sơn trong lòng người dân đặc biệt quan trọng. Ngay cả nhân viên tập đoàn Vân Đình từ sáng đã không thể nào ngừng bàn luận về chuyện này. Dù sao đối phương chính là bác sĩ giỏi nhất, y thuật đỉnh cao, nhắc đến tên không ai là không biết. Tuy nhiên, thảo luận là một chuyện, tâm trạng hôm nay của bọn họ dù thế nào cũng không vui vẻ nổi. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên chạy chiến dịch tuyên truyền, hiện tại thì chẳng có lấy chút hiệu quả đáng kể nào. Chưa kể đến việc Tần Bắc Sơn đột ngột xuất hiện, càng khiến khắp các trang mạng ngập tràn tin tức về việc này, áp đảo tất cả mọi thứ. Đối với tập đoàn Vân Đình mà nói, đây chính là lần tổn thất nặng nề nhất. Phương Tử Tình vô cùng tuyệt vọng. Ngày thứ nhất như vậy, chắc chắn ngày tuyên truyền thứ hai cũng chẳng tài nào khá nổi. Chính bởi vì sự không hiệu quả này mà Phương Tử Tình liên tục thay đổi các biện pháp, chỉ là kết quả sau cùng đều không như cô mong muốn. Huống chỉ sự xuất hiện của Tần Bắc Sơn đều khiến toàn bộ ống kính đều đổ dồn vào ông ấy, các trang mạng xã hội hoàn toàn chẳng muốn cập nhật về bất kỳ tin tức gì khác nữa. Phương Tử Tình đã chuẩn bị tốt về mặt sản phẩm, hiện tại chỉ có thể đóng băng tạm thời các hoạt động được tính toán từ trước. Sản phẩm không thể bán ra, lần tổn thất này ước tính phải lên đến gần 63 tỷ. Hiện tại Phương Tử Tình ngay cả ý muốn nhảy lầu cũng nảy sinh trong đầu mắt rồi. Vốn dĩ từ Mỹ quay trở về đây, thoải mái thả lỏng tinh thần, trực tiếp làm một chuỗi kế hoạch kinh doanh lớn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến kết quả sẽ như thế này, càng không dám đối mặt với Lục Nam Hiên lẫn ông chủ thần bí đứng phía sau kia. Cũng may,
hai ngày nay Diệp Quân Lâm hoàn toàn không xuất hiện ở tập đoàn. Không nhìn thấy anh ta, tâm trạng Phương Tử Tình mới cảm thấy khá hơn đôi chút. Mà Lý Tử Nhiễm cũng đã hai ngày chưa nhìn thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm. Dù sao thì, hiện tại cô chẳng muốn thấy mặt anh chút nào. Nếu Diệp Quân Lâm không xin lỗi, Lý Tử Nhiễm sẽ không gặp mặt đối phương. Cô sẽ hành động như vậy cho đến khi anh suy nghĩ thấu đáo mới thôi. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến ngày thứ ba mà mọi người hồi hộp mong chờ. Nhưng đối với tập đoàn Vân Đình, đây chính là ngày vô cùng khủng khiếp. Phương Tử Tình hoàn toàn hết cách, tuyệt vọng xen lẫn mỏi mệt nằm nhoài trên ghế. Cô không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà Diệp Quân Lâm lại xuất hiện. Có thể chuẩn bị một chiếc xe ngay lập tức không? Tôi muốn đến sân bay đón người. Hả, anh muốn đi đón ai cơ? Mà tôi nói này, anh còn mặt mũi về lại đây à? Phương Tử Tình tức giận cau mày. Phó Vũ Tường đột ngột xuất hiện từ phía sau Diệp Quân Lâm, tủm tỉm nở nụ cười. Giám đốc Tử Tình, cô chuẩn bị một chiếc xe giúp chúng tôi đi. Tôi và Quân Lâm phải đi đón một người quan trọng. Đứng trước mặt Phó Vũ Tường, Phương Tử Tình dĩ nhiên không thể nói lời từ chối. Cô gọi cho công ty chuẩn bị chiếc Lincoln, hỗ trợ đối phương đi đón người. Diệp Quân Lâm đúng là thích gây chuyện mài. Cậu ta thì đến sân bay đón ai chứ? Những quản lý cấp cao thấy như vậy đều tức đến muốn nổ phổi. Mà người Diệp Quân Lâm đón không ai khác chính là Tần Bắc Son. Tần Bắc Sơn, so sánh về mặt thân phận thì không thể nào bằng với Diệp Quân Lâm nhưng đối phương lớn tuổi hơn anh, ngoài ra còn do anh mời đến để giúp đỡ. Vậy nên Diệp Quân Lâm muốn chính mình xuất hiện, tiếp đón đối phương bằng cấp bậc lễ nghỉ trang trọng nhất. Thời điểm đến sân bay, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có người dân hiếu kỳ đến vây xem còn có gia tộc nhà họ Thẩm, phòng thương mại Tô Hàng và bốn gia tộc danh giá xuất hiện, chuẩn bị chỉn chu để đón người. Xe của tập đoàn Vân Đình xuất hiện liền khiến mọi người thêm một trận ồn ào. Ha ha ha, tập đoàn Vân Đình vậy mà muốn mời ngài Bắc Sơn đây sao? Đúng là chuyện nực cười. Lôi Thiên Tuyệt khinh miệt nở nụ cười. Nhìn thấy đối phương đến từ tập đoàn Vân Đình, những người khác đều cảm thấy khinh thường. Ở nơi nào, quyền thế từ các danh gia vọng tộc đều áp đảo hơn rất nhiều. Một tập đoàn Vân Đình nhỏ bé như thế kia thì có thể nhắc lên được sóng to gió lớn gì cơ chứ? Tất cả đều ngầm khẳng định rằng, Tần Bắc Sơn sẽ chọn phòng thương mại Tô Hàng hoặc gia tộc nhà họ Thẩm. Ngoài ra, bất kỳ ai cũng đều không đủ tư cách. Chưa kể đến việc, chẳng biết ai là người đã có thể mời Tần Bắc Sơn rời gót từ tận Yên Kinh đi đến thành phố Tô Hàng nữa. Ngoại trừ trường hợp ngài Bắc Sơn có nhiệm vụ cần làm ở nơi này thì lý do duy nhất có thể nghĩ đến chính là phòng thương mại Tô Hàng hoặc gia tộc nhà họ Thẩm đã mời ông ấy. Thảm Tâm Di, Thám Mặc Sơn và người nhà họ Thẩm đang đứng quây quần cùng nhau, vừa liếc mắt liền trông thấp Diệp Quân Lâm cùng Phó Vũ Tường. Ông mau nhìn xem, kia không phải là Diệp Quân Lâm sao? Thâm Tâm Di chỉ tay, Thảm Mặc Sơn nhìn hướng cô chỉ, kinh ngạc lầm bầm. Lý do gì khiến cậu ta xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cậu ta cũng đi đón ngài Bắc Sơn? Thảm Thanh Phong nhét môi. 3. Diệp Quân Lâm để đạt được mục đích, hoàn toàn không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Lần này con nghĩ, cậu ta muốn khiến ngài Bắc Sơn chú ý đến mình thì đúng hơn. 3. Còn ở đây, cậu ta có tư cách gì để thể hiện chú? Thảm Mặc Sơn híp mắt giễu cọt. Chỉ cần ông còn đứng tại nơi này, bất luận là ai cũng đều không có đủ tư cách so sánh. Không chừng anh ta đến đây là để góp vui ấy chứ. Thẩm Tâm Di khẽ nói. Đột nhiên, cô trông thấy Diệp Quân Lâm đang hướng về phía bọn họ mà bước tới. Thẩm Tâm Di sửng sốt, Thẩm Mặc Sơn càng không kịp phản ứng, chẳng biết Diệp Quân Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm còn muốn lôi chuyện ngày trước đã cứu ông chủ ra mà nói. Quản gia khẽ lên tiếng khiến Thám Tâm Di chán ghét nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm đúng là hạng người thối nát mà, từ đầu đến cuối, cứ dây dưa với nhà họ Thảm chúng ta, tới lui không dứt. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Thẩm Mặc Son lập tức duy trì thái độ nhã nhặn xã giao. Không biết cậu Quân Lâm đây có việc gì cần đến chúng tôi sao? Diệp Quân Lâm liếc mắt nhìn Thẩm Tâm Di, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong vòng nửa tháng, ông và cậu hai nhà họ Thẩm phải đem cô đến trước mặt tôi, cúi đầu gặp người xin lỗi. Như vậy thì chuyện trước đó xem như bỏ qua, bằng không thì gia tộc họ Thẩm ở thành phố Tô Hàng này xem như không tồn tại nữa. Diệp Quân Lâm vừa rút lời, mọi người đều ngơ ngác,
sau đó bừng tỉnh nghị luận xôn xao. Mỗi câu nói ra đều khiến tất cả kinh ngạc đến muốn ngắt đi. Cái gì cơ, chuyện gì vừa xảy ra vậy, bọn họ không có nghe nhầm chứ? Có người dám khiêu khích gia tộc nhà họ Thẩm, ngay trước mặt Thâm Mặc Sơn sao? Thậm chí còn nói rằng gia tộc nhà họ Thẩm ở thành phố Tô Hàng này không còn tồn tại nữa. Ý trên mặt chữ chính là muốn triệt tiêu toàn bộ nhà họ Thâm. Chuyện này quả thực khiến mọi người phải mở to mắt mà xem. Ngay cả những người đứng đầu ở phòng thương mại Tô Hàng khi nghe mấy lời này cũng cảm thấy sửng sốt không thôi. Người nào lại cả gan đến mức ở thành phố Tô Hàng này mà dám động vào Thảm Mặc Sơn cơ chứ? Ngay cả Chu Ngọc Hằng còn không thể tùy tiện nói ra những câu như thế này. Bất kể là về mặt quyền lực, tầm ảnh hưởng hay mối quan hệ ở nơi này, Thẩm Mặc Sơn luôn là người đứng đầu. Động đến Thẩm Mặc Sơn chính là động đến thành phố Tô Hàng. Ngay cả Chu Ngọc Hằng cùng những nhà lãnh đạo cấp cao đều phải cẩn trọng lời nói. Thế mà đối phương lại có thể ngông cuồng mạnh miệng thốt ra những lời như vậy. Mấu chốt, người nói ra những câu này không ai khác lại chính là Diệp Quân Lâm, người mới vừa được thả ra khỏi tù. Ha ha ha, Thẩm Mặc Sơn tôi ngang dọc cả đời, chưa từng nghe qua ai dám nói câu tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhà họ Thẩm, bắt quỳ gối xin lỗi. Cậu là người đầu tiên đấy. Thẩm Mặc Sơn không những không tức giận mà còn bật cười. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt đáp lời. Tôi chỉ nói một lần duy nhất, nghe hay không thì tùy vào các người. Diệp Quân Lâm, anh là cái thá gì chứ? Tôi ném tiền vào mặt anh thì sao hả? Tôi ném tiền vào mặt anh chính là đang bố thí, làm phước cho anh đó. Đã nghèo hèn kiết xác còn muốn tôi xin lỗi à? Nằm mơ đi. Thảm Tâm Di tức tối quát ầm lên nhưng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không thèm để ý đến cô. Anh chỉ nhắc nhở một lần mà thôi. Lúc bấy giờ, toàn bộ khu vực trong sân bay lại lần nữa trở về với vẻ yên tĩnh. Mọi người vây xem đều hiểu rõ rằng nếu như không phải hôm nay người đáp chuyến bay là Tần Bắc Sơn thì Diệp Quân Lâm tuyệt đối chỉ có con đường chết. Hiện tại nhóm ký giả, phóng viên truyền thông đang không ngừng chờ đợi sự xuất hiện của Tần Bắc Sơn, ai nấy đều hồi hộp hít thở thật sâu. Mọi người đều biết, giờ lúc Tần Bắc Sơn ra khỏi cổng. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu liên lạc. Thanh Long, cậu mau cho người tới đây. Phòng họp công ty giải trí Trường Phong. Tổng Giám đốc Tiết Quý Hoa đang ngồi cùng với Tiểu Linh Nhi, trợ lý Trương Mỹ Lan và các quản lý cấp cao khác. Sao rồi, báo cáo cho tôi nghe một chút về tập đoàn Vân Đình xem. Tiết Quý Hoa khẽ cười, trợ lý ngay lập tức ăn ngay nói thật. Báo cáo Giám đốc. Ngày hôm nay là ngày mà tập đoàn Vân Đình chính thức tung sản phẩm ra thị trường. Hiện tại số lượng tiêu thụ là bằng không ạ. Tiểu Linh Nhi cau mày hỏi lại. Số lượng tiêu thụ là không thật à? Không thể nào, cho dù chuyện này có ảnh hưởng lớn đến đâu đi chăng nữa nhưng chẳng lẽ không thể bán được một cái hay sao? Trương Mỹ Lan nhanh nhạy đặt ra nghi vấn, trợ lý tổng giám đốc lập tức giải thích. Nghe nói bởi vì phòng thương mại Tô Hàng có tình ra tay chèn ép vậy cho nên lượng sản phẩm mà tập đoàn Vân Đình bán ra hoàn toàn không tiêu thụ được. Tập đoàn Vân Đình, muốn gây sự với tôi sao? Như vậy mới xứng đáng với các người. Tôi sẽ cho tập đoàn các người ngóc đầu lên không nổi. Tiểu Linh Nhi nghe vậy thì thỏa mãn tươi cười, hất cằm kiêu ngạo. Tiết Quý Hoa cũng đanh giọng, lộ rõ vẻ tính toán. Không có công ty giải trí Trường Phong chúng ta tuyên truyền cùng đảm bảo hiệu suất thì ai mà dám mua sản phẩm của bọn họ chứ? Căn bản chính là còn chẳng có ma nào thèm biết tới. Đúng vậy, toàn bộ nghệ sĩ tuyên truyền đều bị chúng ta tác động khiến bọn họ hủy bỏ hợp đồng, cắt đứt con đường quảng bá sản phẩm. Người ngoài đương nhiên sẽ không mấy ai biết đến rồi. Huống hồ ngày hôm nay tin tức về Tần Bắc Sơn đã sớm chiếm toàn bộ mặt báo lớn nhỏ, tập đoàn Vân Đình hoàn toàn đã mất đi cơ hội trở mình rồi. Trương Mỹ Lan gật gù còn Tiết Quý Hoa lại hưng phần đề cập. Hiện tại tập đoàn Vân Đình đã tổn thất đến hạn mức gần 7 tỷ rồi. Tiểu Linh Nhi khoanh hai tay trước ngực, thái độ cực kỳ vênh váo. Tôi muốn xem, tập đoàn Vân Đình sẽ làm cách nào để khiến tôi hồi tâm chuyển ý đây. Càng muốn chờ Diệp Quân Lâm sẽ lựa chọn xin lỗi hay không xin lỗi tôi. Nhất định phải xin lỗi rồi, tổn thất đến 7 tỷ, cho dù không muốn cũng phải xin lỗi. Trương Mỹ Lan vô cùng tự tin khi nhắc đến vấn đề này. Lúc này, mọi người ở tập đoàn Vân Đình đều vô cùng sử sốt. Sản phẩm lên kệ đã 2 tiếng đồng hồ, lượng tiêu thụ vỏn vẹn là con số 0. Vốn có vài doanh nghiệp nhỏ ban đầu đặt mua, không biết sao đến phút chót lại đổi ý.
Rầm. Phương Tử Tình ngã phịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt. Thất bại, thật sự quá mức thất bại rồi. Lượng tiêu thụ là con số không? Phải làm thế nào bây giờ? Cô phải ăn nói làm sao với Lục Nam Hiên đây? Giám đốc, nhất định là có đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội này chèn ép chúng ta. Hơn nữa, tin tức về Tần Bắc Sơn đã chiếm hết toàn bộ mạng xã hội ngày hôm nay. Căn bản sẽ chẳng có ai bỏ thời gian ra để nhìn đến sản phẩm của chúng ta cả. Trợ lý bên cạnh cô im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Mà quản lý trưởng bộ phận thị trường Trương Văn Tây lúc bấy giờ cũng đưa ra ý kiến. Thật ra chúng ta vẫn còn biện pháp để khắc phục chuyện này. Không phải ngài Bắc Sơn đang ở đây sao? Nếu có thể mời được đối phương đến tập đoàn Vân Đình, hỗ trợ chúng ta tuyên truyền sản phẩm, chắc chắn không chỉ giảm thiểu tổn thất mà rất có khả năng doanh thu sẽ vượt hạn mức ban đầu đặt ra. Đúng là biện pháp tốt nhưng tính khả thi hoàn toàn không có. Gia tộc nhà họ Thẩm hiện tại đang chuẩn bị chu đáo để đón ngài Bắc Sơn, anh nghĩ chúng ta có cơ hội không? Sau khi nghe câu sự thật mát lòng này, mọi người lần nữa đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mấy vị quản lý cấp cao đề nghị. Giám đốc, hiện tại phương pháp duy nhất chính là giảm thiểu rủi ro tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Đúng, tôi đề nghị nên bắt Diệp Quân Lâm đến công ty giải trí Trường Phong cúi đầu xin lỗi. Ít nhất như vậy thì chúng ta mới có hy vọng thay đổi thế cục. Được rồi, tôi sẽ đi tìm Diệp Quân Lâm. Lần này cho dù như thế nào đi chăng nữa vẫn phải bắt cậu ta xin lỗi. Phương Tử Tình hạ quyết tâm, bát đắc dĩ đứng dậy rời đi. Bên ngoài sân bay Tô Hàng lúc này đã có hơn 1000 người đến vây xem và con số không ngừng tăng lên. Hiện tại bên trong đã phát ra tin tức Tần Bắc Sơn đã đáp chuyến bay thành công, chẳng mấy chốc sẽ lập tức xuất hiện. Mọi người bao gồm cả Thảm Mặc Sơn đều vô cùng kích động, nhìn chằm chằm vào khu vực bên trong, hồi hộp chờ đợi. Chỉ có Diệp Quân Lâm vẫn thản nhiên châm thuốc hút, giống như chuyện này chẳng có chút liên quan gì với anh cả. Vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập phát ra, Tần Bắc Sơn dần dần xuất hiện. Tuy rằng ông đã ở độ tuổi 80 nhưng da rẻ vẫn hồng hào, thần thanh khí sảng, khí thế mạnh mẽ, uy dũng như rồng. Thân thể vô cùng cường tráng. Tần Bắc Sơn không chỉ là một vị bác sĩ như ngôi sao sáng chói trên bầu trời mà còn là người rất biết chăm chút cho sức khỏe của mình. Luôn thường xuyên tập thể hình đều đặn. Ông không chỉ thuần thục đá cầu, bơi lội mà còn am hiểu về bộ môn chạy cự ly ngắn, từng đoạt giải nhất giải nhì vận động viên cấp quốc gia. Tần Bắc Sơn thân thể càng khỏe mạnh thì đất nước càng có phú. Ông cực kỳ khiêm tốn, không phô trương, ăn mặc quần áo giản đơn, bên cạnh chỉ mang theo duy nhất một người trợ lý. Hành lý tự mình xách, ba lô tự mình đeo, những ngôi sao nổi tiếng kia có thể so sánh được với ông sao? Đây mới chính là báu vật của đất nước, người mà toàn bộ người dân, ai ai cũng hết sức kính trọng, đặt trong lòng. Mọi người nhìn thấy Tần Bắc Sơn, lập tức đều cảm thấy nể phục, quý mến không thôi. Thảm Mặc Sơn nhác thấy bóng người liền vội vàng đi đến nghênh đón. Xin chào ngài, tôi là người dân ở thành phố Tô Hàng, tên gọi Thâm Mặc Sơn, mọi người thường hay gọi là gia tộc họ Thắm giàu có nhất tại nơi này. Chúng tôi luôn học hỏi và trau dồi những điều tốt đi ép như ngài Bắc Sơn đây từng truyền dạy. Hôm nay, tôi muốn mời ngài đến bệnh viện tham quan một phen, bởi vì chính tôi cũng muốn dành thời gian và công sức để đóng góp cho giới y học ngày càng thêm phát triển ạ. Xin ngài hướng dẫn thêm cho chúng tôi. Thảm Mặc Sơn dứt lời, bốn gia tộc đứng đầu phòng thương mại Tô Hàng đều thoáng sửng sốt. Đối phương quả nhiên là khéo ăn khéo nói, lấy danh nghĩa đóng góp cho giới y học ra làm lý do mời Tần Bắc Sơn. Mà ông nghe vậy, chỉ mỉm cười lịch sự, khẽ lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ông Mặc Sơn đây. Chỉ có điều, lần này tôi đến Tô Hàng, mục đích chính là gặp gỡ bạn mình. Từ chối, Thẩm Mặc Sơn đến từ gia tộc nhà họ Thẩm đã bị Tần Bắc Sơn từ chối rồi. Chào ngài Bắc Sơn, chúng tôi đến từ phòng thương mại Tô Hàng. Phòng thương mại Tô Hàng hơn phân nửa sự nghiệp đều liên quan đến ngành y, muốn mời ngài ghé thăm một chút. Các bệnh viện lớn ở Yên Kinh đều do chúng tôi một tay thành lập, càng mong ngài có thể giúp chúng tôi đưa ra thêm đề xuất phù hợp. Lôi Thiên Tuyệt tranh thủ đi đến trước mặt Tần Bắc Sơn, sau khi nói ra thân phận liền trực tiếp biểu đạt rằng mình muốn mời ông đến nơi làm việc của bọn họ. Cảm ơn phòng thương mại Tô Hàng đã cống hiến hết sức vì ngành y như vậy. Tần Bắc Sơn xong khi nói lời cảm ơn, trực tiếp từ chối cả Lôi Thiên Tuyệt lẫn những người bên cạnh đối phương. Điều đó đồng nghĩa với việc ông trực tiếp cự tuyệt toàn bộ phòng thương mại Tô Hàng.
hơn 10 nhà danh gia vọng tộc đều liên tục tiến lên mời Tần Bắc Sơn nhưng như cũ đều bị ông nói lỗi xin lỗi cùng từ chối. Mà Thẩm Mặc Son lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên, rốt cuộc Tần Bắc Sơn là do ai mời đến. Người bạn mà ông nhắc đến là ai? Hai mọi người đều tôi nhìn anh nhìn tôi, hoàn toàn không tài nào đoán ra người có thể khiến Tần Bắc Sơn đến đây gặp mặt, sau đó mời ông đến nơi làm việc có thể là thần thánh phương nào đây. Lúc này ký giả xung quanh đều bắt đầu lao tới dồn dập, liên tục đặt câu hỏi. Ngài Bắc Sơn đến thành phố Tô Hàng là có chuyện trọng đại cần làm hay sao? Người bạn ban nãy mà ngài nhắc đến, có thể cho chúng tôi biết tên được không? Ngài Bắc Sơn, đây là lịch trình cá nhân của ngài, đúng chứ? Từng câu hỏi một bủa vây khiến Tần Bắc Sơn uế oải cả người, ông thoáng nhíu mày. Đám phóng viên này liên tục lải nhải, hoàn toàn không để ông rời đi. Lúc bấy giờ, đột nhiên tiếng chân nghiêm chỉnh dồn dập từ bên ngoài phát ra, đồng thời xuất hiện một nhánh quân đội tiến vào. Tránh ran! Nhóm lính nhanh chóng bủa vây xung quanh Tần Bắc Sơn, mở ra vòng vây khiến đám phóng viên không thể nào chặn Tần Bắc Sơn được nữa. Hơn 100 người lính lúc này đồng loạt đứng nghiêm, cúi chào. Hoan nghênh ngài, Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Sơn vô cùng kích động, đây chính là cấp bậc chào đón trang trọng nhất trong quân ngũ. Sau đó một người đàn ông chậm rãi xuất hiện, dựa vào ngôi sao đính trên vai, Tần Bắc Sơn đoán đây ắt hẳn là thiếu tướng. Mà ông nhìn vào bảng tên trên ngực trái của vị thiếu tướng này, lập tức trợn tròn mắt. Đối phương chính là thiếu tướng Thanh Long. Thanh Long đi đến trước mặt Tần Bắc Sơn, cung kính cúi chào theo kiểu quân đôi. Hoan nghênh ngài Tần Bắc Sơn đến thành phố Tô Hàng. Tần Bắc Sơn giãn ra đôi mày từ nãy đến giờ vẫn luôn cau chặt, lộ ra nụ cười. Phiền cho tướng quân Thanh Long quá, để cậu phải đi một chuyến cực khổ thế này. Thanh Long tủm tỉm cười. Ngài Bắc Sơn, cho dù là tướng quân không ra lệnh thì tôi cũng sẽ tự đến. Tôi luôn kính trọng ngài, từ tận sâu đáy lòng. Ha ha ha, thật vinh dự cho lão già này quát. Tần Bắc Sơn bật cười ha ha. Lúc bấy giờ mọi người đều dần hiểu ra, người mời Tần Bắc Sơn đến thành phố Tô Hàng chính là tướng quân Côn Luân. Người bạn trong miệng Tần Bắc Sơn chính là ám chỉ tướng quân Côn Luân. Sau khi xóa tan nghi ngờ, mọi người đều hít ngụm khí lạnh. Quả thật ngoại trừ tướng quân Côn Luân, ở thành phố Tô Hàng hoàn toàn không có bất kỳ ai đủ tư cách để mời Tần Bắc Sơn cải. Hai người này chính là hai ngọn núi lớn sừng sững kề cạnh bên nhô như nhớ tới chuyện gì đó, Thanh Long vội nói. Ngài Bắc Sơn, tướng quân nói muốn ngài ở lại chơi thêm ít hôm nữa. Sắp tới là sự kiện tổng chỉ huy quân khu Tô Hàng nhậm chức, tướng quân muốn mời ngài đến xem. Tổng chỉ huy mới cũng từng là lính trong quân ngũ. Ha ha ha, cơ hội ngàn năm có một. Lão già như tôi đương nhiên phải đồng ý rồi. Tần Bắc Sơn đồng ý, điều này làm cho Thám Mặc Sơn cùng nhóm người Lôi Thiên Tuyệt cảm thấy hưng phấn vô cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ có dịp được chứng kiến hai nhân vật đẳng cấp xuất hiện cùng nhau. Bọn họ đã chờ đợi chuyện này rất lâu rồi. Lúc này Thanh Long thoáng nháy mắt ra hiệu, Tần Bắc Sơn vừa nhìn thấy liền hiểu ý ngay, lập tức nói to. Thiếu tướng Thanh Long cứ đi trước, hiện tại tôi phải tới một nơi. Không nên để mọi người chờ lâu nữa. Tần Bắc Sơn nói vậy khiến cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, vì sao ông lại không đi cùng với Thiếu tướng Thanh Long? Ông muốn đi đâu, nơi nào đủ tư cách để đón tiếp một người như ông? Vậy được, chút nữa tôi sẽ quay trở lại đón ngài. Còn mấy người có thể thoải mái quay chụp và đưa tin nhưng tuyệt đối không được làm phiền đến ngài ấy. Bằng không thì đừng trách tại sao tôi không nhắc nhở trước. Thanh Long sau khi nói chuyện với Tần Bắc Sơn xong liền quay sang đám phóng viên để cảnh cáo. Bọn họ đều bị dọa sợ nhưng rất may không bị đuổi đi, vẫn còn có thể ở nơi này thu thập không ít tin tức giá trị. Tần Bắc Sơn đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi tiến về phía trước. Mọi người đều nín thở chờ đợi, không biết người được phép đón tiếp ông là ai. Giờ khắc này, tiếng động ầm ĩ vô cùng, vang vọng khắp nơi. Phương Tử Tình lao xuống từ trên chiếc Porsche, nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, anh còn ngắn người ra ở chỗ này làm gì hả? Mau đi đến công ty giải trí Trường Phong với tôi để xin lỗi đối phương. Anh có biết toàn bộ tập đoàn đều sắp bị hủy trong tay anh rồi không? Đi cái gì mà đi, tôi còn phải đón người. Diệp Quân Lâm cuối cùng không nhịn được, nghiêm giọng lên tiếng. Anh thì có thể tiếp đón nhân vật tai to mặt lớn nào cơ chứ?
Mau đi nhanh lên, anh có biết lượng sản phẩm tiêu thụ hiện tại của chúng ta bằng không chưa hả? Chúng ta phải bù lỗ thảm thương luôn đấy, gần 7 tỷ. Toàn bộ đều do anh mà ra cả. Nếu không phải tại anh lắm lời, tập đoàn chúng ta làm sao có thể khốn đốn đến như vậy chứ? Phương Tử Tình nói xong, không kịp để Diệp Quân Lâm trả lời liền túm tay đối phương kéo đi. Cô đưa lưng về phía dòng người đông nghịt vậy nên hoàn toàn không biết phía sau đang xảy ra chuyện gì, càng không biết hơn hàng chục nghìn ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô cùng Diệp Quân Lâm. Bởi vì, Tần Bắc Sơn và trợ lý đang đi về hướng Phương Tử Tình. Diệp Quân Lâm tức giận cố gắng gỡ tay cô ra. Cô mau chóng rời đi giúp tôi cái. Tôi đã bảo mình phải đón người rồi cơ mài. Không được, Diệp Quân Lâm, trừ khi hôm nay tôi chết, bằng không tôi nhất định phải đem anh tới công ty giải trí Trường Phong, xin lỗi đối tác. Phương Tử Tình thái độ vô cùng kiên quyết, trực tiếp dùng toàn bộ sức lực kéo Diệp Quân Lâm rời đi. Lúc bấy giờ, một thanh âm ôn hòa vang lên. Cô gái, cô đến tiếp đón chúng tôi sao? Phương Tử Tình xoay người, lúc bấy giờ liền trợn tròn mắt. Phương Tử Tình run lẫy bẩy, lắp ba lắp bắp mở miệng. Ngài là, Tần Bắc Sơn sao ạ? Danh tiếng cùng ngoại hình của Tần Bắc Sơn ở khắp mọi nơi không ai là không biết. Phương Tử Tình chỉ cần nhìn thoáng qua ngay lập tức có thể nhận ra. Tần Bắc Sơn mỉm cười, lần nữa lặp lại câu hỏi. Cô gái, cô đến để tiếp đón chúng tôi sao? Phương Tử Tình nhìn thấy có hơn nghìn người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô, hơn nữa không ít phóng viên đang liên tục quay chụp, chỉ có thể run rẩy trả lời. Ngài, xin ngài đừng hiểu nhầm, tôi đến đây, không phải để đón ngài. Đương nhiên Phương Tử Tình đương nhiên rất muốn mời Tần Bắc Sơn về tập đoàn. Chỉ cần đối phương đứng ở trước cửa vài phút thôi thì tình huống tồi tệ mà tập đoàn Vân Đình đang gặp phải hoàn toàn có thể hóa giải ngay lập tức. Chỉ tiếc, giữa cô và Tần Bắc Sơn chẳng có mối quan hệ dính líu gì với nhau cả, nhưng không phải cô là người của tập đoàn Vân Đình sao? Tần Bắc Sơn ngạc nhiên hỏi. Chuyện này, nghe đến đây, Phương Tử Tình suýt nữa thì há hốc mồm. Tần Bắc Sơn nói vậy là có ý gì? Ông ấy muốn đến tập đoàn Vân Đình sao? Lúc bấy giờ, Diệp Quân Lâm chỉ đành bát lực, trừng mắt liếc Phương Tử Tình. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến đây chính là để đón ngài. Mời ngài lên xe. Tần Bắc Sơn nhìn về phía Diệp Quân Lâm, hiểu ý nở nụ cười. Ông đi theo Phó Vũ Tường và Diệp Quân Lâm, leo lên chiếc Lincoln. Phương Tử Tình nhìn Tần Bắc Sơn đi lướt qua mình, sau đó bước lên xe, mắt càng ngày càng mở to. Lẽ nào người mà Diệp Quân Lâm đi đón, chính là Tần Bắc Sơn? Trời ạ, chuyện này cũng quá mức khiếp sợ rồi. Không chỉ Phương Tử Tình cảm thấy khó tin mà ngay cả mọi người có mặt ở đây, chứng kiến một màn vừa rồi đều há hốc mồm. Không nghĩ đến đối tượng có thể đón tiếp Tần Bắc Sơn lại là tập đoàn Vân Đình. Mau, mau theo chân đến tập đoàn Vân Đình ngay. Lập tức viết ngay bài báo đăng tải lên. Tần Bắc Sơn đến thành phố Tô Hàng, mục đích thứ nhất là gặp gỡ tướng quân Côn Luân, thứ hai là vì tập đoàn Vân Đình. Các trang báo lớn dường như phát điên, không ngừng tranh nhau đổ xô đến trước cửa tập đoàn Vân Đình. Không chỉ tòa soạn báo mà ngay cả các trang mạng xã hội lẫn diễn đàn đều lập tức chia sẻ thông tin nóng bỏng tay này. Toàn bộ người dân ở thành phố Tô Hàng, thậm chí là tất cả mọi người trên cả nước ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động đến từ tập đoàn Vân Đình. Đây chính là hình thức tuyên truyền mà cho dù dùng trăm triệu hay tỷ bạc đều không thể mua được. C. Phương Tử Tình nhìn nhóm phóng viên lục tục rời đây, ngần ngơ hồi lâu mới tỉnh táo. Đúng rồi, mau quay trở về tập đoàn Vân Đình thôi. Phương Tử Tình lái xe với vận tốc nhanh như gió thổi. Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ về chuyện làm sao Diệp Quân Lâm có thể mời Tần Bắc Sơn đến đây được. Đúng rồi, ông chủ thần bí. Bởi vì đi cùng với Diệp Quân Lâm còn có cả Phó Vũ Tường, mà đằng sau Phó Vũ Tường chính là ông chủ lớn trực tiếp ra lệnh, bàn giao công việc. Nói cách khác, thời điểm mà Diệp Quân Lâm bảo bọn họ đi đang dùng sai cách thức tuyên truyền sản phẩm hoàn toàn không phải nói năng sằng bậy. Khi đó có lẽ anh ta đã biết chuyện ông chủ muốn mời Tần Bắc Sơn đến rồi. Chính vì lẽ đó Diệp Quân Lâm mới không chút kiêng dè trực tiếp gây sự với Tiểu Linh Nhi, thậm chí còn cứng đầu cứng cổ không chịu đi xin lỗi. Hóa ra toàn bộ nguyên nhân đều nằm ở đây. Ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình rốt cuộc lợi hại đến mức nào, vì sao lại có thể mời Tần Bắc Sơn một cách dễ dàng như vậy? Sản phẩm chủ yếu dùng để chữa bệnh, mời Tần Bắc Sơn làm nhà tuyên truyền quả thật vô cùng thích hợp.
Huống chỉ mỗi một sản phẩm mà tập đoàn Vân Đình làm ra đều tính toán cẩn thận để giá thành phù hợp với chất lượng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh của Tần Bắc Sơn. Phương Tử Tình lập tức điện thoại về cho tập đoàn, lập tức thu xếp cử người ra đón tiếp, dùng nghi thức chào đón trang trọng bậc nhất của tập đoàn Vân Đình. Mà lúc này ở trong xe Lincoln, Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Sơn đờ nát trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Phó Vũ Tường lúc này mới biết người bạn trong miệng Tần Bắc Sơn chính là tướng quân nhà mình. Ngài thân thể càng ngày càng khỏe hơn rồi đúng không? Nhờ có tướng quân dạy cho tôi bộ tập luyện dưỡng sinh kia, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ luyện một chút. Cảm giác thân thể ngày càng trẻ khỏe ra, ha ha ha. Tần Bắc Sơn vui vẻ cười nói. Ngài cứ việc gọi cháu Quân Lâm là được rồi. Lần này mời ngài đến đây mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn nhờ ngài giúp cho chuyện riêng của cháu, thay tập đoàn cháu đứng ra tuyên truyền sản phẩm. Diệp Quân Lâm thẳng thắn đi vào trọng tâm câu chuyện, Tần Bắc Sơn nghe vậy thì vội vã xua tay. Không, không thể nói như vậy được. Sản phẩm của tập đoàn cháu mấy ngày vừa qua ta cùng với các tiến sĩ nghiên cứu y dược đã tiến hành kiểm tra đã đưa ra được kết luận sau cùng. Đấy chính là sản phẩm có thể xếp loại tốt nhất trên cả nước, thậm chí có thể so sánh ngang với sản phẩm thuộc các nước châu Âu. Sản phẩm tung ra thị trường có thể ngăn việc lũng đoạn kinh tế hiện nay. Mấu chốt chính là, giá thành sản phẩm còn chẳng tới 1/3 những loại thuốc đắt đỏ ngoài kia trong khi công dụng thì tốt hơn rất nhiều. Đây chính là chuyện tốt mà cháu đã làm cho đất nước. Ông rất vinh dự được góp mặt trong chiến dịch tuyên truyền lần này. Tần Bắc Sơn vui vẻ nở nụ cười, những lời này khiến Diệp Quân Lâm vô cùng cảm động, ông quả thật đúng là báu vật của quốc gia. Bất cứ lúc nào cũng đều đặt người dân lên hàng đầu. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt mỉm cười. Ngài đừng tâng bốc như vậy, cháu cảm thấy rất xấu hổ. Lần này làm ra sản phẩm xuất sắc như thế kỳ thật cũng xuất phát từ tư tâm riêng của bản thân, chính là muốn thay thế phòng thương mại Tô Hàng. Chuyện này ông làm sao lại không nhìn ra? Phòng thương mại Tô Hàng toàn sao chép từ kỹ thuật hạt nhân, đồng thời đối với một số sản phẩm lũng đoạn còn thu mua lại sau đó giao bán với giá trên trời. Thậm chí ông còn từng cùng với các chuyên gia bàn bạc về chuyện này đây. Nhưng hết cách rồi, kỹ thuật đó hiện tại chỉ có phòng thương mại Tô Hàng nắm giữ. Bây giờ thì tốt rồi, đã có sản phẩm của cháu. Không chỉ giá cả thấp hơn, mà công dụng cũng xuất sắc gấp bội. Quân Lâm, cháu mới chính là người luôn vì đất nước vì người dân. Tần Bắc Sơn vỗ tay khen ngợi, hai người nói tới nói lui, rất nhanh xe đã dừng trước cổng tập đoàn Vân Đình. Sau khi xuống xe, tập thể nhân viên tập đoàn Vân Đình đã đón tiếp Tần Bắc Sơn theo nghi thức trang trọng nhất. Đồng thời, phóng viên đã rất sớm có mặt chờ sẵn. Mọi người đều dồn dập vây lấy Tần Bắc Sơn muốn phỏng vấn. Lần này, ông không tức giận, am chủ động nhìn trực tiếp vào ống kính. Cho tôi hỏi một chút, lần này ngài đến tập đoàn Vân Đình có việc gì vậy ạ? Được, sẵn tiện mọi người đều tò mò muốn biết thì tôi xin được phép trả lời. Tôi có mặt ở tập đoàn Vân Đình chính là để tuyên truyền sản phẩm chữa bệnh mà tập đoàn mới vừa cho lên kệ. Sản phẩm vừa được tung ra thị trường vào ngày hôm nay. Tần Bắc Sơn tôi lấy danh dự để đảm bảo đây chính là sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, giá cả chỉ bằng 1/3 so với những sản phẩm tương tự khác. Tần Bắc Sơn mỉm cười, lịch sự trả lời. Ông vừa nói xong, mọi người đều ồn ào, nhốn nháo hẳn lên. Mà nhân viên tập đoàn Vân Đình cha biết há hốc mồm sửng sốt. Chẳng ai ngờ được rằng Tiểu Linh Nhi chủ động hủy bỏ hợp đồng thì đã có Tần Bắc Sơn chủ động trở thành đại sứ thương hiệu và người tuyên truyền sản phẩm. Truyền thông nhạy bén, nhanh chóng đưa tin tức tỏa đi bốn phía. Tin nóng, bác sĩ vang danh cả nước Tần Bắc Sơn trở thành đại sứ thương hiệu. Sản phẩm chữa bệnh của tập đoàn Vân Đình, chất lượng sản phẩm vượt qua cả châu Âu. Chỉ lấy giá gốc, sản phẩm chữa bệnh từ tập đoàn Vân Đình giá bằng 1/3 so với mặt bằng chung hiện nay. Tin tức liên tục được đăng tải trên các trang mạng xã hội khiến toàn bộ thành phố Tô Hàng đều sục sôi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào sản phẩm mới vừa lên kệ từ tập đoàn Vân Đình, khiến tập đoàn chỉ trong giây lát liền chuyển bại thành thắng. Bấy giờ ở công ty giải trí Trường Phong, Tiểu Linh Nhi đã có chút sốt ruột, liên tục đi đi lại lại. Ban nãy nghe nói Phương Tử Tình đang đi tìm Diệp Quân Lâm, bắt đối phương đến đây xin lỗi. Làm sao đến giờ này còn chưa thấy bóng dáng thề kia? Trương Mỹ Lan nở nụ cười trấn an. Yên tâm đi. Không bao lâu nữa nhất định Diệp Quân Lâm sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, quỳ gối xin lỗi thôi.
Tiết Quý Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến động thái kinh doanh từ tập đoàn Vân Đình, sung sướng nở nụ cười. Tập đoàn Vân Đình thiếu mắt nghệ sĩ từ công ty chúng ta, hoàn toàn không cách nào có thể tuyên truyền sản phẩm được. Nhưng vào lúc này, thư ký đột ngột chạy vào, hốt hoảng la lên. Việc lớn không xong rồi. Có chuyện gì mà trông cô sợ đến tái mét mặt mày vậy? Tiểu Linh Nhi bất mãn cào nhào. Mọi người mau đọc tin tức trên điện thoại đi. Đơn đặt hàng 1 tỷ. Khi nghe thấy điều này, Tiết Quý Hoa và Tiểu Linh Nhi liền lập tức mở di động của họ ra. Nhìn thấy tin tức đã nhanh chóng được đầy lên hàng chục bài báo, tất cả đều bị sốc. Sau khi nhấp vào nội dung, họ thậm chí còn choáng váng hơn nữa. Vị bác sĩ nổi danh Tần Bắc Sơn đã trở thành người phát ngôn cho sản phẩm của tập đoàn Vân Đình. Cái này. Đôi mắt của Tiết Quý Hoa như sắp rót ra ngoài. Tiểu Linh Nhi cảm thấy đầu óc như tê dại. Miệng của Trương Mỹ Lan thì há hốc hết cỡ, dường như đủ lớn để cho một quả trứng vào. Tại thời điểm này, trên máy tính của Tiết Quý Hoa, động thái của thị trường đã lại có biến đổi. Những lô sản phẩm đầu tiên do tập đoàn Vân Đình tung ra đều được mua ngay lập tức. Óc lượng đơn đặt hàng có trị giá 1 tỷ. Tại tập đoàn Vân Đình, một người đàn ông mập mạp mặc vest bước nhanh đến, xin chào anh Tần, chào cô Phương. Tôi là Phương Thái, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Thánh Thái Tô Hàng. Tôi vừa mua hết các sản phẩm trong đợt hàng đầu tiên của tập đoàn Vân Đình. Phương Thái đã thực sự bị chấn động và ngay lập tức đầu tư 1 tỷ để mua toàn bộ sản phẩm ư. Tần Bắc Sơn gật đầu, cảm ơn sự ủng hộ của các anh. Tần Bắc Sơn tôi lấy danh dự của mình để cam đoan lô sản phẩm này có chất lượng tốt. Ha ha, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đóng góp cho sự nghiệp y tế. Tôi sẽ tặng một phần sản phẩm cho các bệnh viện ở vùng nghèo. Phương Thái nói. Diệp Quân Lâm và Tần Bắc Sơn đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng chính là những gì họ muốn nhìn thấy. Vào thời điểm này, điện thoại của Phương Tử Tình và cũng như tập đoàn Vân Đình đã vang lên không ngớt. Xin chào, xin chào. Chủ tịch Phương, tôi đến từ công ty dược phẩm sinh học Lan Hoa. Tôi muốn đặt một đợt đơn hàng trị giá 500 triệu tệ. Xin chào, có phải là tập đoàn Vân Đình không? Tôi thuộc công ty mẹ tại trung tâm tỉnh của Bệnh viện Kim Lăng Thịnh Kim. Chúng tôi muốn đặt một đợt đơn hàng, 800 triệu nhân dân Tết. Xin chào, tôi đến từ Cục Y tế Kim Lăng. Tôi muốn đặt 2 lô sản phẩm của công ty cô, có thể lập tức thanh toán 2 tỷ trong vài giây. Phương Tử Tình thực sự sắp sợ chết khiếp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn. Không chỉ riêng khu vực Tô Hàng mà các vùng lân cận, thậm chí cả các công ty lớn phía Bắc và hệ thống bệnh viện cũng đã đặt hàng trăm đơn hàng. Thậm chí lượng đơn hàng còn nhiều hơn từ 7 đến 80 lần so với số lượng ban đầu họ dự định sản xuất. Nhiều đơn đặt hàng của các công ty được lên lịch để sản xuất sang năm kế tiếp. Nhưng mọi người đều đã nộp tiền đặt cọc sớm. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới. Thật sự không ngờ sẽ có hiệu quả lớn như vậy. Điều này chủ yếu dựa vào danh tiếng của Tần Bắc Sơn, cùng với các yếu tố khác nhau về chất lượng sản phẩm và giá cả, đã dẫn đến hiệu ứng rất lớn. Phương Tử Tình và một số lớn các giám đốc điều hành công ty bận rộn đến không thể cười nổi. Các cuộc điện thoại vẫn liên tục nối đuôi nhau đến, và ngày càng có nhiều đơn hàng được đặt hơn. Nếu tiếp tục thế này, 10 nhà máy sản xuất cũng sẽ không đủ. Lúc này, các trưởng khoa và lãnh đạo của hệ thống bệnh viện lớn ở Tô Hàng lần lượt đến. Vừa để trực tiếp gặp mặt và chiêm ngưỡng phong thái của Tần Bắc Sơn, vừa muốn đặt một lô thiết bị y tế để sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng. Phương Tử Tình lắc đầu bát lực, bởi vì tất cả các sản phẩm hiện có đều đã được Phương Thái đặt hàng hết rồi. Cô ấy cũng không còn cách nào khác. Chuyện gì vậy? À, vâng, tập đoàn Vân Đình của chúng tôi đã chuẩn bị sản phẩm cho các hệ thống bệnh viện lớn ở Tô Hàng để sử dụng trong kiểm tra lâm sàng. Diệp Quân Lâm nói. Phương Tử Tình gần như chết lặng. Lượng sản phẩm này đã được chuẩn bị khi nào? Tại sao cô ấy hoàn toàn không biết? Phó Vũ Tường bước ra và giải thích. Chính ông chủ đã yêu cầu tôi sản xuất thêm. Ông ấy đã dự đoán rằng sản phẩm này chắc chắn không đủ. Phương Tử Tình liền bị sốc. Ông chủ chẳng phải quá lợi hại sao? Còn có thể biết trước được tình hình. Rốt cuộc anh là thần thánh phương nào chứ? Nhìn Diệp Quân Lâm đang đứng cùng Tần Bắc Son, cô có chút ảo tưởng rằng Diệp Quân Lâm chính là ông chủ bí ẩn. Mình đang nghĩ gì vậy? Làm thế nào Diệp Quân Lâm có thể là một ông chủ bí ẩn được cơ chứ? Phương Tử Tình lắc đầu, bỏ lại những suy nghĩ này.
Võ Tay với tư cách là người đại diện, Phó Vũ Tường bày tỏ lòng tốt của tập đoàn đối với các hệ thống bệnh viện lớn, đợt sản phẩm này được tặng miễn phí cho các bệnh viện lớn, chính là hỗ trợ y học thành phố. Tần Bắc Sơn đi đầu tán thưởng, vỗ tay mấy tiếng. Các phương tiện truyền thông và những người khác có mặt cũng vỗ tay. Lần này, tập đoàn Vân Đình đã giành được danh tiếng và cả trái tim của người dân. Ngay cả cổ phiếu vốn hóa trên thị trường của công ty cũng tăng vọt. Các ngành công nghiệp khác của tập đoàn Vân Đình cũng đang bán rất chạy. Vào buổi trưa, đã có hơn 20 nghệ sĩ hàng đầu lên tiếng công khai, không yêu cầu bất cứ ràng buộc gì, họ sẵn sàng chứng thực và quảng bá miễn phí tất cả các sản phẩm của tập đoàn Vân Đình. Thực sự lại là một quả bom phát nổ. Hiệu quả không chỉ đơn giản là việc tăng số lượng các đơn đặt hàng. Sự xác nhận của các nghệ sĩ đối với tập đoàn Vân Đình cũng như một cuộc hợp tác đôi bên đều có lợi. Bây giờ danh tiếng của tập đoàn Vân Đình quá tốt, những nghệ sĩ này cũng được hưởng lợi không ít, các bài đánh giá trên mạng đều tán thưởng nhiệt liệt. Các công ty đứng sau những nghệ sĩ này cũng sẽ nhờ thế mà có tiếng tăm rất tốt. Công ty giải trí Trường Phong. Sau khi nhìn thấy những tin tức này, Tiết Quý Hoa đã rất tức giận. Bốp! Anh ta hung hăng tát vào mặt Tiểu Linh Nhi, đồ khốn. Cô có nhìn thấy những việc tốt mà cô đã làm không? Tiểu Linh Nhi che mặt với một cái nhìn ngây ngốc. Cô có biết tại sao Diệp Quân Lâm không đến xin lỗi không? Bởi vì anh ta hoàn toàn không để cô vào mắt. Tiết Quý Hoa lại cho Trương Mỹ Lan một cái tát, ngôn tình tổng tài. Trương Mỹ Lan cảm thấy vô cùng oan uổng. Nếu không phải tôi làm theo chiến lược của cô, bây giờ công ty giải trí Trường Phong của tôi đang vang danh ở Trung Quốc, và thành phố cũng sẽ đánh giá chúng ta rất cao rồi. Tiết Quý Hoa run lên vì tức giận. Chúng ta có biết tập đoàn Vân Đình hùng mạnh như vậy không? Hóa ra họ tới tìm chúng ta để hợp tác, chính chúng ta mới là đang trèo cao. Tiểu Linh Nhi ôm mặt khóc, cô cũng rất hối hận. Nếu cô tiếp tục quảng bá cho tập đoàn Vân Đình, lần này cô ấy chắc chắn sẽ thay đổi từ một người nổi tiếng trên mạng thành một ngôi sao thực thụ. Đi, đến tập đoàn Vân Đình để xin lỗi. Chúng ta có thể có một cơ hội khác. Dù sao, lúc trước bọn họ đã chọn chúng ta, họ chắc hẳn đã nhìn thấy thế mạnh của chúng ta rồi. Tiết Quý Hoa ngay lập tức nói. Mấy người này hoàn toàn không biết, lúc trước vốn dĩ là do Phương Tử Tình chọn. Nó không liên quan gì đến những người ra quyết định của tập đoàn Vân Đình. Ngay sau đó, các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty giải trí Trường Phong đã đưa 10 nghệ sĩ bao gồm cả Tiểu Linh Nhi đến đầu quân cho tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình chế nhạo khi nhìn thấy những người này, các người làm gì ở đây? Phương Tử Tình, là chúng tôi sai rồi. Chúng tôi là những người có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn ngơ ngác ở đó làm gì? Không mau quỳ xuống xin lỗi. Tiết Quý Hoa ra lệnh, Tiểu Linh Nhi và các nghệ sĩ khác đều trực tiếp quỳ xuống đất. Phương Tử Tình có chút hoảng hốt. Cô nhớ lại lời của Diệp Quân Lâm, phải xin lỗi thì cũng là bọn họ tới đây xin lỗi. Cô không ngờ rằng điều đó lại trở thành sự thật rồi. Chủ tịch Phương, công ty giải trí Trường Phong của chúng tôi sẵn sàng hợp tác miễn phí với công ty của cô. Công ty cô cần bao nhiêu nghệ sĩ, chúng tôi sẽ cung cấp bằng ấy nghệ sĩ. Công ty cô muốn sử dụng bao nhiêu kênh quảng bá, chúng tôi cũng sẽ cung cấp bằng ấy kênh quảng bá. Tiết Quý Hoa thực sự đến để cho không rồi. Không chỉ là miễn phí, mà còn là không đưa ra bất cứ ràng buộc nào. Đúng, đúng rồi, trước đây chúng tôi thật ngu ngốc, bây giờ xem ra sản phẩm của tập đoàn Vân Đình là tốt nhất. Tiểu Linh Nhi nói. Trương Mỹ Lan cầu xin, Chủ tịch Phương, xin cô hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi đều sẽ quảng bá miễn phí. Điều này với công ty của cô chỉ có lợi mà không có hại. Phương Tử Tình và các quản lý cấp cao khác đều chết lặng. Trước đây đều là những kẻ cao ngạo không coi ai ra gì, bây giờ lại quỳ xuống để xin được hợp tác không lợi nhuận. Đó còn không phải là do họ đã nhìn được đà phát triển hiện tại của tập đoàn Vân Đình hay sao? Nhưng nghĩ lại, cũng không tệ khi có một loạt nghệ sĩ giúp công ty quảng bá một cách miễn phí. Không được. Tập đoàn Vân Đình tuyệt đối không cho phép một đám nghệ sĩ không có đạo đức nghề nghiệp như mấy người làm cho váy bẩn. Diệp Quân Lâm từ chối. Phương Tử Tình cau mày nói, Diệp Quân Lâm, anh không có quyền quyết định ở đây, mau tránh ra đi. Tuyên truyền miễn phí mặc dù cuộc khủng hoảng của tập đoàn Vân Đình đã được giải quyết. Nhưng theo quan điểm của Phương Tử Tình, điều này không liên quan gì đến Diệp Quân Lâm. Mọi thứ là do quyết định của sếp lớn.
Diệp Quân Lâm chỉ đi theo Phó Vũ Tường mà được thơm lây thôi. Vậy mà bây giờ anh ta lại dám lên mặt đòi thay công ty đưa ra quyết định. Anh ta đã thực sự coi mình là lãnh đạo của công ty này rồi sao? Diệp Quân Lâm, để tôi nói cho anh biết một điều. Mặc dù lúc trước giữa công ty giải trí Trường Phong và chúng ta đã có chút hiểu lầm, nhưng họ đã tới tận đây xin lỗi rồi. Hơn nữa, việc có những đại sứ quảng bá cho sản phẩm của công ty mà không có bất kỳ ràng buộc nào, thực sự là điều rất tốt cho công ty. Phương Tử Tình nói, theo quan điểm của cô, những lao động miễn phí là cần thiết sử dụng. Vậy còn đạo đức nghề nghiệp của cô ấy ư? Đây chính là kết quả của quá trình học tập lâu dài của cô tại Hoa Kỳ. Việc cốt lõi và đầu tiên cần quan tâm chính là phát triển kinh tế. Những vấn đề khác, cô ấy đều sẽ không quan tâm. Không được, những người này phẩm chất đều không tốt. Lần này họ tới đây xin lỗi, chẳng qua là vì tập đoàn Vân Đình đã có chút danh tiếng và đang trên đà lớn mạnh mà thôi. Vì sao họ không tới xin lỗi từ 2 ngày trước? Diệp Quân Lâm liếc nhìn Tiết Quý Hoa Tiểu Linh Nhi rồi lạnh lùng nói, các người mau cút khỏi đây. Tập đoàn Vân Đình sẽ không hợp tác với các người đâu. Tiểu Linh Nhi vô cùng tức giận, hận không thể lập tức giết chết Diệp Quân Lâm. Rõ ràng là Phương Tử Tình đã đồng ý, vì sao anh ta còn phải lên tiếng phản đối? Diệp Quân Lâm là kẻ thù của công ty giải trí Trường Phong. Tiết Quý Hoa tức giận nói, chủ tịch Phương, vậy mà tôi lại không nhìn ra đấy. Hóa ra công ty của cô lại do một nhân viên nhỏ bé nắm thực quyền. Sự chế giễu ngược lại của Tiết Quý Hoa khiến Phương Tử Tình tức giận. Rốt cuộc, có rất nhiều phương tiện truyền thông đang có mặt tại đây. Nếu những lời vừa rồi được truyền ra, e rằng sẽ có phản ứng rất xấu. Không phải ngay cả cái danh phó chủ tịch của cô cũng không còn chút uy lực nào nữa hay sao? Diệp Quân Lâm, anh mau đứng qua một bên đi. Đây không phải chỗ để anh nói. Phương Tử Tình tức giận nói. Sau đó cô thản nhiên nhìn Tiết Quý Hoa và những người khác. Anh Quý Hoa, tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Không thể hợp tác, giọng của Diệp Quân Lâm lại vang lên. Anh nghĩ anh là ai? Anh là ông chủ lớn sao? Phương Tử Tình tức giận nói. Đúng vậy, tôi là ông chủ lớn đã quyết định như vậy. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm vào Phương Tử Tình. Khi Phương Tử Tình chuẩn bị quyết định hợp tác với công ty giải trí Trường Phong, giọng nói của Kỳ Lân liền vang lên. Cha, cô Phương, ông chủ lớn có ý không hợp tác với công ty giải trí Trường Phong. Hãy cho họ vào danh sách đen đi. Lúc này, Kỳ Lân đã xuất hiện. Các nghệ sĩ của Trường Phong có đạo đức rất kém, đánh người qua đường, đe dọa người hâm mộ. Những vụ việc tương tự đã được lên án nhiều lần. Tập đoàn Vân Đình của chúng ta đã được bác sĩ Tần tin tưởng lựa chọn hợp tác, làm sao có thể làm việc chung với rác rưởi được. Danh tiếng của chúng ta có thể đặt ở đâu? Phương Tử Tình đỏ mặt khi nghe Kỳ Lân nói điều này. Cô ấy vốn dĩ chỉ tìm kiếm lợi ích, còn những thứ khác thực sự không quan tâm. Nhưng lời nói của Kỳ Lân khiến cô phải cảnh giác, triết lý kinh doanh của cô ấy đã đến lúc phải thay đổi rồi. Phải có danh tiếng tốt, chỉ khi nhận được sự ủng hộ của nhân dân thì lợi ích mới được tối đa hóa. Vào thời điểm này, các phương tiện truyền thông bắt đầu đổ lỗi cho công ty giải trí Trường Phong, đồng thời cũng làm rõ vụ việc giữa tập đoàn Vân Đình cùng công ty giải trí Trường Phong. Ngoài ra, Diệp Quân Lâm đã trao cho giới truyền thông một ổ USB. Bên trong có một đoạn video quay lại cảnh Tiểu Linh Nhi đánh nhân viên và vứt rác bừa bãi. Hóa ra là Diệp Quân Lâm đã yêu cầu Chu Tước đi sửa điện thoại và lấy lại video bên trong. Ngay sau khi những video này được gửi đi, Tiểu Linh Nhi đã bị tất cả người hâm mộ quay lưng. Trên mạng có rất nhiều lời mắng mỏ dành cho cô. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, công ty giải trí Trường Phong đã rơi vào mối nguy lớn. Đặc biệt là mấy người như Tiểu Linh Nhi, xem ra sự nghiệp nghệ sĩ này của bọn họ sắp phải kết thúc rồi. Sẽ không ai dám ký hợp đồng với họ trong tương lai. Diệp Quân Lâm tiến lại Phương Tử Tình cười nói, tôi đã từng nói rồi phải không? Những đại sứ quảng bá mà cô thuê vốn dĩ không được. Sản phẩm của chúng ta liên quan tới y học, bác sĩ Tần Bắc Son là thích hợp nhất. Phương Tử Tình cười khinh thường, anh nói như thể bác sĩ Tần là do anh mời tới. Khách mời là do tôi mời. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Hừm, rõ ràng là do ông chủ mời, có liên quan gì đến anh sao? Phương Tử Tình chế nhạo. Được rồi, không cãi nhau nữa. Đi làm đi, nhiệm vụ tiếp theo còn rất gian nan. Cô Vân còn tâm tư để tranh cãi với tôi ư?
Diệp Quân Lâm cười nhạt. Phương Tử Tình lúc này mới chợt nhận ra, trong tương lai lượng công việc của tập đoàn Vân Đình đã tăng hàng chục lần so với trước kia. Họ sẽ bận rộn hơn, nhưng đây là điều cô ấy muốn thấy nhất. Tài năng của cô cũng sẽ được phát huy tối đa. Sau khi Lý Tử Nhiễm biết chuyện này, cô ấy đã đến xin lỗi Diệp Quân Lâm. Thực xin lỗi anh, nhưng anh cũng rất tuyệt, đi theo Phó Vũ Tường, lại còn biết trước kế hoạch của ông chủ. Lý Tử Nhiễm giơ ngón tay cái lên và nói, anh rất lợi hại đấy, còn tìm gặp được bác sĩ Tần Bắc Sơn. Anh không biết mẹ đã ghen tị thế nào đâu, thần tượng của mẹ chính là bác sĩ Tần. Hiện tại ở bệnh viện, mẹ hễ gặp ai liền kể rằng con rể của mẹ đã tự lái xe đón tiếp Tần Bắc Sơn. Thật sự vô cùng tự hào. Diệp Quân Lâm cười hỏi, bố mẹ có muốn gặp bác sĩ Tần không? Có chứ, tất nhiên rồi. Ngay cả em còn muốn gặp, nói gì tới bố mẹ. Lý Tử Nhiễm lập tức nói. Được, vậy em về nói với bố mẹ, chuẩn bị một bàn cơm ngon tại nhà, thêm một chút rượu ngon. Tối nay anh sẽ mời bác sĩ Tần đến nhà mình, để bố mẹ được gặp người bằng xương bằng thịt. Diệp Quân Lâm cười nói. Lý Tử Nhiễm tưởng mình nghe nhầm, mơ hồ hỏi lại, cái gì? Anh định mời bác sĩ Tần về nhà ư? Trò đùa này không vui chút nào. Thật chứ, chồng em có khi nào nói dối em chưa? Lý Tử Nhiễm suy nghĩ một lúc, quả thực mỗi lần Diệp Quân Lâm nói gì đó, đều sẽ tình cờ trở thành hiện thực. Thực sự anh chưa khi nào nói dối cô. Được rồi, vậy thì em tin anh, nhưng bố mẹ có tin anh hay không thì em không dám chắc. Sau khi Lý Tử Nhiễm rời khỏi công ty, cô trở về nhà và truyền đạt những lời Diệp Quân Lâm vừa nói cho bố mẹ. Hừ, nói bậy, Tần Bắc Sơn là nhân vật như thế nào chứ? Anh ta lại vì lời mời của Diệp Quân Lâm mà động lòng sao? Lý Văn Uyên chế nhạo. Đúng, Diệp Quân Lâm của 6 năm trước còn không đủ tư cách. Hôm nay người giàu nhất Tô Hàng cùng các nhân vật chủ chốt của phòng thương mại Tô Hàng Châu đều bị bác sĩ Tần từ chối rồi. Triệu Nhã Lan cũng cho rằng điều đó là không thể. Lý Tử Nhiễm hỏi, vậy bố mẹ có chuẩn bị cơm hay không? Nấu nướng gì chứ? Diệp Quân Lâm đang nói đùa với con thôi, vậy mà con lại tin là sự thật. Lý Văn Uyên nói. Lý Tử Nhiễm cũng suy nghĩ một chút, cảm thấy như thể Diệp Quân Lâm đang thực sự nói đùa. Tần Bắc Son là ai nào? Chính là ngôi sao sáng của giới y học toàn cầu. Vì vậy, Lý Tử Nhiễm và bố mẹ cô không còn nghĩ về điều đó nữa, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Rất nhanh đã tới 8 giờ tối. Có tiếng gõ cửa. Lý Tử Nhiễm liền chạy ra mở cửa. Nhìn thấy đó là Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm không nói gì mà quay người đi vào. Này vợ, sao em lại vào nhanh vậy? Còn không ra chào khách đi. Bố mẹ đâu, cũng kêu ra đón khách nào. Giọng nói của Diệp Quân Lâm khiến Lý Tử Nhiễm sững lại. Cô chậm chậm quay người lại, thực sự nhìn thấy đi cùng Diệp Quân Lâm còn có người khác. Ngay lập tức, cô giống như bị sét đánh. Chào cô Tử Nhiễm, Tần Bắc Sơn tôi phải làm phiền gia đình rồi. Tần Bắc Sơn cười nói. Đôi mắt đen láy của Lý Tử Nhiễm tối lại, gần như ngắt đi vì sợ hãi. Tần Bắc Sơn, thực sự là Tần Bắc Sơn. Anh ấy thực sự đã đến. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, vợ chồng Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng bước tới. Làm sao vậy, có khách sao? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đưa mắt nhìn qua. Người xuất hiện trước mặt lập tức khiến hai người sợ hãi. Bịch, thậm chí Lý Văn Uyên còn trượt chân và trực tiếp ngã trên mặt đất. Triệu Nhã Lan cũng kinh hoàng tới mức ngã ngồi xuống đất, gây lên một tiếng động lớn. Vị khách này thực sự chính là bác sĩ Tần Bắc Sơn. Lộc Phong Sơn Trang Tần Bắc Sơn còn sống. Ba người nhiều lần xác nhận, phát hiện đây chính là Tần Bắc Sơn. Tần Bắc Son lại đến nhà. Nhìn thấy hai người quỳ xuống. Diệp Quân Lâm và Tần Bắc Sơn đỡ hai người họ dậy. Điều này làm cho Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan ngạc nhiên hoảng loạn. Tần Bắc Sơn tự mình đỡ bọn họ đứng dậy ư? Điều này đối với bọn họ là chuyện khó tưởng tượng được, bọn họ có thể tự hào đến cuối đời vì điều này. Thật ra, đỡ bọn họ đứng dậy chính là xem trọng Hoa Hạ. Toàn Hoa Hạ có thể được đối đãi như thế chỉ có thể là hai người bọn họ. Lý Tiên Sinh, Lý Phu Nhân. Tần Bắc Sơn tôi quấy rầy rồi. Tần Bắc Sơn cười nói. Điều này càng khiến cho Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan càng sợ hãi. Làm sao có thể chứ, làm sao Tần Bắc Son lại có thể xưng hô như vậy được chứ? Diệp Quân Lâm nhíu mày, ba mẹ, hai người kích động như vậy làm gì?
không phải con đã để Tử Nhiễm thông báo đến ba mẹ rồi sao? Hai. Giàm nghe Diệp Quân Lâm nói chuyện, hai người họ thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Tử Nhiễm đã thông báo hôm nay nhà họ sẽ có khách, còn bảo họ nấu một bàn đầy thức ăn. Nhưng ai có thể tin được Diệp Quân Lâm có thể mời được Tần Bắc Sơn đến đây được chứ? Thật không thể tin được. Ba mẹ có làm sao không? Chân mày Diệp Quân Lâm nhíu lại thành hình chữ xuyên. Điều này làm cho anh ở trước mặt Tần Bắc Sơn rất mất mặt. Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan và Lý Tử Nhiễm đều nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn. Lý Tử Nhiễm cũng rất tự trách mình. Bản thân cô cũng không tin lời Diệp Quân Lâm nói. Hai. Diệp Quân Lâm thở dài. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cảm thấy trên mặt rất nóng. Bác sĩ Tần, tôi. Diệp Quân Lâm cũng không biết nói thế nào. Tiểu Diệp, tôi không sao. Tôi hiểu. Tần Bắc Sơn đã sớm đoán được. Ba mẹ, Tử Nhiễm, ba người còn không mau chuẩn bị đồ ăn đi. Chẳng lẽ lại để bác sĩ Tần đứng ở đây mãi sao? Nghe Diệp Quân Lâm nhắc nhở, ba người liền phản ứng lại mời Tần Bắc Sơn vào nhà ăn, sau đó ba người đi chuẩn bị thức ăn. Cũng may, có thức ăn và thịt trong tủ lạnh. Nhưng Lý Văn Uyên vẫn cảm thấy chưa đủ vì không có rượu ngon ba, cũng không có việc gì, còn có đem về hai bình rượu đặc biệt trong quân đội. Diệp Quân Lâm thầm nghĩ cũng may mình có chuẩn bị, nếu không thì xấu hổ lắm. Ba người cùng nhau bận rộn, rất nhanh một bàn ăn gia đình đã được dọn ra. Nhìn Tần Bắc Sơn trên bàn ăn, ba người Lý Tử Nhiễm vẫn cứ cảm thấy không chân thật. Đây chính là Tần Bắc Sơn sao? Là người đứng đầu y học của Hoa Hạ, là nhân vật cấp quốc gia, là nhân vật sánh với thần trong truyền thuyết. Vậy mà lại ở nhà mình. Thật không thể tin được. Ba người Lý Văn Uyên còn lén chụp ảnh, sau đó bọn họ cảm thấy việc có những bức ảnh này trong tay là chuyện khó tưởng tượng được. Tần Bắc Sơn tuy là được sánh với các nhân vật cấp thần nhưng vẫn luôn gần gũi, đặc biệt là những món ăn gia đình và ông tán thưởng liên tục. Loại niềm vui dân dã này mới là sở thích của ông. Rượu đã qua 3 tuần, Lý Văn Uyên rốt cuộc nhìn không nổi hỏi, bác sĩ Tần, vì sao ông lại đồng ý lời mời của con rể tôi đến đây vậy? Chúng tôi hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan gật đầu. Tần Bắc Sơn nhìn thoáng qua Diệp Quân Lâm cười nói, đầu tiên là hôm nay Tiểu Diệp đến đón tôi, cũng xem như là có quen biết. Thứ hai là tôi biết được Tiểu Diệp là người sáng tạo ra công nghệ cốt lõi của các thiết bị y tế này, nên tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Chúng tôi hiểu, bác sĩ Tần, ông không hổ danh là người đứng đầu nền y học nước nhà. Tôi kính ông một ly. Lý Văn Uyên nâng chén nói. Theo họ, bác sĩ Tần là một người rất gần gũi, nguyện ý nể mặt một nhân vật nhỏ bé như Diệp Quân Lâm. Họ cảm thấy bác sĩ Tần thật là vĩ đại. Sau khi ăn uống no đủ, Tần Bắc Sơn muốn rời đi. Ba mẹ, Tử Nhiễm, con đi tiễn bác sĩ Tần. Được, nhất định phải chú ý an toàn, lái xe đi cẩn thận. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm chở Tần Bắc Sơn đến Lộc Phong Sơn Trang. Nơi này chính là nơi ở của đám người Thanh Long, Chu Tước. Một lần là nổi tiếng này Tiểu Diệp, cậu có thể để ta ở đâu cũng được mà, đâu cần phải tới nơi xa hoa như này. Tần Bắc Sơn cười nói. Bác sĩ Tần, an toàn của ông cần phải thiết lập thật kỹ, không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Quân Lâm sắp xếp trợ lý ở lại cùng Tần Bắc Sơn. Nơi này coi như là khu quân sự trọng điểm, bác sĩ Tần chắc chắn sẽ an toàn. Tập đoàn Vân Đình nổi tiếng. Sản phẩm trở thành sức ép cực lớn đối với phòng thương mại Tô Hàng. Lúc này phòng thương mại Tô Hàng mới phản ứng lại đã là quá chậm. Thị trường các thiết bị y tế gần như đã được thay thế. Thậm chí nhân tài kỹ thuật cũng xin nghỉ việc, muốn qua tập đoàn Vân Đình làm việc. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt, trước mắt nên án binh bất động. Chờ đại hội bầu cử tổng chỉ huy kết thúc rồi lại nói. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt rất buồn bực nhưng chỉ có thể nhịn. Sự trỗi dậy của tập đoàn Vân Đình ngay cả người giàu nhất là nhà họ Thẩm cũng cảm thấy áp lực. Lần trước cảm nhận được loại áp lực này là lúc Diệp Quân Lâm thay mặt cho tập đoàn Quân Lâm. Hiện nay sự chú ý của mọi người vẫn ở trên người Tần Bắc Sơn. Ông cũng muốn tham gia vào đại hội bầu cử tổng chỉ huy nên vẫn ở lại Tô Hàng một thời gian. Có không ít người tới mời. Nhưng đều bị cự tuyệt. Những ngày tiếp theo, Tần Bắc Sơn cũng không chịu ngồi yên. Ông ta cố ý đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Tô Hàng để khám bệnh. Với tư cách là một bác sĩ phổ thông chứ chẳng phải chuyên gia gì. Phí đăng ký chỉ có 12 đồng.
Đối với người dân Tô Hàng mà nói, đây là phúc phần rất lớn. Có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nan y đều tìm đến bác sĩ Tần. Tần Bắc Sơn còn có ý để Triệu Nhã Lan làm trợ lý. Điều này làm cho địa vị của Triệu Nhã Lan ở bệnh viện cao hẳn lên. Chuyện làm chủ nhiệm khoa là điều chắc chắn. Sau khi biết được tin tức, Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ cười cười. Anh muốn bác sĩ Tần nghỉ ngơi. Nhưng xem ra ông ấy lại không chịu được nhàn rỗi, giống như bình thường đi làm. Đây chính là nguyên nhân vì sao bác sĩ Tần trở thành nhân vật cấp quốc gia. Mấy ngày liên tiếp, Tần Bắc Sơn đều ở tuyến đầu bệnh viện chiến đấu hết mình, nhìn rất nhiều bệnh nhân đi ra đi vào. Ở đây có những gia đình giàu có, cũng có nhiều gia đình nông thôn nghèo khó. Nhưng tất cả đều được đối xử bình đẳng. Rất nhiều người trong lĩnh vực này đã đến đây xem với sự ngưỡng mộ. Ngay cả Triệu Nhã Lan cũng được thơm lây. Hôm nay, Tần Bắc Sơn đang ở trong văn phòng làm việc. Bỗng nhiên bên ngoài có một đám người đến, khí thế rất hung hãn, lộ ra sát ý lạnh xương. Mọi người đều cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ rất đáng sợ. Rất nhiều người trong hành lang nhìn thấy họ, tất cả đều tự động né tránh nhường đường cho bọn họ. 7-8 người này không để ý đến hàng dài đang xếp hàng mà trực tiếp xông vào phòng của bác sĩ Tần. Các người làm gì vậy? Nếu tìm bác sĩ Tần khám bệnh thì đăng ký xếp hàng đi. Triệu Nhã Lan khiển trách. Bóp! Người đàn ông đứng đầu hung hăng tát một cái rất mạnh lên mặt Triệu Nhã Lan. Triệu Nhã Lan lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Trên mặt hằn lên 5 ngón tay đỏ chói mắt. Cảnh này xảy ra làm tất cả bệnh nhân trong văn phòng sợ hãi. Tần Bắc Sơn là người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy cảnh này thì rất giận dữ nói, các người là ai? Vì sao lại ra tay đánh người? Người đàn ông đi đầu giơ hai tay lên, rất khách sáo nói, bác sĩ Tần, ngại quá chúng tôi đến quấy rầy ông. Các người muốn làm gì? Tần Bắc Sơn hỏi. Với kinh nghiệm của mình, trong lòng Tần Bắc Sơn khẳng định những người này tuyệt đối không đơn giản. Bác sĩ Tần, ông không cần khẩn trương. Chúng tôi tới nơi này là muốn mời bác sĩ Tần đi xem bệnh. Người đàn ông đó mỉm cười. Nếu có bệnh thì tới bệnh viện đăng ký khám bệnh, mấy ngày này tôi đều ở Tô Hàng. Tần Bắc Sơn nói. Không không không, bác sĩ Tần, cậu chủ nhà chúng tôi nói mời bác sĩ Tần đến đó một chuyến. Nếu chạy tới đây khám bệnh thì thật sự không phù hợp với thân phận của cậu chủ chúng tôi. Người đàn ông nói. Tần Bắc Sơn từ chối, xin lỗi. Tôi sẽ không đi đâu khám bệnh cả, trừ khi tới đây. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tần Bắc Sơn vừa nói những lời này, sắc mặt của gã đàn ông kia lập tức thay đổi, tức giận nói, lão già ngoan cố, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Tần Bắc Sơn cười, xin hỏi anh đây muốn gì? Bác sĩ Tần nếu không muốn đi, vậy chúng ta tự mình dẫn bác sĩ Tần đi. Đắc tội rồi. Ánh mắt của gã đàn ông kia lóe lên. Đúng vậy. Bác sĩ Tần đừng ép chúng ta. Hơn nữa chúng tôi chỉ mời bác sĩ tới khám chữa bệnh, ông sợ gì sao? Một số kẻ khác nhao nhao nói. Tần Bắc Sơn bướng bỉnh nói, không, đây là nguyên tắc của tôi. Bất cứ ai mời tôi đến nhà khám chữa bệnh tôi đều sẽ từ chối. Đến bệnh viện tìm tôi sẽ rất hoan nghênh. Mọi người đều kính nể ông như thần, còn tôi thì cảm thấy ông chẳng khác nào là lang băm. Cố ý tạo cho mình độ nổi tiếng nhất định rồi ngang ngược. Ông nghĩ ông thật sự là thần à? Đúng vậy, chúng ta đến mời ông đi khám chữa bệnh là đã nể mặt ông rồi. Ông đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như thế. Ông chẳng qua cũng chỉ là một bác sĩ thôi. Cậu chủ của chúng ta đã nể mặt ông rất nhiều. Nói xong, gã đàn ông đứng đầu nhóm túm lấy Tần Bắc Sơn kéo ông ta ra ngoài. Triệu Nhã Lan lập tức ngăn cản. Bốp! Kết quả một người đá một cước vào bụng Triệu Nhã Lan khiến bà đau đớn không thôi, ngồi trên mặt đất mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. 7-8 người này kéo Tần Bắc Sơn rời đi. Nhân viên bảo vệ xông lên, kết quả là tất cả đều bị đánh gục nằm rên rỉ không thôi trên mặt đất. Những người này lên những chiếc xe đỗ gần đó và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc này Diệp Quân Lâm và đám người Phó Vũ Tường đang thảo luận thì nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm. Quân Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Vừa nãy có một đám người đánh mẹ sau đó còn bắt ép bác sĩ Tần đi cùng họ nữa. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân Lâm nổi trận lôi đình. Lý nào lại như vậy chứ? Anh lấy điện thoại ra, âm thanh lạnh lùng nói với đầu dây bên kia, Chu Tước, lập tức điều tra cho ta ai dám dẫn bác sĩ Tần đi.
Cách đây nhiều thập kỷ trước, thành phố Tô Hàng được sát nhập bởi hai thành phố lớn là Tô Thành và Hàng Châu. Hiện tại là Tô Hàng thực sự là khu đô thị mới của Tô Thành và Hàng Châu sau khi sát nhập. Thật ra khu phố cổ của Tô Thành và Hàng Châu ở ngoài rìa trung tâm thành phố. Nên bọn họ có thể gọi những nơi ngoài rìa này là Tô Thành hoặc Hàng Châu. Tại thời điểm này, có một trang viên theo phong cách cổ nằm ở khu phố cổ của Tô Thành. Nơi này rất lớn, đủ lớn để chứa cả một thị trấn nhỏ. Có tin đồn rằng thời cổ đại đây là dinh thự của một vị tướng. Đặt tên là Phủ Tướng Quân. Trong trang viên cứ 5 bước là tới một trạm, 10 bước tới một đài quan sát. Có gần 200 vệ sĩ canh gác. Tại đình nhỏ giữa hồ nhân tạo. Chỗ hai người ngồi. Một người già và một người trẻ. Lão già có mái tóc hoa râm, làn da nhăn nheo. Lão già này tay cầm một chiếc quạt xếp, phía trên đề hai chữ, tướng quân. Nhìn là biết đây chính là chủ nhân của trang viên này. Kỳ thật trước đây trên đường phố Tô Hàng có lưu truyền một câu, Nam Tiểu Đỗ, Bắc Lão Cửu, Thập Tam Thái Bảo vô địch. Thậm chí rất lâu trước còn có một câu, Tô Hàng loạn hay không, tất cả do tướng quân định đoạt. Tướng quân Trần Thiên Kiều chính là vua chân chính của thế giới ngầm Tô Hàng. Vua của Tô Hàng, Đỗ Việt Sinh cũng là môn đồ của Trần Thiên Kiều. Có thể tưởng tượng được Trần Thiên Kiều có bao nhiêu kinh khủng. Lão ta mới chính là lão đại số một của Tô Hàng. Thời điểm Tô Thành và Hàng Châu còn chưa sát nhập, tướng quân Trần Thiên Kiều đã là vua của thế giới ngầm hai thành phố này. Sau khi sát nhập thành thành phố Tô Hàng, ông tiếp tục ở lại khu phố cổ Tô Thành, bắt đầu sống cuộc sống ẩn dật. Cho nên tướng quân Trần Thiên Kiều đã dần dần phai nhạt trong trí nhớ của mọi người. Khi nhắc đến thế giới ngầm của Tô Hàng, mọi người đều chỉ biết vua Tô Hàng là Đỗ Việt Sinh và Thập Tam Thái Bảo thôi. Người mới đã không còn biết đến sự tồn tại của tướng quân. Nhưng kỳ thật, tướng quân mới chính là vua của Tô Hàng. Tô Hàng loạn hay không chỉ cần một mời nói của tướng quân. Vua Tô Hàng gì gì đó đứng trước mặt tướng quân căn bản không đáng nhắc tới. Không xem bệnh ngồi trước mặt tướng quân Trần Thiên Kiều là con trai của ông, Trần Phục Long. Trần Phục Long khác với bố của mình, là người độc tài thường lấy bạo lực ra giải quyết mọi vấn đề. Nếu không phải Trần Thiên Kiều cố ý kiềm kẹp thì Trần Phục Long đã sớm nắm thế giới ngầm của Tô Hàng trong tay và Đỗ Việt Sinh đã sớm bị tiêu diệt. Trần Phục Long vẫn bất mãn khi phải ở trong khu phố cổ nhưng không có biện pháp cãi bố mình. Giờ phút này Trần Phục Long đang chơi cờ với bố mình là Trần Thiên Kiều. Tại thời điểm này, một thanh niên mặc quần áo sang trọng đi vào từ phía sau Trần Thiên Kiều nói, ông nội, bó, hai người đang đánh cờ à? An Bình tới rồi à? Trần Thiên Kiều ngẩng ngoắng đầu lên vẻ mặt cương triều nhìn cháu trai Trần An Bình. Mấy năm tay Trần Thiên Kiều đã sớm tẩy trắng, gây dựng tập đoàn Trần Thị, trải rộng mười mấy ngành nghề. Lão ta xem Trần An Bình chính là người thừa kế, đối với cậu ta yêu thương vô hạn. Điều này cũng tạo ra tính cách ngang ngược của Trần An Bình. Thường xuyên gây rắc rồi. Trần An Bình nhìn Trần Thiên Kiều nói, ông nội, cháu thấy gần đây sức khỏe của ông không được tốt lắm nên muốn tạo cho ông một bất ngờ. Trần Thiên Kiều và Trần Phục Long đều tò mò nhìn cậu ta hỏi, ỏ điều gì làm cho ông ngạc nhiên thế? Ông nội biết Tần Bắc Sơn đã tới Tô Hàng rồi đúng chứ? Trần An Bình hỏi, chúng ta biết. Cháu mời Tần Bắc Sơn về nhà để vị đứng đầu ngành y này kiểm tra sức khỏe cho ông nội. Cũng là để kiểm tra cho bố mẹ luôn. Trần An Bình hưng phấn nói. Trần Thiên Kiêu và Trần Phục Long nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Tần Bắc Sơn tới đây khám bệnh ư? Theo như ông biết thì Tần Bắc Sơn này luôn từ chối việc khám bệnh tại nhà. Ngay cả Thẩm Mặc Sơn mời cũng không được. Trần An Bình cười cười, đúng vậy ông nội, lão ta rất ngoan cố không chịu đến. Lại muốn ông nội phải tự mình đến bệnh viện lấy số xếp hàng. Chúng ta có thân phận thế nào chẳng lẽ lại làm như thế? Trần Thiên Kiều ý thức được điều gì đó không đúng, không khỏi hỏi lại, vậy thì sao? Mềm không ăn lại thích ăn cứng, cháu mời lão ta không được liền bắt lão ta về. Trần An Bình cười nói. Trần Phục Long gật gật đầu, đúng vậy, loại người như lão già này kiêu ngạo quen rồi. Con trai, con làm rất tốt. Trần Thiên Kiều lại nhíu mày, phiền toái đấy, ta sợ mang ảnh hưởng không tốt. Dù sao đây chính là Tần Bắc Sơn. Bố sợ cái gì chứ? Chúng ta không làm gì cả, chỉ mời lão ta đến thăm bệnh cho chúng ta thôi. Nên tôn trọng chúng ta cũng vẫn là tôn trọng.
chỉ có phương thức mời lão ta đến đây có hơi cực đoan một chút. Trần Phục Long làm việc độc đoán, cảm thấy việc này chẳng có vấn đề gì phải lo nghĩ. Ngược lại cảm thấy làm như vậy đã đủ tôn trọng với Tần Bắc Sơn rồi. Trần An Bình gật gật đầu, ông nội, bố cháu nói không sai. Chính là mời lão ta đến đây khám bệnh, chúng ta không làm hại đến lão ta. Sau khi khám xong chúng ta cho lão ta một con số cách xù xem như là phí khám bệnh, chắc chắn lão ta sẽ rất vui vẻ. Trần Thiên Kiều cũng gật đầu, đúng vậy. Sợ gì nhỉ, ta mời hắn tới thì thế nào? Trên trời dưới biển có ai mà nhà họ Trần chúng ta mời không được chứ? Rất nhanh, Tần Bắc Sơn đã được đưa vào bên trong phủ tướng quân. Này bác sĩ Tần, ông mau xem bệnh cho ông nội của ta đi. Nếu tốt, thiếu gia ta sẽ có thưởng lớn cho ông. Trần An Bình cầm túi tiền cười lạnh. Chỉ là Tần Bắc Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Hửm, ánh mắt đấy là sao chứ? Là ghét chúng ta không đưa tiền trước cho ông sao? Vậy thì ta đưa trước cho ông một ít nè, lát nữa thăm khám xong sẽ đưa cho ông thêm một số tiền lớn. Thậm chí có thể xây dựng một bệnh viện tư riêng cho ông. Trần An Bình cười cười nói. Trần Phục Long cũng đến trước mặt Tần Bắc Sơn. Lão Tần, dùng phương thức này mạo muội mời ông tới đây thật có lỗi. Nhưng miễn ông thăm khám bệnh tình cho bố tôi thì lợi ích ông nhận được là rất lớn. Tần Bắc Sơn lắc đầu, không xem bệnh, ai cũng không xem. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức im phăng phác. Rửa mắt chờ đợi lão già, ông mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trần An Bình giận dữ nói, ông có biết chúng ta là ai không? Ông nội ta chính là nhân vật số một Tô Hàng, Trần Thiên Kiều, còn được gọi là tướng quân. Mời ông tới đây đã là nể mặt ông lắm rồi. Tôi là Trần Phục Long, con trai của Trần Thiên Kiều. Ở Tô Hàng có chút địa vị, mặc dù giờ đây đã ở ẩn nhưng trước khi Tô Hàng là do một tay bố tôi định đoạt. Trần Phục Long cười nói. Nghe thì có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thật ra là cuồng vọng đến cực điểm. Tần Bắc Sơn nhìn hai người khinh thường. Người có bối cảnh lớn thì sao chứ? So với lão bằng hữu của ta là tướng quân Côn Luân được sao? Bác sĩ Tần yên tâm, chỉ cần ông chẩn đoán bệnh cho bố tôi xong, tôi tất nhiên sẽ sai người đưa ông trở về. Ông không chỉ nhận được một khoản thù lao kết xù mà còn được nhà họ Trần tôi xem là bạn. Trần Phục Long nói. Lời nói như này nếu bị người khác nghe được nhất định khiếp sợ không thôi. Bởi vì ở Tô Hàng có không biết bao nhiêu người đánh nhau đến vỡ đầu chỉ để muốn trở thành bạn bè với nhà họ Trần. Đừng nhìn Trần Thiên Kiều đang sống ẩn cư mà nghĩ ông ấy rất đài. Mỗi ngày người đến thăm là vô số, thậm chí có những người rất nổi tiếng. Bọn họ vắt óc tính kế chính là có thể kết giao cùng Trần Thiên Kiều. Nhưng có thể trở thành bạn của nhà họ Trần thì đếm chưa kín được đầu ngón tay. Tần Bắc Sơn lắc đầu, tôi không cần nhiều bạn bè đâu. Các người mau đưa tôi về, nếu không thì nhà họ Trần các người gặp nạn đừng có trách. Nghe được Tần Bắc Sơn khuyên nhủ, Trần Phục Long cùng Trần An Bình liếc mắt nhìn nhau và cười phá lên. Tô Hàng có ba thế lực không ai dám động. Nhà giàu nhất Thảm Mặc Sơn, phòng thương hội Tô Hàng và tướng quân Trần Thiên Kiều. Bất luận là ai, muốn đụng vào ba thế lực này là chuyện không thể nào xảy ra được. À, bác sĩ Tần còn biết bói quẻ sao? Nhà họ Trần của chúng ta từ khi nào sẽ gặp nạn vậy? Một giọng nói già nua phát ra, Trần Thiên Kiều chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Trần Thiên Kiều nhìn thì cũng bình thường không có gì khác biệt thế nhưng trên người lại có một uy thế như núi Thái Sơn áp bức người đối diện. Tần Bắc Sơn bỗng nhiên cảm nhận được áp lực đang bao trùm lấy mình. Tần Bắc Sơn ông thì nhân vật nào mà chưa bao giờ gặp qua đâu. Nếu bàn về khí thế, thì vị trước mắt này tuyệt đối có tên tuổi đấy. Ta đối với bác sĩ Tần đây kính trọng có thừa. Lúc đầu vì nghĩ không nên có những phiền toái không cần thiết mà muốn dẫn bác sĩ Tần trở về. Nay nghe bác sĩ Tần nói như vậy thì Trần Thiên Kiều ta ngược lại muốn xem nhà họ Trần chúng ta sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Trần Thiên Kiều lạnh lùng nói. Tần Bắc Sơn khuyên nhủ, lão gia Trần, tôi vẫn khuyên ngài hãy cử người dẫn tôi trở về đi, nếu không có một số việc bản thân ta cũng không thể khống chế được. Ha ha ha, bác sĩ Tần, ta nghe nói bất luận là ai cũng không thể mời được ông khám bệnh tại nhà cho. Vậy thì hôm nay Trần Thiên Kiều ta kiền trở thành người đầu tiên. Ta nhất định phải giữ bác sĩ Tần ở lại nơi này của ta 10 ngày nửa tháng đấy. Trần Thiên Kiều thái độ kiên quyết. Lão ta muốn xem thử xem có chuyện gì có thể xảy ra với nhà họ Trần của lão.
Trần Phục Long và Trần An Bình vẻ mặt kiêu ngạo. Nhà họ Trần chính là bá đạo độc đoán như vậy đấy. Hung tàn và không cần biết luật lệ nguyên tắc gì cả. Cái gì mà nhà giàu nhất thảm Mạc Sơn hay là phòng thương mại của Tô Hàng? Trần Thiên Kiều tuyệt đối không để vào mắt. Nhà họ Trần cũng là gia tộc khiến cho Chu Ngọc Hằng đau đầu nhất. Thế lực của bọn họ khổng lồ, cũng không giống nhà họ Thẩm hay phòng thương mại Tô Hàng. Một khi bộc phát, chính là đại nạn của Tô Hàng. Nhưng lại không tiện động đến. Tần Bắc Sơn cười cười, vậy thì chúng ta rửa mắt đợi thôi. Giờ phút này Tô Hàng như ong vỡ tổ. Có người đến bệnh viện nhân dân cưỡng ép bắt Tần Bắc Sơn, đã vậy còn đánh bị thương mười mấy y tá bác sĩ. Lập tức gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Tất cả mọi người ở Tô Hàng đều tìm kiếm Tần Bắc Sơn đang bị giam giữ ở đâu. Nhà họ Thẩm và phòng thương mại Tô Hàng cũng tích cực tìm kiếm. Bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời của họ. Nếu như có thể cứu được Tần Bắc Sơn vậy thì thật sự có thể nhờ vả bác sĩ Tần một chút rồi, chỗ tốt này thật sự vô hạn. Nhân vật số một thật sự chuyện này vậy mà cảnh sát không nhúng tay vào đương nhiên vì chẳng có ai báo cảnh sát. Nhưng kỳ thật là do có nguyên nhân khác. Tần Bắc Sơn là do Diệp Quân Lâm chăm sóc, những người khác không có tư cách. Nửa giờ sau. Các thế lực của các gia tộc tra được tin tức, Tần Bắc Sơn lúc này đang ở khu phố cổ Tô Thành, phủ tướng quân Trần Thiên Kiều. Dẫn Tần Bắc Sơn đi không ai khác chính là cháu trai Trần An Bình của Trần Thiên Kiều. Trong sơn trang Tô Hàng, Thảm Mạc Sơn mặc quần áo tử tế, lập tức ra lệnh, đi, chúng ta đến phủ của nhà họ Trần. Đội xe của nhà họ Thẩm lập tức xuất phát. Sau khi xuất phát không lâu thì bước vào địa phận khu phố cổ Tô Thành, dừng trước cửa phủ tướng quân. Đúng lúc này ở một phương hướng khác, một đoàn xe thật dài đi vào. Từ trên xe bước xuống là bốn người Lôi Thiên Tuyệt, Hàn Khiếu Côn. Người của phòng thương mại Tô Hàng. Nhà họ Thẩm và phòng thương mại Tô Hàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vậy cùng vào đi, cứu bác sĩ Tần đã rồi hãng nói. Thẩm Mạc Sơn nói. Được, cùng vào. Lôi Thiên Tuyệt đáp và dẫn đoàn người cùng Thẩm Mạc Sơn bước vào bên trong phủ tướng quân. Bây giờ cửa lớn của phủ tướng quân đóng chặt, không có bất cứ một vệ sĩ nào. Thảm Mạc Sơn khoát tay, Thẩm Thanh Phong bước lên gõ cửa. Cảm phiền vào thông báo một tiếng rằng chủ nhân nhà họ Thảm, Thẩm Mạc Sơn cùng phòng thương mại Tô Hàng, tứ đại gia tộc Lôi Thiên Tuyệt, Hàn Khiếu Côn, Du Bát Quần, Tần Chính Lâm cầu kiến tướng quân. Thảm Thanh Phong nói, trong phủ tướng quân, sau khi nghe được âm thanh thì các vệ sĩ hít sâu một hơi. Bọn họ đã đánh giá thấp Tần Bắc Sơn rồi. Nhanh như vậy mà hai ngọn núi lớn của Tô Hàng liên chạy tới. Thảm Mạc Sơn còn tự mình chạy tới. Sau khi biết tin tức, Trần Phục Long lập tức nói lại với Trần Thiên Kiều tin tức này. Ồ, có thật không? Tất cả bọn họ đều ở đây à? Trần Thiên Kiều hơi kinh ngạc. Bó, ta nên làm gì giờ? Trần Phục Long nói. Khóe miệng Trần Thiên Kiều nở một nụ cười lạnh, ở Tô Hàng. Ngoại trừ Chu Ngọc Hằng ra, ai ta cũng không để vào mắt. Mấy người Thẩm Mạc Sơn nhiều lắm thì cùng ta nổi tiếng chứ căn bản không lọt được vào mắt ta. Chỉ là một đám nô tài mà thôi. Trần Phục Long gật đầu, bó, con hiểu rồi. Bên ngoài phủ tướng quân, mấy người Thẩm Mạc Sơn chờ đợi hơn 10 phút. Cuối cùng cửa cũng đã mở ra. Từ bên trong đi ra một thanh niên, chính là Trần An Bình. Trần An Bình chắp tay nói, các vị tiền bối xin mời về cho. Thân thể của ông nội tôi có chút không khỏe, không thể nào tiếp các vị được. An Bình, cậu đi nói một tiếng đi. Hôm nay chúng tôi đến đây để nói một chuyện vô cùng quan trọng với ông nội của cậu. Thẩm Mạc Sơn kiên trì nói. Trong mắt Trần An Bình hiện lên một tia lạnh lẽo. Người đâu, tiễn khách. Thanh âm vừa dứt, xung quanh đã vang lên những tiếng bước chân. Trong phút chốc, xung quanh xuất hiện mấy trăm vệ sĩ, vây xung quanh đám người Thẩm Mạc Sơn. Rời đi cho. Mấy trăm người cùng nhau hét lên. Mấy người Thẩm Mạc Sơn liếc nhau. Bọn họ hiểu Trần Thiên Kiều không để họ vào mắt. Hiện tại chỉ còn cách xé rách ra mặt nhau, mạnh mẽ xông vào cứu bác sĩ Tần ra. Nhưng mấy người Thẩm Mạc Sơn không dám. Lưỡng bại câu thương không nói, thậm chí còn phải chịu thiệt thòi. Vì vậy bọn họ chỉ có thể buồn bực rời khỏi đây. Chu Tước cũng tra được tin tức này, nói cho Diệp Quân Lâm biết. Tướng quân Trần Thiên Kiều, có lợi hại không? Diệp Quân Lâm hỏi. Rất lợi hại, đây là nhân vật đứng đầu Tô Hàng.
vua Tô Hàng Đỗ Việt Sinh đều là môn đồ của lão ta. Thực lực chân chính có thể so sánh với nhà họ Thẩm. Ngay cả lãnh đạo Chu cũng phải nể ba phần. Chu Tước nói, ở Tô Hàng còn có nhân vật này sao? Sao tôi không biết? Diệp Quân Lâm vẻ mặt kinh ngạc. Tướng quân Trần Thiên Kiều chiếm khu vực phố cổ sống ẩn giật. Tô Hàng có rất nhiều người không biết. Chu Tước giải thích. Thanh Long cùng Kỳ Lân đứng hai bên mở miệng nói, tướng quân, chúng ta nên làm sao đây? Bá đạo như vậy sao? Bác sĩ Tân có an toàn không? Đôi mắt của Diệp Quân Lâm lóe lên hàn quang. Trước mắt mà nói thì an toàn, là cháu trai Trần An Bình của Trần Thiên Kiều dẫn bác sĩ Tần đi. Cậu ta muốn bác sĩ Tần kiểm tra sức khỏe cho ông nội của cậu ấy. Chu Tước giải thích, Diệp Quân Lâm đột nhiên vỗ bàn, bá đạo như vậy sao? Tướng quân, tôi có ý này. Thanh Long mở miệng nói. Cậu nói xem, bác sĩ Tần không hy vọng sự tình ầm ĩ, vậy thì chúng ta sẽ xem đó là việc nhỏ dễ giải quyết. Trần Thiên Kiều không phải là sư phụ của Đỗ Việt Sinh sao? Chúng ta để Đỗ Việt Sinh ra mặt, chuyển lời đến Trần Thiên Kiều để lão ta ngoan ngoãn đưa người về và xin lỗi. Thanh Long nói, có thể, bác sĩ Tần cũng không muốn gây ra quá nhiều phiền toái. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, lập tức dẫn Đỗ Việt Sinh đến trước mặt tôi. Sau khi Diệp Quân Lâm hạ lệnh, Kỳ Lân lập tức rời đi. Giờ phút này, Đỗ Việt Sinh đang vui vẻ cùng bạn bè thì bỗng nhiên bị một nhóm người dẫn đi. Đi tới nơi của Diệp Quân Lâm, sau khi biết chuyện, Đỗ Việt Sinh bị dọa không nhẹ. Sư phụ đắc tội ai chẳng được. Sao cứ phải đắc tội với vị này hết lần này đến lần khác? Diệp Quân Lâm lấy ra một tờ giấy, viết ba chữ lên đó, tướng quân Diệp. Đưa tờ giấy này cho Trần Thiên Kiều, nói cho lão ta biết lập tức đưa bác sĩ Tần trở về. Và bồi thường những người đã bị đánh ở bệnh viện. Diệp Quân Lâm nói. Hiểu rồi à. Đỗ Việt Sinh run rẩy tiếp nhận tờ giấy, lập tức rời đi. Phía trước phủ tướng quân của nhà họ Trần có khoảng 100 tên vệ sĩ. Bởi vì sau khi Thẩm Mặc Sơn và phòng thương hội Tô Hàng rời đi. Ước chừng có mấy chục người nổi tiếng đều muốn Trần Thiên Kiều trả bác sĩ Tần về. Làm Trần Thiên Kiều cảm thán không thôi. Danh vọng của Tần Bắc Sơn đúng là không phải trưng cho đẹp. Cái này tương đương với chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhưng Trần Thiên Kiều không sợ, trong mắt hắn không có bất kỳ ai. Ai tới cũng đều phải chạy ngược trở về. Lãnh đạo Chu bên kia có tin tức gì không? Trần Thiên Kiều hỏi. Thưa bố không ạ, cảnh sát cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ có lẽ là chấp nhận. Trần Phục Long nói. Trần Thiên Kiều gật đầu, tốt, chỉ cần lãnh đạo Chu không ra mặt, ta liền mặc kệ tất cả. Lúc này mấy đám người đến đều bị đuổi đi. Vừa vặn Đỗ Việt Sinh đến. Anh ta bị vệ sĩ của phủ tướng quân hù dọa một trận. Người nào, nhanh chóng rời đi, nếu không đao kiếm không có mặt. Vệ sĩ canh giữ cửa nhìn thấy Đỗ Việt Sinh cả giận nói. Đồ đệ Đỗ Việt Sinh đến cầu kiến sư phụ. Đỗ Việt Sinh lập tức xưng danh. À, thì ra là Đỗ sư huynh, mời vào, bố đang đợi anh. Trần Phục Long tự mình ra nghênh đón. Đi vào bên trong sảnh phủ tướng quân. Trần Thiên Kiều đang ngồi ngay ngắn uống trà, bên cạnh là Tần Bắc Sơn đang ngồi. Việt Sinh, vì sao lại tới đây? Trần Thiên Kiều hỏi. Phù phù. Chỉ là Đỗ Việt Sinh lập tức quỳ rạp dưới chân Trần Thiên Kiều. Cảnh này khiến Trần Thiên Kiều không khỏi nhíu mày. Việt Sinh, đây là sao? Trần Thiên Kiều hỏi. Đỗ Việt Sinh quỳ gối cúi đầu, run rẩy nói, sư phụ, đồ đệ. Đồ đệ, không, không dám nói. Có cái gì không dám nói? Trần Thiên Kiều rất buồn bực quát. Trần Phục Long và Trần An Bình đứng bên cạnh cũng không hiểu được hành động của Đỗ Việt Sinh. Chỉ có Tần Bắc Sơn là hiểu được, không khỏi nở nụ cười. Nói, sắc mặt Trần Thiên Kiều chợt biến, lão ta cao giọng quát. Đỗ Việt Sinh giật nảy mình, anh ta run rẩy đưa ta tờ giấy Diệp Quân Lâm đưa khi nãy. Sư phụ, đây là có người đưa cho người. Hắn lệnh cho người lập tức đem bác sĩ Tần trở về, đồng thời các ngài phải xin lỗi và bồi thường những người bị đánh ở bệnh viện. Đỗ Việt Sinh cắn răng nói ra. Cái gì, còn có người cuồng vọng như vậy sao? Dám ra lệnh cho nhà họ Trần thả người lại còn bắt phải xin lỗi sao? Chán sống rồi sao? Trần An Bình và Trần Phục Long lạnh lùng nói. Cấp bậc và danh hiệu vừa rồi người giàu nhát Thẩm Mặc Sơn và phòng thương mại Tô Hàng tới cũng không dám loạn ngôn.
Dám hỏi ở Tô Hàng này ai dám đối đầu với nhà họ Trần. Trần Thiên Kiều không nói gì, tiếp nhận tờ giấy nhìn. Tướng quân Diệp. Trần Thiên Kiều mặc niệm không lên tiếng. Tần Bắc Sơn bên cạnh lập tức hiểu rõ. Phiền toái của nhà họ Trần đến rồi. Dựa theo bình thường mà nói, người họ Diệp ở Tô Hàng dám xưng tướng quân ngoại trừ Côn Luân tướng quân ra thì không có người thứ hai. Dù sao trong giới thượng lưu Tô Hàng cũng biết tướng quân Côn Luân họ Diệp. Vừa nhìn thấy ba chữ này, lập tức sẽ phản ứng. Nhưng người nhà họ Trần lại không phải thế. Bởi vì từ tướng quân khiến họ hiểu lầm. Dù sao tướng quân cũng là danh hiệu của Trần Thiên Kiều. Nhắc đến tướng quân bọn họ đều nghĩ đến Trần Thiên Kiều. Không bao giờ nghĩ đến tướng quân quân đội. Thật ra hai tướng quân này không hề giống nhau. Một là cấp bậc quân hàm, một là danh hiệu mà thôi. Trần Thiên Kiều cau mày, này là có ý gì? Sư phụ, lần này đã chọc đến nhân vật không nên chọc rồi. Ngài mau đưa bác sĩ Tần trở về đi. Đỗ Việt Sinh đề nghị. Anh ta cũng không trực tiếp nói ra thân phận của Diệp Quân Lâm. Kỳ thật là anh ta có lòng riêng. Cho tới nay, bất luận anh ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể cường đại, không thể mạnh mẽ. Trần Thiên Kiều từ đầu đến cuối đều đè ép anh ta, khiến anh ta không thể nào đột phá bước cuối cùng. Cho nên anh ta muốn nhân cơ hội này để Diệp Quân Lâm diệt trừ Trần Thiên Kiều. Như vậy gia nghiệp của Trần Thiên Kiều sẽ thuộc về anh ta. Sau này anh ta mới là vị vua duy nhất của Tô Hàng. Càng bị Đỗ Việt Sinh kích thích, Trần Thiên Kiều càng khinh thường. Đây có phải là một cảnh báo cho ta? Trần An Bình lên tiếng, ông nội, nội dung tờ giấy này rất đơn giản. Tướng quân chính là ngài, Diệp chính là người muốn bảo vệ Tần Bắc Sơn. Hắn muốn dùng họ người này để đe dọa ngài. Trần An Bình phân tích xong, Trần Thiên Kiều và Trần Phục Long đều cười. Họ Diệp ở Tô Hàng. Không phải nhà họ Diệp sao? Dựa lưng vào nhà họ Diệp kia sao? Lá gan to thật đấy. Còn muốn trấn áp nhà họ Trần ta sao? Trần Thiên Kiều gào thét. Cầm bút mực tới. Trần Thiên Kiều ra lệnh. Sau khi bút mực đến, Trần Thiên Kiều viết bốn chữ ở mặt sau tờ giấy của Diệp Quân Lâm. Tướng quân, Trần, chết. Ý tứ rất đơn giản, lấy danh hiệu của lão ta trấn nhiếp. Nếu như có kẻ phản nghịch, chắn đường thì chỉ có một con đường chết. Trần Thiên Kiều nổi tiếng trong thế giới ngầm và trong giới thượng lưu không ai không biết đến. Mấy năm nay phàm là người liên quan đến Trần Thiên Kiều gặp phải tai họa nếu đến xin giúp đỡ. Trần Thiên Kiều đều đề ba chữ, tướng quân, Trần. Ba từ này giải quyết tất cả mọi thứ. Bất luận là đối phương có cường đại đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy ba chữ này sẽ sợ mất mặt. Dù sao nhìn thấy chữ như thấy người. Đây là cách Trần Thiên Kiều che chắn người của mình. Ai dám đắc tội chứ? Đỗ Việt Sinh cũng đã thấy qua cảnh máy vị nhờ Trần Thiên Kiều giúp đỡ sẽ cầm một cây quạt, bên trên có tên Trần Thiên Kiều, ngay lập tức đối phương sẽ quỳ xuống xin lỗi. Đi, mau đem tờ giấy này trả lại cho người kia. Trần Thiên Kiều lạnh lùng nói. Đừng nói là một nhà họ Diệp nho nhỏ. Nhà giàu nhất Thảm Mạc Sơn cùng phòng thương mại Tô Hàng sau khi nhìn thấy mấy chữ này cũng sẽ thỏa hiệp. Đồ đệ hiểu rồi, sư phụ, con đưa cái này trở về. Đỗ Việt Sinh run rẩy cầm tờ giấy này đi. Rất nhanh, đồ vật đã đến tay của Diệp Quân Lâm. Nhìn xem trang giấy phía sau viết bốn chữ, Diệp Quân Lâm và những người cận vệ đều sững sờ. Cố ổng vọng đến vậy sao? Diệp Quân Lâm cười nói. Anh nhìn Đỗ Việt Sinh thật lâu. Đỗ Việt Sinh có một cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, tựa như mọi tính toán trong lòng đều bị nhìn thấu. Cái lão Trần Thiên Kiều này thật to gan, ở trước mặt tướng quân mà dám tự xưng là tướng quân sao? Kỳ Lân cả giận nói. Đều là phế vật. Diệp Quân Lâm châm một điều thuốc, cười nói, lúc đầu nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Vậy mà người ta lại không chịu a? Kỳ Lân. Có đem người bên bộ đội đặc chủng điều đến, xuất phát ngay. Rõ. Rất nhanh trên con đường chính của khu phó Cố Tô Thành xuất hiện một cảnh tượng như thế này. Từng chiếc chiến xa màu xanh lá cây của quân đội xếp hàng dài, cấp tốc di chuyển, phương hướng rõ ràng là phủ tướng quân. Làm cho những người qua đường vây xem không biết đã xảy ra sự việc gì mà khiến quân đội phải làm thế này. Phủ tướng quân phía trước vẫn có trăm vệ sĩ, ngăn cản những người lạ bên ngoài tiến vào. Trong thời gian này, một nhóm người khác lại bị lệnh tiễn khách của tướng quân đuổi đi.
tất cả bọn người trong phủ tướng quân đều cười nhạo. Ngay cả người giàu nhất Tô Hàng là Thảm Mặc Sơn cũng bị khuyên rời đi. Những người khác thì làm sao được tướng quân để vào trong mắt chứ? Lúc này các vệ sĩ lại nhìn thấy Đỗ Việt Sinh tới. Có điều phía sau dẫn theo một số người. Cậu Đỗ, xin mời về. Lão gia hạ lệnh ngài không thể vào được ạ, thủ lĩnh đám vệ sĩ cười nói. Đỗ Việt Sinh mặt lộ ra vẻ khác thường, run rẩy nói, không. Không phải tôi đi vào, mà là bọn họ. Lời này vừa nói ra đã thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ nhìn vào mấy người Diệp Quân Lâm. Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh, xin hãy quay lại. Hôm nay không ai có thể vào nhà họ Trần. Các vệ sĩ khác đều nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy người Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười, nếu tôi vẫn muốn vào thì sao? Thủ lĩnh vệ sĩ lạnh lùng nói, vậy thì chỉ có một con đường chết. Kỳ Lân đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, từ bên hông rút ra một khẩu súng đặt lên đầu hắn, bây giờ thì sao? Chúng ta được vào chưa? Thủ lĩnh vệ sĩ có chút bối rối, không nghĩ đến Kỳ Lân sẽ trực tiếp kê súng vào đầu mình. Àm àm hơn trăm vệ sĩ nóng nảy hoảng hốt và phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người Diệp Quân Lâm. Tâm lý của thủ lĩnh vệ sĩ cũng quá mạnh mẽ, hắn mỉm cười và nói, anh em không được xúc động. Đừng tưởng có thứ này thì có thể tùy ý ra vào nhà họ Trần. Các vệ sĩ khác đều cười lạnh khinh thường. Chưa từng thấy những kẻ bát gần như thế. Đây không phải là muốn chết sao? Đây chính là nhà họ Trần. Nhân vật số một Tô Hàng. Nói cách khác không thể vào sao? Kỳ Lân hỏi. Đương nhiên, đến Thẩm Mặc Sơn, người giàu nhất Tô Hàng và phòng thương mại của Tô Hàng cũng không được vào. Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh. Tết, tiễn lên đi. Kỳ Lân vung tay lên. Đột nhiên đằng sau truyền đến những âm thanh rầm rầm. Trước mắt mọi người xuất hiện 20 chiếc chiến xe lao nhanh về phía này. Nhìn thấy xe quân đội đột kích, những người vệ sĩ này đều bị dọa sợ không biết làm sao. Xe quân đội vẫn không giảm tốc độ mà lao tới, các vệ sĩ nhao nhao lùi về phía sau. Tất cả như muốn dính lên vách tường. Thì lúc này xe quân đội mới dừng lại. Rầm rầm. Lúc này từ trên xe bước xuống từng người được trang bị vũ khí hạng nặng đầy đủ, trên mặt bọn họ trùm một chiếc mặt nạ đặc chế, bên trên có dấu hiệu của thần thú Kỳ Lân. Tổng cộng có 300 bộ đội đặc chủng trực tiếp xếp thành mấy hàng, phát động tiến công vào phủ tướng quân. Thủ lĩnh vệ sĩ bị Kỳ Lân khống chế bị dọa sợ đến mức suýt bĩnh ra quân. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là những chiếc xe màu xanh lá cây. Không ngờ lại là bộ đội đặc chủng cũng đến. Đây chính là bộ đội đặc chủng. Bịch bịch bịch, toàn bộ vệ sĩ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu. Mẹ nó, như này thì ai mà cản được chứ? Vì một người mà đem cả bộ đội đặc chủng tới. Trần Thiên Kiều cũng lớn lối quá nhỉ, tướng quân tới lịa không ra nghênh tiếp. Thanh Long cười lạnh. Phi, ở Tô Hàng này mà có thể xưng tướng quân thì chỉ có mỗi ông nội của ta mà thôi. Những tướng quân khác đều là phế vật. Bên trong cửa có tiếng Trần An Bình hét ấm lên. Nói xong, Trần An Bình mở cửa lớn, khí thế hung hãn vọt ra. Tướng quân Côn Luân trong truyền thuyết cộc cộc cộc. Nhưng vừa mở cửa ra, bên tai đã truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề, trước mặt xuất hiện những thân hình mặc quân phục màu xanh lá cây của quân đội. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Trần An Bình trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, bộ đội đặc chủng đứng trước mắt đối với anh ta là một sự đả kích rất lớn, trong nhất thời không có cách nào thích ứng. Mấy người phía sau anh ta vừa muốn la hét lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Những bộ đội đặc chủng này tiến thẳng vào trong phủ tướng quân, tiện thể lôi Trần An Bình theo. Tất cả những người đứng ngáng giữa đường đều bị thanh lý. Sau khi bộ đội đặc chủng dọn sạch chướng ngại vật trên đường, mấy người Diệp Quân Lâm mới tiến vào. 300 bộ đội đặc chủng nhanh chóng xông vào phủ tướng quân. Các vệ sĩ phía bên trong không biết là ai tưởng người ngoài nào dám xông vào phủ tướng quân. Lúc này có ý định phản kích. Nhưng khi đến gần xem xét thì suýt bị hù chết, không đến 30 giây, tất cả vệ sĩ trong phủ tướng quân đều bị khống chế trong nháy mắt. Đồng thời không phát ra bất cứ động tĩnh gì, lặng yên như không hề có bất cứ một sự tập kích nào cả, quả thực kinh khủng. Có thể thấy được Kỳ Lân đã huấn luyện những binh sĩ này đều thành những mãnh hổ không ai dám động. Sau khi nhanh chóng chiếm lĩnh được phủ tướng quân nhà họ Trần, các binh sĩ cứ 10 bước một người đứng gác, xếp thành hai hàng thẳng đến trước phòng nghị sự của nhà họ Trần. Đoàn người Diệp Quân Lâm đi tới.
Trong phòng nghị sự, Trần Thiên Kiều ngồi vững vàng trên ngai uống trà. Trần Phục Long lại có vài phần lo lắng, bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trần Thiên Kiều cười cười, con yên tâm đi, an bình hoàn toàn có thể giải quyết được. Tần Bắc Sơn chỉ lộ ra một nụ cười, không nói một câu nào. Rầm. Nhưng vừa dứt lời cửa phòng nghị sự đột nhiên có một lực lượng rất mạnh xô đổ nát trên mặt đất. Một giây sau, mấy chục bộ đội đặc chủng xông thẳng vào phòng nghị sự. Họ nhanh chóng đứng thành hai hàng. Chuyện đột ngột xảy ra dọa hai bố con nhà Trần Thiên Kiều. Tại sao lại có bộ đội ở đây? Nhìn trang phục hình như là bộ đội đặc chủng. Trần Thiên Kiều thật to gan. Kế tiếp là tiếng gầm gừ như sấm sét, một đám người tiến thẳng vào phòng nghị sự của phủ tướng quân. Các bộ đội đặc chủng đứng hai bên thực hiện động tác chào. Cảnh này khiến Trần Thiên Kiều sợ đến mức hồn bay phách lạc. Trần Phục Long thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Thân là người nhà họ Trần, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng lại bị cảnh trước mắt dù doa té ngã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Tần Bắc Sơn mới đứng dậy. Trần Thiên Kiều trong nháy mắt hiểu được đây mới là người của Tần Bắc Sơn. Cũng chính là người trong miệng Tần Bắc Sơn có thể đem lại tai họa cho nhà họ Trần. Bác sĩ Tần không việc gì là tốt rồi. Diệp Quân Lâm cười cười. Bọn họ không hề làm khó tôi. Tần Bắc Sơn nói. Trần Phục Long bị Thanh Long nhìn chằm chằm, cả người yếu đuối vô lực một câu cũng không nói nên lời. Mấy người này rốt cuộc là ai? Tô Hàng vậy mà lại có loại nhân vật này sao? Tại sao trước giờ chưa từng nghe thấy? Trần Thiên Kiều không hổ là đại nhân vật, ông ta bình ổn tâm tình nói, xin hỏi các vị là thần thánh phương nào? Là người đã viết thư cho ông. Diệp Quân Lâm nói. Tướng quân, Diệp. Trần Thiên Kiều cau mày. Không thể giải thích được. Ta ngu muội thật sự không nghĩ được từ khi nào ở Tô Hàng, nhà họ Diệp lại xuất hiện được một nhân vật như ngài. Lão Trần, người trước mắt ông là tướng quân họ Diệp của Tô Hàng. Tần Bắc Sơn nhắc nhở. Tướng quân họ Diệp ở Tô Hàng sao? Không biết, tướng quân, họ Diệp, chậm đã. Trần Thiên Kiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quá sợ hãi. Lão ta nhìn về phía Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tướng quân Côn Luân trong truyền thuyết? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đỗ Việt Sinh lừa ta ông đoán đúng rồi đấy. Kỳ Lân cười cười. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, không không không, ông mới là tướng quân chân chính. Rầm. Vừa nghe lời này, Trần Thiên Kiều sợ đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Tướng quân. Danh xưng tướng quân này của lão chỉ là do giang hồ đặt mà thôi, sao có thể giống với tướng quân chân chính đứng trước mặt được chứ? Hết lần này đến lần khác đều xảy ra những chuyện cầu huyết như hôm nay. Tướng quân Côn Luân người ta viết mấy chữ cảnh cáo cho lão ngược lại viết vài dòng cảnh cáo ngược trở lại. Người ta mới thật sự là tướng quân. Không không, là Đỗ Việt Sinh lừa ta. Trần Thiên Kiều nhìn thoáng qua Đỗ Việt Sinh. Ngay lập tức hiểu được đồ đệ của mình đang hại mình. Thân phận của Diệp Quân Lâm là chuyện mà hắn chỉ có thể dùng một câu là có thể giải thích rõ ràng. Hắn đúng là mượn đao giết người. Bịch! Trần Thiên Kiều quỳ rạp xuống đất. Tướng quân Côn Luân, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Bác sĩ Tần tới đây cũng chỉ là để khám bệnh. Trần Thiên Kiều sốt ruột vội vàng nói. Diệp Quân Lâm đi đến ngai của Trần Thiên Kiều ngồi xuống cười nói. Được, chuyện của bác sĩ Tần tạm thời không nói. Chuyện đánh người trong bệnh viện thì tính như thế nào? Trần Thiên Kiều lập tức nhìn về phía Trần An Bình, mau gọi mấy người mà ngươi phái đi bệnh viện ra đây. Chẳng bao lâu 8 người đã bị bắt, tất cả bọn họ đều sợ hãi. Quỳ trên mặt đất. Hiểu lầm ạ, chúng tôi chỉ nhất thời nóng lòng thôi ạ. Mấy người bọn họ bị dọa đến run rẩy lầy bẩy. Trần Thiên Kiều thấy thế, không khỏi nói, tướng quân. Việc đánh người ta sẽ tự xử lý. Đảm bảo công tư phân minh, việc nào nên phạt thì sẽ phạt. Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên thành một nụ cười lạnh, hôm nay ta đến đây hết lần này đến lần khác đều chỉ để xử lý việc riêng mà thôi. Việc riêng? Mọi người kinh ngạc. Còn nhớ các ngươi có đánh một vị nữ bác sĩ không? Diệp Quân Lâm hỏi. Mấy người đánh người ở bệnh viện nhìn nhau. Ấn tượng duy nhất là trợ lý của Tần Bắc Sơn trong văn phòng. Khi ấy bà ấy đã ngăn cản bọn họ. Sau đó mấy người bọn họ gật đầu. À,
đó là mẹ vợ của Tai Diệp Quân Lâm vừa nói ra lời này, toàn phòng nghị sự yên tĩnh thật sự. Nó không như không khí đều bị hút khô. Tất cả mọi người giật mình. Tựa như cái xác không hồn. Đánh mẹ vợ của tướng quân Côn Luân. Cái này khác nào ăn gan hùm mật gấu. Trần Thiên Kiều thoáng trống mồ hôi tuôn như mưa, sắc mặt cả người trắng bệch. Tung Hoành cả đời lại chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Đúng là chiều con cháu đến hư hỏng. Đến giờ khắc này Trần Thiên Kiều cùng Trần Phục Long đều hiểu được đạo lý này. Bọn họ chính là quá cưng chiều Trần An Bình. Đến mức anh ta ngang ngược, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Hiện tại báo ứng tới. Trần An Bình cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp cả người, anh ta cũng hối hận. Một phút bồng bột vô tình đánh phải mẹ vợ của tướng quân Côn Luân. Là ai ra tay? Diệp Quân Lâm hỏi. Tám người nằm sắp run rẩy. Không ai dám thừa nhận. Không nói sao? Diệp Quân Lâm lại hỏi. Bảy người lùi về sau một bước, khai ra người đánh. A Bưu quả thật bị dọa muốn chết, cả người không tự chủ được run rẩy. Có phải là cậu đánh không? Diệp Quân Lâm hỏi. A Bưu muốn nói chuyện nhưng nói không ra hơi. Bang! Diệp Quân Lâm một cước đã vào đầu A Bưu, đá hắn bay ra ngoài hơn 10 mét. A Bưu lại bị kéo trở về. Bốp! Diệp Quân Lâm lại tát vào mặt hắn, A Bưu lại bay ra ngoài. Lặp đi lặp lại 10 lần liên tiếp. Mặt A Bưu đã bấy nhảy máu thịt, không còn nhận dạng. Đỗ Việt Sinh lừa ta toàn bộ căn phòng đều bị dọa sợ. Diệp Quân Lâm thật sự quá khủng bố. Ngay cả Trần Thiên Kiều cũng run rẩy. Võ tay Phó Vũ Tường đại diện tình nguyện nhân đạo cho hệ thống các bệnh viện, những sản phẩm này, chúng tôi muốn tặng miễn phí cho các bệnh nhân ở bệnh viện lớn. Mục đích để duy trì y học. Bạch bạch bạch. Tần Bắc Sơn vỗ tay. Ở đây truyền thông cùng với những người khác cũng sôi nổi vỗ tay. Lúc này đây tập đoàn Vân Đình thắng được danh tiếng, thắng được nhân tâm. Giá trị cổ phiếu công ty trên thị trường cũng đều điên cuồng tăng cao. Tập đoàn Vân Đình có sản phẩm ở những lĩnh vực khác cũng điên cuồng được tiêu thụ. Giữa trưa, có hơn 20 nghệ sĩ công khai phát ngôn, xác nhận và công khai tuyên truyền cho tập đoàn Vân Đình. Đây là một sự kiện boom tấn. Hiệu ứng không chỉ đơn giản là đơn đặt hàng. Hơn nữa, các nghệ sĩ phát ngôn cho tập đoàn Vân Đình cũng vì lợi ích quan hệ với nhau. Hiện tại tập đoàn Vân Đình danh tiếng quá tốt, nghệ sĩ nào cũng được chỗ tốt, các trang mạng đều trầm trồ khen ngợi. Các công ty sau lưng nghệ sĩ cũng được thanh thế rất tốt. Vui chơi giải trí Trường Phong. Khi nhìn thấy tin tức này, Tiết Quý Hoa tức giận. Bang! Hắn hung hăng tát một cái lên mặt Tiểu Linh Nhi, tiện nhân. Nhìn xem chuyện tốt cô làm đi. Tiểu Linh Nhi bụng mặt, ngây ngốc. Biết vì sao Diệp Quân Lâm không tới xin lỗi không? Bởi vì hắn căn bản không coi cô ra gì. Tiết Quý Hoa lại cho cô một cái tát. Trương Mỹ Lan cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nếu không phải tôi tin vào kế sách của anh, hiện tại công ty giải trí Trường Phong của tôi đã vang vọng Đại Hạ Quốc, cả thành phố này sắp điên rồi. Tiết Quý Hoa tức giận đến run rẩy. Chúng ta sao biết được tập đoàn Vân Đình đoàn lợi hại như vậy a? Thì ra tìm chúng ta hợp tác, là chúng ta trèo cao. Tiểu Linh Nhi bụng mặt, ô ô khóc lóc. Cô cũng rất hồi hận a. Nếu cô vẫn tiếp tục tuyên truyền cho tập đoàn Vân Đình, thì bây giờ cô đã trở thành minh tinh. Đi, đi xin lỗi tập đoàn Vân Đình. Chúng ta có lẽ còn có một lần cơ hội, rốt cuộc lúc trước họ chọn chúng ta, khẳng định là nhìn ra ưu điểm của chúng ta. Tiết Quý Hoa lập tức nói. Bọn họ nào biết đâu rằng, đó là Phương Tử Tình lựa chọn. Không hề quan hệ với quyết sách của tập đoàn Vân Đình. Rất nhanh, công ty Trường Phong mang theo 10 nghệ sĩ cùng Tiểu Linh Nhi đến tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình nhìn thấy những người này, cười lạnh nói, các người tới làm gì? Phương tỷ là chúng ta sai rồi, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đều đứng đó làm gì? Nhanh quỳ xuống nói đi. Tiết Quý Hoa ra lệnh một tiếng, Tiểu Linh Nhi cùng toàn bộ nghệ sĩ quỳ rạp xuống đất. Phương Tử Tình có chút hoảng hốt. Cô nhớ tới Diệp Quân Lâm có nói một câu, dù là xin lỗi cũng do bọn họ tới xin lỗi. Không ngờ thật sự lại như thế. Phương Tổng, công ty giải trí Trường Phong chúng tôi nguyện ý hợp tác vô điều kiện với quý công ty. Muốn bao nhiêu nghệ sĩ có bấy nhiêu, chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền. Tiết Quý Hoa thật sự tới cho không? Không chỉ có miễn phí. Còn không ràng buộc gì. Đúng đúng đúng,
Trước kia là chúng tôi ngu xuẩn, hiện tại tập đoàn Vân Đình là tốt nhất. Tiểu Linh Nhi nói. Trương Mỹ Lan khẩn cầu nói, Phương Tổng hãy suy xét lại đi. Chúng ta sẽ tuyên truyền miễn phí, đối quý công ty trăm lợi mà không có hại. Phương Tử Tình trợn tròn mắt. Lúc trước cả đám cao ngạo không với tới. Hiện tại lại quỳ xin hợp tác miễn phí còn không phải nhìn thấy vị thế hiện tại của tập đoàn Vân Đình. Nhưng mà nghệ sĩ miễn phí tuyên truyền cũng không tồi. Không được, tập đoàn Vân Đình tuyệt đối không cho một đám người không tài không đức làm bắn. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Phương Tử Tình nhíu mày nói, Diệp Quân Lâm anh không có quyền nói chuyện, tránh ran. Chuyện này Phương Tử Tình còn chưa kịp xử lý, cũng đã làm lớn ra. Rất nhanh các tạp chí lớn cùng các truyền thông tới tấp đưa tin. Vô cùng quan trọng, Đại Ngôn Quốc chỉ trọng khí Tần Bắc Son thiết bị điều trị xuất hiện chất lượng vấn đề, lúc sử dụng lâm sàng, dẫn tới bệnh nhân tử vong. Tin tức này vừa phát ra, thật sự là toàn thành phố sôi trào. Thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Ít ngày trước, bởi vì Tần Bắc Sơn là đại ngôn của tập đoàn Vân Đình, trực tiếp khiến tập đoàn Vân Đình đẩy tới vị trí đỉnh phong. Giá trị tập đoàn Vân Đình đều phông điên lên. Nhất là ở thị trường Tô Hàng, triệt để sáo bài, đè ép phòng thương mại Tô Hàng không có chỗ. Không ngờ tới là vài ngày sau đã xảy ra chuyện. Chữa bệnh hành nghiệp kiêng kỵ nhất chính là tai nạn chết người. Hết lần này tới lần khác sản phẩm tập đoàn Vân Đình liền gặp. Việc rất lớn. Buổi sáng 8 giờ, bộ phận chủ quản xí nghiệp tỉnh Giang Nam, bộ phận kỹ thuật giám sát, hiệp hội người tiêu thụ, cục công thương, bộ phận thương kiểm cùng với công an tỉnh, 6 bộ phận tạo thành liên hợp chấp pháp. Trước tiên kêu ngừng sản xuất và vận hành nhà máy tập đoàn Vân Đình. 6 bộ phận còn phái ra tổ chuyên án tự mình đến tập đoàn Vân Đình, tạm thời thu hồi các giấy tờ chứng nhận cho phép hoạt động của tập đoàn Vân Đình. Trong lúc nhất thời toàn bộ tập đoàn Vân Đình đều lâm vào ngưng trệ. Vào lúc Phương Tử Tình đang cùng những quản lý cấp cao thương lượng ứng đối ra sao, bên ngoài phòng họp tới một nhóm người khí thế hung hăng. Cửa phòng họp bị bạo lực mở ra. Phiền phức người phụ trách đứng lên, chúng tôi là 6 bộ phận liên hợp của tỉnh thành tạo thành tổ chuyên án, chuyên tới để điều tra tập đoàn sản phẩm xuất hiện vụ án sai sót nghiêm trọng. Người đàn ông dẫn đầu là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghiêm Khoa, có danh xưng là Công chính Nghiêm Minh. Ai cũng không ngờ tới lần này là chuyên môn của tỉnh thành phái tới người tới điều tra, có thể thấy được ảnh hưởng lớn ao nhiêu. Phương Tử Tình sợ đến đứng lên, lên tiếng nói, tôi là Phó Tổng Phương Tử Tình, hiện nay tập đoàn Vân Đình là do tôi phụ trách. Nghiêm Khoa lạnh lùng nói, tổ trưởng tổ chuyên án lần này là tôi, Nghiêm Khoa, lập tức gọi giám đốc và chủ tịch của các người ra đây. Cái này, vẻ mặt Phương Tử Tình khó xử. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì đa số mọi người đều chưa từng nhìn thấy ông chủ qua. Lục Nam Hiên cũng là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Tổ trưởng Nghiêm, hiện nay tập đoàn Vân Đình là do tôi toàn quyền phụ trách. Có việc gì anh trực tiếp nói với tôi là được rồi. Phương Tử Tình nói. Nghiêm Khoa cười lạnh một tiếng, một cái phó tổng toàn quyền phụ trách toàn bộ công ty. Xem ra nội bộ tầng quản lý của tập đoàn Vân Đình xảy ra vấn đề, trách không được sản phẩm xảy ra vấn đề lớn như vậy. Bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ nhân sự phụ trách tập đoàn Vân Đình đã chạy rồi. Không phải. Phương Tử Tình lập tức lắc đầu. Được, vậy cô nói một chút chuyện gì xảy ra. Nghiêm Khoa nhìn chằm chằm cô ta. Nói. Phương Tử Tình không biết giải thích như thế nào dù sao ông chủ với Lục Nam Hiên quá đặc thù rồi. Nói không nên lời đúng vậy. Nghiêm Khoa liên tục cười lạnh. Tất cả tầng quản lý của tập đoàn Vân Đình đều đình chỉ tiếp nhận điều tra. Nhất là bộ phận liên quan đến sản phẩm gặp chuyện không may, kế tiếp, cảnh sát cũng sẽ vượt vào điều tra. Phàm là dính đến chuyện này, nhất định phải nghiêm khắc để ý. Lời Nghiêm Khoa vừa nói ra. Tất cả cấp cao vô cùng khẩn trương. Nếu như chuyện này có bằng chứng thật, tập đoàn Vân Đình sẽ gặp khiếp nạn lớn, kể cả bọn họ những cấp cao này cũng phải vào ngục giam. Mấy người Phương Tử Tình muốn biện giải, tổ trưởng Nghiêm hy vọng anh có thể điều tra rõ chân tướng. Sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối không thành vấn đề, bộ phận quản lý chất lượng đã đối chiếu kiểm tra nhiều lần. Hơn nữa từ do Tần Lão Tần Bắc Sơn đảm bảo, chất lượng sản phẩm của chúng tôi không có vấn đề. Nhất định là có người hãm hại chúng tôi. Phải không, nhưng cô có thể bảo đảm mỗi một món sản phẩm không có bất kỳ vấn đề chất lượng nào. Hơn nữa tôi nghe nói tập đoàn Vân Đình chỉ vì cái trước mắt,
từ đầu đến cuối nhóm sản phẩm này sản xuất không đến thời gian một tháng, sản phẩm cùng nhóm này mọi người đều cần nửa năm, tốc độ của các cô như vậy khiến người ta rất khó không nghi ngờ. Không sale các cô cũng mời Tần Lão Tần Bắc Sơn tuyên truyền, lấy danh tiếng của Tần Lão, không ai thật sự dám đi đối chiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các cô là gài bẫy Tần Lão phải không? Từng cái lý do nói ra, khiến cho Phương Tử Tình hết đường chối cãi. Đúng lúc này, người của khoa điều tra thương nghiệp phạm tội thành phố Tô Hàng cũng tới. Người phụ trách là ai? Vừa nãy chúng ta nhận được tố cáo nặc danh, nói tập đoàn Vân Đình sao chép kỹ thuật nồng cốt của phòng thương mại Tô Hàng. Trải qua điều tra của chúng ta, phát hiện thật có việc này, nhóm sản phẩm này của tập đoàn Vân Đình cùng sản phẩm của phòng thương mại Tô Hàng gần như giống nhau như đúc, nhưng họ đã sản xuất nhiều năm rồi. Que nhồ! Cái mũ lớn này chụp xuống, khiến cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Phòng thương mại Tô Hàng trả đũa, ác nhân cáo trạng trước. Vậy ám tố tập đoàn Vân Đình sao chép bản quyền kỹ thuật. Sau khi Nghiêm Khoa nghe được, lộ ra nụ cười, trách không được sẽ xảy ra chuyện, thì ra là sao chép kỹ thuật của người ta không tới nơi. Ừ, nhất định là như vậy. Sao chép một chút kỹ thuật của người ta, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Mọi người tổ chuyên án cười lạnh nói. Lúc này, các truyền thông lớn cũng tới tấp thông tin, bằng chứng thật, tập đoàn Vân Đình sao chép kỹ thuật nồng cốt của phòng thương mại Tô Hàng, chính là nguyên nhân xuất hiện tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, trên mạng tràn đầy tiếng mắng, giá trị tập đoàn Vân Đình cũng lập tức tuột dốc không phanh, công ty đối mặt nguy cơ trọng đại. Thậm chí trong vòng mấy ngày sắp phá sản. Không chỉ có như vậy, ngay cả Tần Lão Tần Bắc Sơn cũng rơi vào trong nguy cấp. Bộ phận truyền thông phát hành tin tức, ước lượng Tần Bắc Sơn nhận phí đại ngôn của tập đoàn Vân Đình, dự đoán là 300 triệu. Chỉ trích Tần Bắc Sơn ăn bánh bao máu người, không có y đức. Biết rõ sản phẩm của tập đoàn Vân Đình không được, nhưng vẫn bảo đảm như cũng. Không ít người gọi Tần Bắc Sơn nguy quân tử lớn nhát. Đối với tập đoàn Vân Đình mà nói, từng đợt tuyệt vọng nối tiếp từng đợt. Sau đó không lâu, Nghiêm Khoa gọi cảnh sát viên tới. Phương Tử Tình, Phó Vũ Tường. Quản lý cấp cao của công tu bị mang đi hơn phân nửa. Có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, trong bệnh viện nhân dân số 1 trong thành phố. Tần Lão Tần Bắc Sơn cứ theo lẽ thường xuất hiện chẩn bệnh, Triệu Nhã Lan đảm nhiệm trợ thủ. Đúng lúc này, trong hành lang truyền tới âm thanh vô cùng huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Tần Bắc Sơn cau mày. Ông ngược lại không lo lắng an toàn. Diệp Quân Lâm đã sắp xếp cao thủ bảo vệ ông. Rất nhanh, vài nhóm người nhà xông vào. Tần Bắc Sơn ông cái loại bác sĩ lòng hiểm độc, bánh bao máu nugget ăn ngon không? 300 triệu ông yên tâm nuốt sao? Giết chết người lương tâm ông không biết đau sao? Vài người nhà chỉ vào mũi Tần Bắc Sơn quát. Tần Bắc Sơn ông chính là tên xúc sinh, bác sĩ tệ nhất toàn bộ Hoa Hạ chính là ông. Đúng vậy, ông không xứng mặc một thân áo blau này. Các người đều không phải là thứ tốt gì. Thần sắc nhóm người nhà kích động, nếu không có bác sĩ y tá can ngăn, sợ là sẽ ra tay đối với Tần Bắc Sơn. Hu hu hu, ông cụ ông chết thật thê thảm mà. Bệnh của ông căn bản không có nghiêm trọng. Một người phụ nữ quỳ gối trong phòng làm việc, đau đớn khóc lớn. Những người nhà khác bắt đầu đập đồ đạc, tiếng mắng trong miệng vẫn không ngừng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Tần Bắc Sơn ngơ ngác. Tần Lão, tối hôm qua bệnh viện sử dụng thiết bị điều trị của tập đoàn Vân Đình, kết quả thiết bị có trục trặc, hại chết bệnh nhân, mà bệnh của ông ấy thì không quá nghiêm trọng. Một gã bác sĩ nói cho Tần Bắc Sơn chân tướng sự việc. Que nhi, nghe được tin tức này, Tần Bắc Sơn ngồi liệt xuống ghế ra. Ngay cả sắc mặt Triệu Nhã Lan bên cạnh cũng trăng bệch. Vậy mà chết người, vấn đề này liền lớn rồi. Dù sao sản phẩm cũng là do chính miệng Tần Bắc Sơn bảo đảm. Nếu như xuất hiện vấn đề, cũng không cần tìm tập đoàn Vân Đình, trước tiên tìm Tần Bắc Sơn. Sao có thể như vậy? Mặt Tần Bắc Sơn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao sản phẩm ông cùng đệ tử tự mình nghiên cứu qua, hơn nữa còn có hai tầng bảo đảm. Giải thích duy nhất chính là có người muốn hãm hại tập đoàn Vân Đình. Nhưng thủ đoạn này quá ác liệt rồi. Vậy mà xảy ra mạng người. Tần Bắc Sơn chợt vỗ bàn một cái, mặc kệ là chuyện gì, Tần Bắc Sơn tôi muốn quan tâm đến cùng. Ông nói cho Triệu Nhã Lan, bảo bệnh viện sắp xếp tổ chức buổi họp báo. Rất nhanh,
buổi họp báo mở ra. Ý của Tần Bắc Sơn rất đơn giản, ông sẽ điều tả nghiêm ngặt chuyện này, trả lại cho mọi người chân tướng sự việc. Nếu quả thật là do chất lượng sản phẩm, Tần Bắc Sơn nguyện ý lấy cái chết để đền bù. Sau khi buổi họp báo tổ chức xong, việc lại náo lớn một lần nữa. Đoán chừng là mọi người cũng không nghĩ đến ý chí Tần Bắc Sơn mạnh mẽ như vậy. Không tiếc lấy tính mệnh tới làm giá. Lúc này, trong tập đoàn Thanh Phong, Bạch Thanh Phong, Nguyễn Văn Hưng đang cùng một chỗ. Lão Bạch, thế nào? Tất cả đều sắp xếp xong chưa? Hách Văn Sương có chút không yên tâm hỏi. Bạch Thanh Phong cười cười, yên tâm đi. Không có để lại bất kỳ manh mối nào. Trong bệnh viện len lén đổi thiết bị theo dõi đã bị phá hư hết, dù cho cảnh sát kỹ thuật cũng không tra được. Nói như vậy, lúc này tập đoàn Vân Đình bị chúng ta triệt để hại chết. Vẻ mặt Nguyễn Văn Hưng hưng phấn. Còn không phải sao, tập đoàn Vân Đình triệt để xong đời. Hơn nữa lần này tổ chuyên án thiết huyết vô tình, cho dù là ai cũng không thể nhúng tay, dù cho tập đoàn Vân Đình có người đứng sau cũng vô dụng. Cái này tôi biết, ngay cả lãnh đạo Chu đều chỉ có thể hỏi, lại không thể can thiệp chút nào. Những người khác cười nói. Trong mắt Bạch Thanh Phong hiện lên vẻ sát ý, chúng ta hận ông già Tần Bắc Sơn này, nhưng cũng muốn cảm ơn ông tan cũng là vì thanh danh của ông ta quá lớn, cho nên chuyện của tập đoàn Vân Đình náo quá lớn, ngay cả thị trưởng cũng không thể can dự. Hừ, còn dám làm đại ngôn sản phẩm giúp tập đoàn Vân Đình, vừa vặn lúc này đây, cũng phế ông ta đi. Lão bất tử Tần Bắc Sơn kia, chính là một tên ngụy quân tử, giả trang thanh cao, không biết ngầm thu bao nhiêu tiền của Vân Đình rồi. Nguyễn Văn Hưng và Hách Văn Sương liên tục cười lạnh. Lúc này đây chúng ta không chỉ có thể diệt trừ tập đoàn Vân Đình, đơn đặt hàng của chúng ta cũng tăng rất nhiều, đồ của chúng ta đắt thì làm sao? Nhưng thắng ở an toàn. Ha ha! Một đám cáo giả phát ra nụ cười âm hiểm. Đây chính là con buôn lòng dạ đen tối. Vì quyền lợi, vì mình, không tiếc coi mạng người như cỏ rác. Người bệnh nhân chết trong bệnh viện kia, đừng nói là áy náy, bọn họ đều sắp quên mất. Bởi vì chuyện như này bọn họ làm qua nhiều rồi. Luôn là người ăn bánh bao máu, cho nên căn bản Khô Ninh phải là việc gì đáng lo. Bây giờ bên ngoài đều tuyên bố tập đoàn Vân Đình giải tán, ông chủ đều bị bắt. Bởi vì sau khi gặp chuyện không may, ngoại trừ Phó Tổng Phương Tử Tình, ông chủ chân chính của tập đoàn Vân Đình còn không có lộ diện. Không chỉ là tập đoàn Vân Đình, chính là công ty mới của Lý Tử Nhiễm cũng tràn ngập nguy cơ. Tập đoàn Vân Đình phế đi, bọn họ cũng liền phế đi. Đúng lúc Lý Tử Nhiễm gần đây đang có chiến lược hợp tác cùng một công ty mậu dịch nước ngoài Hàn Quốc. Nếu như tập đoàn Vân Đình thật đã xảy ra chuyện, hợp tác này tuyệt đối sẽ thất bại. Đầu tiên Tần Bắc Sơn tìm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vừa mới biết được chuyện này, cũng tức giận vô cùng. Không hề nghi ngờ, là phòng thương mại Tô Hàng. Diệp Quân Lâm nói, lực lượng tập đoàn Vân Đình mới xuất hiện, tổn thất lớn nhất chính là phòng thương mại Tô Hàng. Chỉ là không nghĩ tới lá gan bọn họ lớn như vậy. Vấn đề khó giải quyết là tra rõ chân tướng, tôi dám chắc tất cả manh mối đều bị hủy diệt rồi. Diệp Quân Lâm nói, lúc này Chu Tước đang điều tra. Tướng quân, 11 giờ 30 đến 12 giờ tối hôm qua Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố 11 giờ rưỡi đến 12 giờ thiết bị theo dõi bị hủy. Chu Tước nói, như vậy nói cách khác khoảng thời gian này, có người vào bệnh viện lén động tay chân. Tần Bắc Sơn nói, Diệp Quân Lâm hỏi, Chu Tước cậu có thể phục hồi không? Tôi phải lấy được nguồn video, cho dù là bị hủy diệt, tôi cũng có thể. Chu Tước nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Sơn rất nhanh đi tới phòng giám sát của bệnh viện. Không nghĩ tới cửa đã bị mấy người nhìn chằm chằm. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tôi là Tần Bắc Sơn, tôi cần xem thiết bị theo dõi tối hôm qua. Tần Bắc Sơn nói thẳng. Không được, tôi mặc kệ ông là cái gì Sơn. Nơi này trừ tổ chuyên án, cho dù kẻ nào cũng không được phép ra vào. Thái độ những người canh giữ này vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là ai cũng không thể cho. Vậy được, chúng ta đi xem thiết bị xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Sơn đi tới phòng bệnh. Lại biết được chuyện thiết bị xảy ra chuyện thiết đã sớm bị lấy đi. Trừ tổ chuyên án, những người khác không thể nhìn. Sau khi nghe xong, đầu tiên Diệp Quân Lâm liên lạc với Chu Ngọc Hằng. Lão Chu, tôi cần xem một thiết bị theo dõi của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Diệp Quân Lâm nói,
Tướng quân không được rồi. Lần này tổ chuyên án là tỉnh Giang Nam tỉnh thành Kim Lăng phái tới. Bên trên nghiêm cấm bằng sắc lệnh, cho dù kẻ nào của Tô Hằng cũng không thể nhúng tay. Tôi cũng không còn cách nào cả. Chu Ngọc Hằng khổ sở nói. Được rồi, chuyện này là sư phụ của tôi Phó Long Hành đề nghị, vì Tị Hiềm, bảo tổ chuyên án đặc biệt tra rõ, cho dù người nào của Tô Hằng cũng không được nhúng tay. Mặt khác trong vòng 3 ngày sẽ đưa ra kết luận. Chu Ngọc Hằng lại bổ sung. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Phó Long Hành anh hơi có nghe thấy, có nguồn gốc sâu xa với phòng thương mại Tô Hằng. Một chiêu này của phòng thương mại Tô Hằng dùng rất hay. Có tình náo lớn việc lên, khiến cho tỉnh thành phái người tới, không cho phép bất kỳ người nào của Tô Hằng nhúng tay. Chính là muốn định trụ chuyện này. Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tập đoàn Vân Đình. Thanh Long đi dò cho tôi, tổng phục trách tổ chuyên án lần này là ai? Diệp Quân Lâm nói. Sau đó không lâu, Thanh Long liền truyền đến tin tức, tướng quân, tổ trưởng lần này là phó giám đốc công an tỉnh Giang Nam, Nghiêm Khoan. Nghiêm Khoa được xưng là công chính nghiêm minh, anh ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào việc này. Được, truyền mệnh lệnh của tôi, bảo Nghiêm Khoa tới gặp tôi. Diệp Quân Lâm nói. Sau đó không lâu, một chiếc xe đi tới trang viên. Trên xe xuống rõ ràng là tổ trưởng tổ chuyên án Nghiêm Khoan dưới sự hướng dẫn của Thanh Long, Nghiêm Khoa đi vào phòng. Nghiêm Khoa liếc mắt liền nhìn thấy Tần Bắc Sơn cùng Diệp Quân Lâm. Chào tướng quân Côn Luân. Nghiêm Khoa nói. Anh chính là Nghiêm Khoa. Anh biết tôi tìm anh có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm hỏi. Nghiêm Khoa ngẩn người, lập tức cắn răng nói. Nghiêm Khoa biết quan hệ của tướng quân cùng Tần Lão, tôi đây nói thẳng, nếu như tướng quân Côn Luân muốn nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Vân Đình, vậy không có khả năng. Tuyệt đối không cho phép. Vụ án này, bất kỳ người nào của Tô Hằng cũng không thể nhúng tay. Tôi nhớ tướng quân là phó chức Tô Hằng, cho nên xin ngài hiểu cho tôi. Nếu như tướng quân có gắng muốn nhúng tay vào chuyện này, thì xin bước qua xác của tôi. Thái độ Nghiêm Khoa cứng rắn khiến sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Rốt cuộc mọi người đã biết chuyện này không dễ xử lý ở đâu rồi. Thảo nào Chu Ngọc Hằng cũng không có cách. Diệp Quân Lâm hỏi, vậy tổ trưởng Nghiêm tra thế nào? Tổ chuyên án chỉ có thời gian 3 ngày giải quyết chuyện này. Từ manh mối nắm giữ trước mắt mà nói, chính là chất lượng sản phẩm của tập đoàn Vân Đình tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói điều tra rõ ràng, chính là vấn đề của tập đoàn Vân Đình. Nên bắt thì bắt, nên dừng thì dừng. Nghiêm Khoa nói, mặc dù anh ta biết thiết bị theo dõi xảy ra vấn đề, nhưng bộ phận kỹ thuật chưa có cách nào phục hồi lại. Vậy tôi vẫn cứ muốn nhúng tay thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Nghiêm Khoa mới vừa nói, nếu như tướng quân quả quyết phải nhúng tay, thì phải bước qua xác của Nghiêm Khoa. Thái độ của Nghiêm Khoa như trước. Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười. Tổ trưởng Nghiêm sợ là không biết, tôi đã nhúng tay trong đó. Còn có binh của tôi thiếu tướng Kỳ Lân cũng nhúng tay trong đó. Chúng ta không thể thoát khỏi. A hai. Vẻ mặt Nghiêm Khoa ngơ ngác nhìn Diệp Quân Lâm. Không có mà, tướng quân Côn Luân không có liên quan đến. Nghiêm Khoa nói. Như vậy mà anh cũng dám nói điều tra xong. Anh tra xét thật kỹ rồi sao? Âm thanh Diệp Quân Lâm đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Côn Luân tướng quân tôi không rõ ý của ngài. Nghiêm Khoa cúi đầu. Có vài phần hoảng hốt. Bây giờ tập đoàn Vân Đình là do một vị phó tổng điều hành đi. Như vậy chủ tịch cùng giám đốc đâu? Diệp Quân Lâm hỏi. Nghiêm Khoa còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng nói, chuyện này tôi còn đang tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Không cần tra nữa, giám đốc là Kỳ Lân, chủ tịch là tôi. Diệp Quân Lâm nói. Oe nhồ. Sau khi nghe xong, Nghiêm Khoa như bị sét đánh, cả người vẻ mặt hoảng sợ. Anh ta cũng lập tức phản ứng kịp. Nếu không phải nguyên nhân do Diệp Quân Lâm, sao Tần Bắc Son lại tới Tô Hằng? Sao lại tuyên truyền như thế cho sản phẩm? Còn có, sao Diệp Quân Lâm lại có thể làm ra sản phẩm kém chất lượng được? Có người hãm hại tập đoàn Vân Đình. Trước tiên, anh ta lập tức phản ứng kịp. Buông lỏng quyền hạn ra, để cho người của tôi hỗ trợ điều tra. Diệp Quân Lâm nói. Đã rõ thưa ngài. Nghiêm Khoa lập tức đồng ý. Rất nhanh video gốc hư hại được đưa đến nơi Chu Tước này. Diệp Quân Lâm cùng mấy người Tần Bắc Sơn cũng tự mình kiểm tra thiết bị xảy ra chuyện.
kiểm tra thực hư xong. Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười, tổ trưởng Nghiêm, nhóm sản phẩm này căn bản không phải là của tập đoàn Vân Đình. Sao? Mấy người Nghiêm khoa cực kỳ cả kinh. Bởi vì ở lúc sản xuất sản phẩm, tôi cố ý bảo bộ phận kỹ thuật tạo một mã hóa đặc thù bí ẩn, chính là vì phòng ngừa tranh chấp xuất hiện. Nhưng thiết bị này căn bản không có. Các anh tra sản phẩm của tập đoàn Vân Đình một chút sẽ biết. Nghiêm khoa nhanh chóng cho người đi kiểm tra. So sánh hai cái, quả nhiên là thế. Sản phẩm tập đoàn Vân Đình đều có mã hóa đặc thù bí ẩn. Thiết bị này không có. Lập tức tra cho tôi thiết bị xảy ra chuyện từ nơi nào tới. Nghiêm khoa hạ lệnh. Một bên khác, Chu Tước lấy tốc độ cực nhanh phục hồi thiết bị theo dõi. Ê, sau khi thiết bị theo dõi phục hồi, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì có người lén đổi thiết bị chữa trị. Quả nhiên là hãm hại. Tra cho tôi, đều tra hết những người trong video này cho tôi. Nghiêm khoa tức giận nổi trận lôi đình. Anh ta luôn luôn công chính nghiêm minh, làm việc công bình không thiên vị. Nếu không phải là do Diệp Quân Lâm nói, vụ án tử này anh ta sẽ phạm sai lầm rồi. Cho nên anh ta rất tức giận. Mặt khác Kỳ Lân đưa cho Nghiêm khoa một phần tài liệu. Bên trong là bằng chứng và đầu mối phòng thương mại Tô Hàng sao chép kỹ thuật nồng cốt gốc của tập đoàn Quân Lâm như thế nào. Tốt, chuyện này tôi sẽ tra cùng. Nghiêm khoa gật đầu. Bây giờ bội phục không gì sánh được đối với Diệp Quân Lâm. Quá cao tay rồi. Làm việc ngăn gọn hiệu suất cao. Về cơ bản chuyện đã được giải quyết. Tần lão cũng thở dài một hơi. Hai, đáng tiếc người anh em đã mất rồi. Quá vô tội. Tần lão thở dài. Diệp Quân Lâm bất lực lắc đầu, hai, thương trường cũng như chiến trường, không ít người đã ăn bánh bao máu người. 6 năm trước, tôi bị tai bay vạ gió, suýt nữa là chết rồi. Phải tóm hết lũ súc vật này lại, không thể tha cho chúng dễ dàng được. Tần lão giận dữ gầm lên. Buổi tối khi về đến nhà, Lý Tử Nhiễm vô cùng lo lắng về tình hình của Phương Tử Tình. Nếu như thực sự bị tóm, chắc chắn Phương Tử Tình sẽ phải ngồi tù. Lúc này Lý Thiên Hạo và những người khác bất ngờ tìm đến của. Ha ha, Tử Nhiễm với đám phế vật này đều ổn nhỉ. Bọn tôi nghe nói tập đoàn Vân Đình xảy ra chuyện rồi, còn cứ nghĩ rằng hai người các cô đều bị bắt rồi cơ. Lý Văn Hải cười. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt cười nói, nhưng mà một khi tập đoàn Vân Đình xảy ra chuyện thì công ty của Tử Nhiễm cũng coi như không xong rồi. Tử Nhiễm kế hoạch tiếp theo của em là gì? Có nên trở về nhà họ Lý? Lý Văn Phi cười nói. Phi ôi, mặt Lý Tử Nhiễm hiện lên vẻ bất lực. Hiện giờ công ty đang gặp khủng hoảng, tiếp theo đoán chừng tình trạng bị thu mua sẽ giảm xuống. Lý Thiên Hạo cười nói, Tử Nhiễm đừng căng thẳng, ông nội đến bàn chuyện làm ăn với cháu. Lý Tử Nhiễm mê mang, à, ông nội, ông muốn bàn chuyện làm ăn gì với cháu? Về việc thu mua công ty của cháu, ông định mua công ty mới của cháu với giá 2 triệu. Lý Thiên Hạo nói, 2 triệu. Trên mặt Lý Tử Nhiễm hiện lên vẻ không thể tin nổi. Ngay cả khi vốn đầu tư của tập đoàn Vân Đình không còn, tác động đến công ty của cô lớn như thế nào đi nữa, giá trị của công ty cũng vẫn là khoảng 1 hoặc 2 tỷ. Sao 2 triệu liền có thể thu mua? Thật nực cười. Ha ha, Tử Nhiễm cháu có phải không hiểu tình hình bây giờ không? Tập đoàn Vân Đình mà ngã, công ty của cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cứ kéo dài. Đừng nói đến 2 triệu, 20 vạn cháu cũng không có được. Đúng đó, và lại cô bán công ty cho ông nội, cô vẫn có thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn Lý Thị. Lý Văn Hải và Lý Tùng Khuê cười lạnh nói. Các người, Lý Tử Nhiễm thật là tức muốn chết. Tự nhiên có người muốn dậu đỗ bìm leo chạy tới. Tử Nhiễm, ông chỉ cho cháu 2 ngày, đến lúc đó cái giá 2 triệu này cũng không có nữa đâu. Ngoài ra ông còn nghe nói cháu đang cùng một công ty Hàn Quốc bàn chuyện hợp tác, để đó cho ông đi. Lý Thiên Hạo cười lạnh nói. Sau khi người nhà họ Lý đi, Diệp Quân Lâm an ủi nói, an tâm đi vợ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. 3 ngày của tổ chuyên án rất nhanh đã trôi qua, quyết định sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Tối nay, mấy người Bạch Thanh Phong, Nguyễn Văn Hưng và Hách Văn Sương đã tổ chức ăn mừng ở hội sở. Ha 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 ha. Tên Nghiêm khoa này thực lợi hại. Tôi nghe nói ai đi tìm cũng đều không có tác dụng, đồ vật ở hiện trường đều không cho xem L. Bạch Thanh Phong cười nói. Đúng vậy, Nghiêm khoa đúng thật là một người công chính nghiêm minh,
không nể mặt ai cải. Tiếp theo chúng ta cứ chờ kết quả công bố vào ngày mèo tập đoàn Vân Đình sẽ hoàn toàn bị chúng ta nuốt chửng, đến lúc đó phiên bản kỹ thuật nâng cấp của họ sẽ là của chúng ta, ha ha ha. Nguyễn Văn Hưng không giấu được niềm vui hát một câu. Anh ta và Hách Văn Sương ôm lấy nhau, hát bài ca huynh đệ. Ngay lúc này, cửa phòng hội sở bị một đôi chân đạp mở. Rất nhiều cảnh sát từ bên ngoài xông vào. Bọn người Bạch Thanh Phong đều bị dọa đến sững sờ. Trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Dưới sự bao vây của mọi người, một người đi đến chính giữa. Anh ta lấy ra giấy ủy nhiệm của mình nói, đội trưởng tổ chuyên án Nghiêm Khoan. Cái gì, Nghiêm Khoa? Nghe thấy cái tên này, bọn người Bạch Thanh Phong đều thay đổi sắc mặt. Đội trưởng Nghiêm, ngưỡng mộ đã lâu, thất lễ quá. Mấy người Bạch Thanh Phong cười nói. Bọn họ không biết tại sao Nghiêm Khoa đột nhiên tìm đến nơi này. Các anh vẫn còn tâm trạng để hát cơ à? Có biết xảy ra chuyện gì rồi không? Nghiêm Khoa cười lạnh nói. Hả, xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Mấy người Bạch Thanh Phong kinh ngạc. Các người bị bắt. Sắc mặt Nghiêm Khoa thay đổi, lạnh nhạt vô tình. Đồng nghiệp bên cạnh đưa ra lệnh bắt. Hả, cái gì, bọn tôi bị bắt? Trên mặt mấy người Bạch Thanh Phong đều là vẻ kinh ngạc không thể tin được. Thật không may phải nói với các anh rằng thiết bị theo dõi đã được hacker khôi phục lại rồi, những người liên quan đến vụ án đều đã tra ra được, bọn họ đã khai ra các an hi. Nghiêm Khoa cười lạnh nói. Mấy người bị dọa suýt ngất xỉu. Ngày hôm sau, kết quả xử lý mà mọi người đang chờ đợi đã có. Nhưng kết quả khiến mọi người bất ngờ không thôi. Hóa ra là bốn quản lý lớn của phòng thương mại Tô Hàng đã hãm hại tập đoàn Vân Đình. Tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị bắt, bị kết án tử hình và kết án tù. Tập đoàn Vân Đình được giải oan. Trên dưới vang lên tiếng reo hò. Tập đoàn Vân Đình cũng đặc biệt trao tiền an ủi cho gia đình của những người đã khuất, giành được rất nhiều lời khen ngợi. Tần lão Tần Bắc Sơn cũng rất vui mừng. Cũng rất khâm phục với cách xử lý công việc và ứng xử của Diệp Quân Lâm. Nhà họ Lý há hốc mồm không nói nên lời, vốn dĩ muốn mua lại công ty mới của Lý Tử Nhiễm với giá 2 triệu. Không ngờ tới tập đoàn Vân Đình lại không sao. Sau đó, thể nghiệm lâm sàng của các bệnh viện lớn về các sản phẩm y tế của tập đoàn Vân Đình cho thấy, chất lượng sản phẩm không có vấn đề gì, hiệu suất mọi mặt của sản phẩm so với phiên bản trước đều cao hơn nhiều. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Vân Đình nhanh chóng phục hồi trở lại như cũ. Lần này phòng thương mại Tô Hàng bị thiệt hại nặng. Giá trị thị trường sụt giảm, nguyên khí bị tổn hại nghiêm trọng, ít nhất 10 tỷ đã bốc hơi. Tứ đại hào môn cũng không có cách nào cứu vấn. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Họ chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào tướng quân Côn Luân. Lễ nhậm chức của Tổng tư lệnh quân khu Tô Hàng cuối cùng cũng sắp đến, nghe nói Tổng tư lệnh Đoạn Thiên Dương sẽ sớm đến Tô Hàng. Điều này làm cho mấy người Lôi Thiên Tuyệt vô cùng mong đợi. Người giàu nhất là nhà họ Thẩm cũng đang mong chờ điều này. Thẩm Thanh Vân lại mang đến cho nhà họ Thẩm một tin vui, Thẩm Tâm Di và các tiêu bối khác cũng có tên tham gia bu ỏi lễ bổ nhiệm này. Điều này khiến cho đám người Thẩm Tâm Di rất vui. Những quý bà giàu có và tiểu thư trong giới thượng lưu càng ngày càng chú ý hơn đến việc tham gia các hoạt động kiểu này. Đối với họ mà nói, đây thực sự là dịp đánh bóng tên tuổi. Cho dù là sau này ra ngoài khoe khoang khoác lác cũng được. Cha ha, bây giờ phòng thương mại Tô Hàng bị tổn thất nguyên khí rất lớn. Tiếp theo, chỉ cần tôi còn bám vào quan hệ với tướng quân Côn Luân, chuyện phòng thương mại Tô Hàng bị nuốt chửng chỉ là vấn đề thời gian. Tâm trạng Thẩm Mặc Son rất tốt. Lão gia, Phác Quốc Xương của công ty nhạc Mỹ của Hàn Quốc tìm ngài. Quản gia chạy đến thông báo. Được, cho ông ta vào đi. Mặc dù Thẩm Mặc Sơn có nhiều sản nghiệp hợp tác với Hàn Quốc, nhưng một công ty nhỏ bé của nhạc Mỹ vẫn chưa được chú ý. Điều này, hôm nay tâm trạng tốt sao? Thế nên mới muốn gặp mặt. Ít lâu sau, Phác Quốc Xương vào đến phòng khách. Ý đồ rất đơn giản, sau này ông ta sẽ phát triển ở Tô Hàng nên mong Thẩm Mặc Sơn giúp đỡ ông ta. Điều thú vị hơn là công ty nhạc Mỹ của Phác Quốc Xương chính là công ty Hàn Quốc mà Lý Tử Nhiễm hợp tác. Tôi và thầy của cậu có quen biết nhau, sau này ta sẽ giúp đỡ cậu nhiều hơn. Thẩm Mặc Sơn vừa đồng ý, Phác Quốc Xương đã rất vui mừng. Một lời nói của người giàu nhất, nghĩa là ông ta đã có một chỗ đứng vững chắc ở Tô Hàng.
Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm có mặt tại công ty, nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm. Quân Lâm, em đang bàn chuyện hợp tác nên có hơi bận, Tiêu Thám cần một số tài liệu thương mại cho kỳ thực tập của con bé. Anh có thể đưa cho con bé giúp em được không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Cô đang nói về việc hợp tác với công ty nhạc Mỹ của Hàn Quốc. Được, để anh đi đưa cho. Sau khi Diệp Quân Lâm cầm tài liệu, anh đã đến Đại học Tô Hàng. Phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy Tiêu Thắm. Sau khi Diệp Quân Lâm đưa tài liệu cho Tiêu Thắm, anh chuẩn bị rời đi. Anh Dễ, anh hẳn là còn chưa ăn cơm trưa đúng không? Tiêu Thắm hỏi. Chắc chắn rồi, còn không phải đến đưa tài liệu cho em sao? Diệp Quân Lâm nói. Đúng lúc, em mời anh ăn cơm nhé, ngay trong căng tin của trường được không? Tiêu Thắm nhìn Diệp Quân Lâm đầy mong đợi. Nghe những gì Tiêu Thắm nói, Diệp Quân Lâm thực sự cảm thấy đói. Hơn nữa, anh đã không ăn bữa ăn của trường cũ của mình trong nhiều năm rồi. Được, vây ăn ở trường đi. Đi, đi thôi. Tiêu Thắm nhẹ nhàng khoác tay Diệp Quân Lâm đi dạo trong khuôn viên trường. Diệp Quân Lâm không quan tâm. Bởi vì trước mặt Lý Tử Nhiễm, Tiêu Thắm cũng như thế này. Dù sao, anh cũng chỉ xem cô là con nhóc. Nhưng sinh viên lại trong trường lại không nghĩ như vậy. Xét cho cùng, Tiêu Thám là một người siêu xinh đẹp, được công nhận là hoa khôi. Đã nhập học mấy năm mà vẫn độc thân, nhiều sinh viên đang thảo luận khi nào Tiêu Thám sẽ thoát khỏi kiếp độc thân. Hôm nay, mọi người đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu, hoa khôi xinh đẹp Tiêu Thám lại khoác tay một người đàn ông đi trên đường. Điều này gây sốc cho mọi người. Tin tức hoàn toàn bùng nổ, tuy bề ngoài người đàn ông trông chững chạc nhưng lại giỏi về mọi mặt. Ngay lập tức mọi người đều nhận định đây là bạn trai của Tiêu Thám. Tin tức về bạn trai của Tiêu Thám nhanh chóng lan truyền khắp trường Đại học Tô Hàng. Diệp Quân Lâm cảm thấy ánh mắt của mọi người khác thường khi họ nhìn mình. Tiêu Thám vẫn luôn cười trộm. Cô ta chỉ muốn tạo ra ảo tưởng rằng Diệp Quân Lâm là bạn trai của cô ta. Tiêu Thám nghiêng người ngày càng gần Diệp Quân Lâm. Những người theo đuổi Tiêu Thám đều tức giận đập bàn. Không ngờ cuối cùng Tiêu Thắm lại ở cùng một ông chú. Một vài chàng trai nói trong giận dữ. Cuối cùng, Tiêu Thắm đưa Diệp Quân Lâm đến căng tin. Diệp Quân Lâm cố tình chọn chỗ ở góc hẻo lánh nhưng vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Tiêu Thắm bưng một đĩa đồ ăn tới. Diệp Quân Lâm bắt lực nói, không nhận ra em cũng rất nổi tiếng ở trong trường. Hả, không phải sao? Em Tiêu Thắm được công nhận là hoa khôi. Tiêu Thắm đến gần Diệp Quân Lâm nói nhỏ, anh Dễ, bây giờ bọn họ đều nhận nhầm anh là bạn trai của em phải làm sao đây? Tương lai em tìm bạn trai như thế nào? Diệp Quân Lâm mỉm cười, được rồi, anh sẽ đến phòng phát thanh của trường để thông báo. Anh Dễ, anh thật là nhàm chán. Tiêu Thắm giả vờ rất tức giận. Sau khi thức ăn được chuẩn bị xong, Diệp Quân Lâm không quan tâm gì, trực tiếp bắt đầu ăn. Anh không nhận ra rằng xung quanh ngày càng có nhiều người xem. Ăn uống xong sẽ rời đi. Đi, em tiễn anh. Tiêu Thắm đi theo sau mông. Ánh mắt cô ta nhìn Diệp Quân Lâm tràn đầy tình yêu. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Vô số chàng trai đang buồn, Tiêu Thắm thực sự đang yêu. Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm vừa ra khỏi cửa căng tin, một nhóm người đã chen chúc nhau tới, chặn đường của họ. Diệp Quân Lâm định rời đi, nhưng đã bị bao vây bởi mọi người từ mọi phía. Nhóm người này lần lượt mặc bộ đồ taekwondo, ngang nhiên bắt nạt người khác. Phác Hưng Thái Anh có ý gì? Tiêu Thắm tức giận gầm lên. Du học sinh đến từ Hàn Quốc này dựa vào sức mạnh taekwondo của mình vô cùng hống hách, bất cứ chàng trai nào tiếp xúc với Tiêu Thắm sẽ không có kết cục tốt đẹp. Phác Hưng Thái phớt lờ Tiêu Thắm, nhưng nhìn Diệp Quân Lâm, cảnh cáo bằng tiếng Trung không lưu loát. Tiêu Thắm là của tôi. Anh cút đi. Nghe thấy những lời này, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Thái độ của du học sinh này khiến anh vô cùng không thoải mái. Tiêu Thắm không đồng ý, tức giận nói, Phác Hưng Thái anh ăn nói cho tử tế vào. Khi nào thì tôi trở thành của anh? Tiêu Thắm, em là bạn gái của anh. Chuyện này đã được công nhận. Trong trường Đại học Tô Hàng ai chẳng biết. Phác Hưng Thái đắc ý. Một số tín đồ của câu lạc bộ taekwondo đằng sau anh ta la ó. Người khác nhìn mà tức giận, nhưng không dám nói. Đó là chưa kể những sinh viên quốc tế này ở trong trường cao hơn một bậc, được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau.
chỉ riêng Phác Hưng Thái đã là đai đen của Taekwondo, nên không ai dám gây sự với anh ta. Lập tức tránh xa Tiêu Thắm, nếu không tôi sẽ bảo đảm anh không có kết cục tốt. Phác Hưng Thái lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đàn anh Khương Kim Diệu của Tiêu Thắm đi tới. Anh ta liếc nhìn liền nhận ra Diệp Quân Lâm. Ông già của anh ta nói với anh ta Diệp Quân Lâm là một người siêu vĩ đại, anh ta có thể kết bạn là điều tốt nhất. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Khương Kim Diệu biết cơ hội của mình đã đến rồi. Là mày! Sắc mặt Phác Hưng Thái thay đổi. Anh ta đã đặc biệt điều tra người theo đuổi của Tiêu Thắm. Người mạnh nhất trong số họ là Khương Kim Diệu này. Phác Hưng Thái, đây là bạn của tôi, cho tôi mặt mũi, đừng gây chuyện. Khương Kim Diệu đút tay vào túi nói. Mày là cái thứ chó má gì? Tao cần phải cho mày mặt mũi. Không ai nghĩ Phác Hưng Thái lại mắng mỏ như thế này. Khương Kim Diệu sững sờ. Trước đây, Phác Hưng Thái sẽ cho anh ta 3 phần mặt mũi. Hôm nay làm sao vậy? Anh ta nào biết được Phác Hưng Thái đã nhờ cha mình là Phác Quốc Xương tìm Thảm Vạn Sơn người giàu nhất làm hậu thuẫn cho mình, nên Phác Hưng Thái không để ý đến bất cứ ai. Mẹ nó Phác Hưng Thái anh có ý gì? Không coi ai ra gì. Khương Kim Diệu đã rất tức giận. Điều này khiến anh ta xấu hổ trước mặt Diệp Quân Lâm. Hừ, tao cần cho mày mặt mũi. Người Hoa Hạ các người là đồ khỉ gió. Phác Hưng Thái vỗ nhẹ vào mặt Khương Kim Diệu. Đánh! Khương Kim Diệu lạnh lùng cởi bỏ quần áo, làm tư thế tấn công. Anh ta phải nghiêm khắc dạy dỗ tên này. Ha, muốn đấu với tôi? Tốt, tốt lắm. Phác Hưng Thái rất phấn khích. Hai nhân vật nổi tiếng của trường gặp nhau, thu hút rất nhiều người xem. Trận chiến này mình phải thắng. Khương Kim Diệu rồng lên một cách điên cuồng, lao tới giống như một con hổ xuống núi. Thậm chí nắm đấm còn mang đến một cơn gió mạnh. Nhìn thấy Khương Kim Diệu đột nhiên ra tay, đôi mắt Phác Hưng Thái lóe lên một tia sát khí khát máu. Oanh! Anh ta hơi quay người sang một bên, thoát khỏi đòn của Khương Kim Diệu. Ngay lập tức, anh ta đưa một chân lên, giẫm mạnh lên người Khương Kim Diệu. Ngay lập tức, Khương Kim Diệu bay ra ngoài 7-8 mét, sau khi đáp xuống đất, anh ta đau đớn kêu lên không đứng dậy được nữa. Toàn bộ khán giả đều hít một hơi lạnh. Phải biết Khương Kim Diệu đã trau dồi các kỹ năng chiến đấu khác nhau từ khi anh ta còn nhỏ, anh ta là một cao thủ xuất chúng vậy mà không thể ngăn chặn cú đánh của Phác Hưng Thái. Anh ta cũng quá mạnh. Sắc mặt Phác Hưng Thái điên cuồng, anh ta nhìn về phía khán giả, đây là võ công Hoa Hạ. Vớ vẩn, so với Taekwondo Hàn Quốc của tôi thì là rác rưởi. Võ công Hoa Hạ là thứ rác rưởi. Nghe nói Khương Kim Diệu là một cao thủ võ công Hoa Hạ, hóa ra chỉ là phế vật. Đúng vậy, võ công Hoa Hạ chỉ tồn tại trong phim ảnh. Trên thực tế, chỉ là phô trương, không hề có tác dụng gì. Mấy người trong câu lạc bộ Taekwondo cười điên cuồng. Phác Hưng Thái nhìn mọi người với vẻ khinh thường nói, hôm nay, Phác Hưng Thái tôi ở đây, trong mắt tôi võ công Hoa Hạ chỉ là rác rưởi. Ai không phục thì ra đấu với tôi chấp nhận tất cả. Quy tắc, chiến đấu vô hạn, tự làm mình bị thương. Thấy khán giả im lặng. Không ai dám ngắng đầu nhìn anh ta. Phác Hưng Thái cười, không ai dám thách đấu. Không ai dám chứng minh võ công Hoa Hạ. Các người đúng là một đám hèn hại. Trên đất Hoa Hạ, trước mặt mọi người Hoa Hạ, dám khiêu khích như vậy. Ai có thể chịu đựng được? Nhưng mọi người không thể làm gì. Ngay cả một cao thủ như Khương Kim Diệu cũng vô dụng, còn ai có thể làm được? Những người khác lao lên chỉ có chết mà thôi. Lúc này, chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt hung hãn của Phác Hưng Thái, mọi người đều sợ hãi, lập tức cúi đầu. Ha ha ha, không ai ở một quốc gia lớn dám chứng minh võ công Hoa Hạ. Thực sự làm tôi thất vọng, một đất nước đang suy tàn. Để ra vẻ ta đây trước mặt Tiêu Thắm, Phác Hưng Thái đã công khai khiêu khích toàn bộ Hoa Hạ. Tiêu Thắm không nhịn được thấp giọng hỏi, anh dễ anh ta thật sự mạnh. Diệp Quân Lâm mỉm cười, một con kiến còn không thể tính là rác. Diệp Quân Lâm đã chứng kiến quá nhiều trong chiến trường 5 năm. Hiệu quả chiến đấu của quân đội Hàn Quốc là kém nhát. Lúc này, ánh mắt của Phác Hưng Thái đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quân Lâm, sao? Anh muốn thách đấu tôi? Nhìn thấy anh và Tiêu Thắm cùng nhau đi dạo, anh ta đã muốn dạy cho anh một bài học từ lâu rồi. Diệp Quân Lâm không nói, mà chỉ tiến một bước về phía Phác Hưng Thái. Phác Hưng Thái tỏ vẻ phấn khích,
Ha ha, thật tuyệt, cuối cùng cũng có người tiến lên. Nhìn Diệp Quân Lâm đang đi tới, anh ta đã nghĩ ra không dưới 10 cách để ngược đãi Diệp Quân Lâm. Ngay sau đây anh ta sẽ cho Tiêu Thắm thấy một người đàn ông thực thụ là như thế nào. Trong nháy mắt, Diệp Quân Lâm đã cách Phác Hưng Thái chưa đến 5 mét. Theo tình thế, Diệp Quân Lâm tung nắm đấm phải của mình. Rác rưởi, thằng đần. Phác Hưng Thái thấy chẳng đã thèm. Theo ý kiến của anh ta, thủ thuật của Diệp Quân Lâm đầy rẫy những sai sót. Theo bản năng Phác Hưng Thái muốn chặn lại. Nhưng khi chạm vào nó, sắc mặt Phác Hưng Thái thay đổi lớn. Tốc độ của cú đấm này ngoài sức tưởng tượng của anh ta, trong nháy mắt đã che hết hai mắt của anh ta. Bang! Cú đấm dữ dội đánh vào mặt Phác Hưng Thái, anh ta bay ra ngoài như một cánh diều bị đứt dây. Một mũi tên đẫm máu được bắn ra, hàng chục chiếc răng văng ra xa. Sau khi anh ta bị trúng chiêu, bay ra ngoài vài chục mét, làm gãy hai cái cây, cơ thể của Phác Hưng Thái bị đập xuống đất dữ dội. Nhách tê! Ngay lập tức, Phác Hưng Thái ôm mặt, ưỡn người lăn lộn vì đau đớn, vang vọng tiếng hét như giết lợn. Anh bạn nhỏ, không thể xúc phạm võ công Hoa Hại. Diệp Quân Lâm mắng xong sau đó rời đi cùng Tiêu Thắm. Khán giả rơi vào im lặng chết chóc. Không ai nghĩ đại ma vương Phác Hưng Thái lại có thể không chịu ni. Vậy mà bị Diệp Quân Lâm đắm thành dạng này. Bây giờ có vẻ như Taekwondo là thứ rác rưởi. Chuyện này nhanh chóng bị lan truyền. Vào lúc này, tại quảng trường Ngân Hải, công ty mới của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm đang thảo luận về việc hợp tác với Phác Quốc Xương. Phác Quốc Xương phát triển ở Tô Hàng, sau nhiều lần kiểm tra, ông ta nhận thấy công ty của Lý Tử Nhiễm rất có tiềm năng, là một lựa chọn tốt để hợp tác. Đúng lúc này, Phác Quốc Xương nhận được một cuộc gọi. Cái gì, con trai tôi bị đánh nhập viện. Sắc mặt Phác Quốc Xương thay đổi lớn. À, Phác tiên sinh, không sao chứ? Lý Tử Nhiễm hỏi. Lý tiểu thư, tôi phải về trước, con trai tôi bị đánh nhập viện. Tôi phải đi xem, Phác Quốc Xương nói. Tôi đi cùng ông. Lý Tử Nhiễm cũng rất coi trọng lần hợp tác này. Được. Rất nhanh hai người đã đến bệnh viện. Ai đánh? Phác Quốc Xương hỏi. Người tên là Diệp Quân Lâm. Cái gì, Diệp Quân Lâm? Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi lớn. Phác Quốc Xương lập tức hỏi, không lẽ Lý tiểu thư biết người này? Là chồng tôi. Lý Tử Nhiễm trả lời thành thật. Ha ha, Lý tiểu thư à, thật trùng hợp. Chồng cô đánh con tôi thành thế này. Cô nói sao? Phác Quốc Xương rất tức giận. Báo cáo thương tích cho thấy Phác Hưng Thái bị gãy xương nhiều nơi trên cơ thể. Mũi của anh ta bị gãy rất nghiêm trọng. Tương đương với việc Phác Hưng Thái đã trở thành một kẻ vô dụng, có thể nhặt về được cái mạng đã là không tôi rồi. Suy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào đi. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Nói thật với cô, người giàu nhất Thẩm Mặc Sơn là người chống lưng cho tôi. Tôi nhất định sẽ theo đuổi chuyện này đến chết. Thần sắc Phác Quốc Xương kiên định. Lý Tử Nhiễm đến một nơi yên tĩnh, lập tức gọi cho Diệp Quân Lâm, anh biết anh đang gặp rắc rối không? Vẻ mặt Diệp Quân Lâm ngạc nhiên, hả? Anh gặp rắc rồi. Anh đã đánh người khác phải không? Lý Tử Nhiễm tức giận hỏi. Ừ, anh đánh người ta. Nhưng bọn anh đã thảo luận thân thiện, bản thân đối phương đã nói bị thương sẽ tự tính lên người mình. Diệp Quân Lâm nói. Anh đó, em nói anh nhiều hơn một chút có gì không tốt đâu. Sao anh luôn gặp rắc rối vậy? Lần này anh gặp phải chuyện lớn rồi. Lý Tử Nhiễm tức giận cúp điện thoại. Sau đó, cô tìm Phác Quốc Xương, Phác tiên sinh chuyện này chúng tôi nhận, hy vọng ông có thể thư gia tư. Chúng tôi sẽ trả tất cả các khoản chi phí thuốc men, sau đó chúng tôi cũng sẽ trả tiền bồi thường. Phác Quốc Xương liếc cô một cái, lạnh lùng nói, như vậy không được. Các người quả được lợi. Lý Tử Nhiễm hỏi, vậy Phác tiên sinh nói nên làm như thế nào? Rất đơn giản, thương tích của con trai tôi trả lại gấp đôi cho chồng cô. Con trai tôi bị gãy 12 chiếc xương sườn. Còn chồng cô sẽ gãy 24 chiếc xương sườn. Chỗ bị thương khác cũng như thế. Còn nữa, cô phải ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Phác Quốc Xương đưa ra phương án giải quyết. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của Lý Tử Nhiễm, ông ta đã sớm nảy ra ý nghĩ này. Đây là một cơ hội. Không được. Lý Tử Nhiễm từ chối ngay lập tức. Vẫn nên bồi thường tiền thôi. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả được. Lý Tử Nhiễm nói. Phác Quốc Xương cười khẩy liên tục, bồi thường tiền.
Cô cho rằng tôi thiếu tiền. Hừ, nhất định phải làm như thế. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đến nhà họ Thẩm nói chuyện với các người. Đôi mắt Phác Quốc Xương lóe lên tia sáng lạnh lùng. Oanh! Sắc mặt Lý Tử Nhiễm trở nên âm trầm. Phác Quốc Xương lấy nhà họ Thẩm giàu nhất ra ép buộc. Nếu người giàu nhất, nhà họ Thẩm can thiệp, chuyện này sẽ ti ti cư rất sắc sôi. Xử theo phép công thì Diệp Quân Lâm sẽ bị trừng phạt, mấy năm cũng không có vấn đề gì. Xử theo phép tư thì với sức mạnh của nhà họ Thẩm, Diệp Quân Lâm sẽ bị chịu thương tổn gấp đôi, mà còn cô sẽ bị chịu sỉ nhục. Xét cho cùng, họ thực sự không là gì so với nhà họ Thẩm. Sự khác biệt giữa voi và kiến. Hừ, tôi cho cô suy nghĩ thêm mấy tiếng. Phác Quốc Xương lạnh lùng nói. Sau khi rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên Phác Quốc Xương làm là đến Villa Tô Hàng, nhờ ông cụ Thẩm Mặc Son giúp đỡ. Ông Thẩm, rốt cuộc ở Tô Hàng có phải ông định đoạt không? Phác Quốc Xương nói. Sắc mặt Thẩm Mặc Sơn thay đổi, ông ta nói, ở Tô Hàng tôi là người có tiếng nói. Khi nhắc đến tên của Thẩm Mặc Son tôi, ai dám không nẻ mặt. Nhưng con trai tôi nhắc đến tên ông, kết quả là vẫn bị đánh. Bây giờ nó còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Phác Quốc Xương nói. Cái gì, nhắc đến tên tôi mà vẫn bị đánh. Thẩm Mặc Son lập tức đứng lên. Ở Tô Hàng ai dám không cho ông ta mặt mũi. Phác Quốc Xương nói với Thẩm Mặc Sơn về báo cáo chấn thương và những thông tin chung. Nực cười, có Thẩm Mặc Sơn tôi chống lưng mà vẫn dám đánh. Tìm chết. Thẩm Mặc Son rất tức giận. Những người khác trong nhà họ Thẩm cũng vậy. Danh tiếng của nhà họ Thẩm bọn họ rất quan trọng. Nói cho tôi biết, người đánh là ai? Thẩm Mặc Sơn tôi sẽ phụ trách chuyện này. Thẩm Mặc Son tức giận nói. Dù gì thì cách đây không lâu ông ta đã hứa sẽ chở che cho người ta. Ông ta nhất định phải chứng minh được vị trí của mình. Ông Thẩm, người đánh tên là Diệp Quân Lâm. Phác Quốc Xương trả lời thành thật. Cái gì? Diệp Quân Lâm. Khi nghe đến cái tên quen thuộc này, sắc mặt của Thẩm Mặc Sơn và những người khác đều thay đổi. Vẻ mặt Phác Quốc Xương kinh ngạc, sao vậy? Ông Thẩm, người đó khó đối phó sao? Không, ngược lại người này là người mà nhà họ Thẩm chúng tôi rất ghét. Thẩm Tâm Di kể những chuyện đã xảy ra với Phác Quốc Xương. Thì Phác Quốc Xương lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm này chắc chắn không phải đồ tốt gì, ôm ấp với em vợ ở trong trường. Vừa hay con trai tôi thích em vợ cậu ta, chỉ nói mấy câu đã bị đánh thành như thế. Nhắc đến nhà họ Thẩm cũng không nể mặt. Được lắm, gan quá lớn. Vậy mà không để nhà họ Thẩm chúng tôi vào trong mắt. Thẩm Mặc Sơn tức giận, vậy mà cậu ta lại đánh người thành như thế này, tốt lắm, tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Phác Quốc Xương đã rất vui mừng. Không ngờ Diệp Quân Lâm lại xúc phạm người ta như vậy, chọc giận cả nhà họ Thẩm. Hay lắm. Có nhà họ Thẩm chống lưng. Thù của con trai ông ta được báo rồi. Đồng thời cũng có thể ngủ với Lý Tử Nhiễm. Bảo Thẩm Lãng tới. Thẩm Mặc Son lạnh lùng nói. Không lâu sau Thẩm Lãng đội trưởng đội cận vệ nhà họ Thẩm đã đến. Thẩm Lãng này từng phục vụ trong trung đoàn lính đánh thuê của Pháp, là một siêu chiến binh thứ thiệt. Có danh hiệu cao thủ số 1 Tô Hàng. Mạnh như thuộc hạ của tướng quân Trần Thiên Kiều, cũng không ai có thể đánh lại. Là con át chủ bài của Thẩm Mặc Sơn. Thẩm Lãng, cậu đi cùng cậu Phác đến gặp Diệp Quân Lâm, cảnh cáo cậu ta nên làm thế nào. Cứ nói là Thẩm Mặc Sơn tôi nói như vậy. Thẩm Mặc Son ra lệnh. Vâng, lão gia. Trong mắt Thẩm Lãng xuất hiện một tia lạnh lẽo. Buổi tối, Diệp Quân Lâm vừa trở về nhà đã bị Lý Tử Nhiễm mắng. Lần này vấn đề rất rắc rối, Phác Quốc Xương là người của Thẩm Mặc Son, chúng ta lấy gì chống lại Thẩm Mặc Sơn. Lại nói, anh đánh người làm gì? Anh bị bệnh à? Lý Tử Nhiễm hét lên. Chị họ, không phải đâu. Là Phác Hưng Thái khiêu kích trước. Hơn nữa anh ta nói tự do bàn luận, bị thương thì tính lên người anh ta. Hơn nữa, anh ta còn đánh đàn anh của Imo. Tiêu Thắm chạy đến giải thích cụ thể. Nói thì nói như vậy, nhưng xảy ra chuyện sẽ khác. Khuôn mặt Lý Tử Nhiễm tràn đầy tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nhìn, hóa ra là Phác Quốc Xương và Thẩm Lãng cùng một nhóm người. Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm, đúng không? Tôi là Thẩm Lãng, tôi theo lệnh của ông Thẩm Mặc Sơn đến cảnh cáo các người. Trước 12 giờ đêm nay, nếu hai người ngoan ngoãn đến biệt thự Lafitte chấp nhận hình phạt,
thì sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không làm theo, nhà họ Thẩm sẽ dùng hết sức lực đối phó với các người. Thẩm Lãng cảnh cáo. Đúng thế, các người cần phải trả giá. Phác Quốc Xương hét lên. Các người hiểu lầm rồi phải không? Là con trai ông khiêu khích trước, còn nói là tự do bàn luận, bị thương cũng không xêu. Tiêu Thắm biện hộ. Bóp bóp. Phác Quốc Xương vỗ tay. Tiêu Thắm nhìn thấy mấy chục bạn học của mình xuất hiện sau lưng ông ta. Không phải, là Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm ôm áp nhau trong trường học, bạn Phác Hưng Thái nhìn thấy rồi ngăn lại, mới bị Diệp Quân Lâm đánh như thế kìa. Đúng vậy, rõ ràng là Diệp Quân Lâm khiêu khích trước. Tôi cũng nghe nói là Diệp Quân Lâm xúc phạm người ta, nói Taekwondo là rác rưởi. Oanh! Tiêu Thắm sửng sốt đến cực điểm. Vậy mà nhóm người này giúp người khác đổi trắng thay đen. Các người nói nhảm, là Phác Hưng Thái tuyên bố sỉ nhục Hoa Hạ trước, là người Hoa Hạ, lẽ nào các người không có lương tâm à? Lẽ nào các người quên ban ngày anh ta đã sỉ nhục Hoa Hạ như thế nào sao? Tiêu Thám rồng lên. Vẻ mặt của những người này có chút thay đổi, nhưng họ nhanh chóng khôi phục lại, hừ. Có sao, không hề có chuyện đói Phác Hưng Thái có nhân phẩm tốt như vậy, sẽ sỉ nhục Hoa Hạ sao? Đúng thế. Rõ ràng là cô và anh rể của mình có một chân, bị người khác bắt gặp, còn đánh người ta. Cái gọi là ba người thành hỗ là đây. Những người này cùng nhau lên án Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm. Ngay cả trên mặt Lý Tử Nhiễm cũng không nhịn được. Không phải, là Phác Hưng Thái đánh Khương Kim Diệu chứ? Chúng ta gọi Khương Kim Diệu đến hỏi sẽ biết ngay. Đột nhiên Tiêu Thắm nói. Lúc này, Khương Kim Diệu cũng từ phía sau bước ra. Hừ. Không thể nào. Rõ ràng là Diệp Quân Lâm đã đánh tôi. Lúc đó tôi và Phác Hưng Thái cùng lên án Diệp Quân Lâm, kết quả là anh ta lại đánh tôi như thế này. Khương Kim Diệu nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt oán hận. Phác Quốc Xương đắc ý nhìn Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm, bây giờ các người còn gì để nói. Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm phải xin lỗi, Diệp Quân Lâm phải trả một cái giá đau đớn. Khương Kim Diệu cùng với hàng chục sinh viên hét lên. Có vẻ như mọi chuyện đều là lỗi của Diệp Quân Lâm. Giữa nhà họ Thẩm với Diệp Quân Lâm, Khương Kim Diệu vẫn sẽ chọn nhà họ Thẩm. Oanh! Cả hai đột nhiên hiểu ra. Nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương đã an bài mọi thứ. Dù ra thế Khương Kim Diệu hiển hách, cũng dám không nghe lời nhà họ Thẩm. Bọn họ quy tất cả tội lỗi cho Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm. Dựa vào sức mạnh đổi trắng thay đen, cảm giác duy nhất của Diệp Quân Lâm là trong lòng nguội lạnh. Giúp người khác, lương tâm của những người này ở đâu? Lúc đầu, là Phác Hưng Thái sỉ nhục Hoa Hạ, là chuyện mà ai cũng quan tâm. Sau khi anh ra tay, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Nhưng bây giờ bọn họ lại hãm hại anh. Hét thật sự quá thất vọng. Tiêu Thám biết lý do mà những bạn sinh viên này làm như vậy, chưa kể đến sự áp bức của nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương, chỉ với thân phận du học sinh của Phác Hưng Thái, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Nếu xúc phạm những du học sinh này, tất cả mọi người sẽ bị khai trừ ra khỏi trường. Vì địa vị của du học sinh rất cao. Lúc này, mọi người trong nhà họ Lý đều chạy đến khi biết tin. Cả hàng xóm là Phương Tử Tình cũng đến. Sau khi biết sự việc, mọi người đều suýt xoa. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm là xúc sinh. Trước kia có ý đồ với chị dâu, vậy mà bây giờ lại mập mờ với cả em vợ. Còn đắc tội đến nhà họ Thẩm nhà giàu nhất. Chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta đề nghị Tử Nhiễm nhanh chóng ly hôn với tên xúc sinh này. Đám người Lý Văn Phi mỗi người nói một câu. Ánh mắt của Phương Tử Tình cũng hận không thể rèn thép thành sắt, đang yên đang lành anh đánh người ta làm gì. Anh đạp lên tắm sắt sao? Anh đã đắc tội đến nhà họ Thẩm. Tử Nhiễm không tốt sao? Còn muốn dụ dỗ em vợ. Tuy nhiên Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm không thể chối cãi. Nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương có thế lực khủng. Theo tôi được biết, Phác Hưng Thái là đai đen Taekwondo. Cậu cũng có thể đánh được, hay là Thẩm Lãng tôi đánh với cậu một trận. Thẩm Lãng thích thú nhìn Diệp Quân Lâm. Cái gì, Thẩm Lãng của nhà họ Thẩm, cao thủ số một trong truyền thuyết ở Tô Hàng. Sắc mặt đám người Lý Thiên Hạo thay đổi. Tương truyền, người này rất đơn giản, thường không ra tay, một khi đã ra tay thì phải tàn phế đến chết. Diệp Quân Lâm xong đời rồi. Hoàn toàn xong đời rồi. Nhớ kỹ, trước 12 giờ tối nay phải đến tìm Phác tiên sinh. Nếu không đến,
tất cả những người có mặt sẽ chờ lửa giận của nhà họ Thẩm. Sau khi Thẩm Lãng cảnh cáo xong, anh ta liền rời khỏi đây. Trước khi rời đi, Phác Quốc Xương đã mỉm cười với Lý Tử Nhiễm. Nhất định ông ta phải ngủ được Lý Tử Nhiễm. Sau khi Thẩm Lãng và những người khác rời đi, những lời chửi mắng của nhà họ Lý vẫn cứ tiếp tục. Bởi vì Diệp Quân Lâm đã liên lụy đến bọn họ. Đó là nhà họ Thẩm nhà giàu nhất. Ai dám chọc? Đi nhanh đi, nhất định phải đi. Mọi người trong nhà họ Lý đều cứng rắn. Triệu Nhã Lan khóc thành tiếng, con không nhịn được một chút sao? Khó khăn lắm cuộc sống mới ổn định được. Lý Văn Uyên lại thở dài liên tục, không có việc gì, sao con lại đắc tội với nhà họ Thắm? Vì sự an toàn của Tử Nhiễm, con nhất định phải đi. Ngay cả Phương Tử Tình cũng thúc giục. Nhưng Lý Tử Nhiễm lại sống chết kéo lấy Diệp Quân Lâm, không được, nếu anh đi, nhất định bọn họ sẽ giết anh. Diệp Quân Lâm anh còn là đàn ông không hả? Nếu là đàn ông thì đi, anh tự gây họa anh tự chịu đi. Phương Tử Tình, Lý Thiên Hạo và những người khác tức giận. Được, tôi đi. Diệp Quân Lâm đồng ý. Em đi với anh. Lý Tử Nhiễm đứng dậy. Không cần, một mình anh có thể giải quyết vấn đề này. Phác Quốc Xương đang đợi ở Lafitte. Thảm Lãng đã rời đi từ lâu, nhà họ Thẩm chỉ có tác dụng uy hiếp. Cuối cùng vào lúc 12 giờ, Diệp Quân Lâm cũng đến. Hử, đến một mình sao, Lý Tử Nhiễm không tới cũng không xêu. Phác Quốc Xương cười nói. Có nhà họ Thẩm chống lưng. Ông ta tin chắc sớm muộn gì Lý Tử Nhiễm cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mấy chục tên thuộc hạ của Phác Quốc Xương vây quanh anh. Nhưng Diệp Quân Lâm không hề hoảng sợ, anh ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc và hút. Phong thái điềm tĩnh như vậy khiến Phác Quốc Xương choáng váng. Như này là có ý gì? Thẩm Mặc Son là người chống lưng cho ông phải không? Diệp Quân Lâm hỏi. Mẹ kiếp, tên của ông Thẩm mà mày cũng dám gọi thẳng. Phác Quốc Xương tức giận nói. Diệp Quân Lâm cười, không phải chỉ là thằng Mặc Sơn thôi sao? Chỉ là gà vườn chó xóm mà thôi. Cái gì, mày dám sỉ nhục ông Thẩm? Trên mặt đám người Phác Quốc Xương hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sỉ nhục ông ta thì sao? Tôi còn dám đánh ông ta. Diệp Quân Lâm vừa nói vừa lạnh lùng hút một điều thuốc. Cái gì, mày thật là can đảm. Hôm nay tao sẽ thay mặt ông Thẩm dạy cho mày một bài học. Người đâu, phế thằng nhóc này cho tôi. Phác Quốc Xương tức giận nói. Hàng chục người đổ xô đến chỗ Diệp Quân Lâm. Àm. Nhưng vào lúc này, một sức mạnh lớn xé toạc cánh cửa. Một nhóm lính đánh thuê với các màu da khác nhau từ bên ngoài xông vào. Giáo tao. Đội lính đánh thuê do, James chỉ huy rất hùng hậu, ngay sau đó toàn bộ người của Phác Quốc Xương đều bị đánh ngã xuống đất. Còn ông ta, Diệp Quân Lâm chỉ vào Phác Quốc Xương. James đến trước mặt Phác Quốc Xương, tóm lấy ông ta như một con gà. Bốp, anh ta đấm thẳng vào mặt ông ta, máu me văng ra. Phác Quốc Xương sững sờ. Bóp, bóp, bốp. Tiếp theo, James dùng nắm đấm mạnh mẽ của mình đấm Phác Quốc Xương đến mức ngất xỉu. Máu văng ra tung tóe. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm hút xong một điều thuốc rồi mới rời đi. Khi Diệp Quân Lâm trở về nhà nguyên vẹn, mọi người trông rất kinh hoàng. Hả, xảy ra chuyện gì, bọn họ không có làm khó cậu sao? Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm đầy nghi ngờ. Không, tôi đã giải quyết xong bọn họ rồi, không sao, mọi người trở về đi. Diệp Quân Lâm nói. Một bên khác, Thảm Mặc Son hỏi, sao rồi? Phác Quốc Xương phế được Diệp Quân Lâm chưa? Ông nội, đợi cháu hỏi thì sẽ biết ngay thôi. Thẩm Tâm Di cũng muốn phế Diệp Quân Lâm. Cái gì, Phác Quốc Xương bị đánh đến mức được đưa vào bệnh viện. Còn thảm hơn con trai của ông ta. Sau khi Thẩm Tâm Di nghe điện thoại xong, trên mặt cô ta hiện lên vẻ không thể tin nghi. Đã tối muộn, nhưng đám người Thẩm Mặc Sơn và cháu gái Thẩm Tâm Di vội vã đến bệnh viện số 1. Mặc dù đã cứu được Phác Quốc Xương, nhưng ông ta vẫn hôn mê. Nhìn thấy Phác Quốc Xương ở trên giường bệnh, được quấn trông như bánh trưng. Thảm Mặc Sơn sắp bùng nổ luôn rồi. Mặc dù Phác Quốc Xương chỉ là một nhân vật nhỏ không có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng ông ta vẫn luôn đứng trên danh hiệu của mình, ông ta bị đánh thành bộ dạng này, chính là danh tiếng của nhà họ Thẩm bị tổn hại. Làm sao Thẩm Mặc Son có thể chịu đựng được điều này? Được lắm Diệp Quân Lâm, chuyện như vậy cũng có thể chịu được.
vậy còn gì mà không thể nhẫn nhịn đây? Cậu hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi sẽ không tha cho cậu. Thảm Mặc Son tức giận gầm lên. Rõ ràng Diệp Quân Lâm biết Phác Quốc Xương là người của nhà họ Thẩm chúng ta, nhưng vẫn ra tay, đây căn bản là không để nhà họ Thẩm của chúng ta vào mắt, trực tiếp khiêu khích. Những người còn lại trong nhà họ Thảm đều phẫn nộ. Diệp Lâm Quân phải bị phế, nếu không thì danh tiếng của nhà họ Thẩm chúng ta ở đâu? Tin tức Phác Quốc Xương bị đánh nhanh chóng truyền đến tai nhà họ Lý. Mọi người đều sững sờ. Hóa ra chuyện xử lý mà Diệp Quân Lâm nói chính là đánh người ta phải vào viện. Tên khốn kiếp này, tôi thật sự rất muốn giết cậu ta. Lý Thiên Hạo tức giận đến mức rung cả râu. Lý Tử Nhiễm cũng nhận được cuộc gọi, gọi Diệp Quân Lâm đang ngủ say dậy. Sao anh lại làm như vậy? Lại đánh người khác bị thương? Anh muốn hủy hoại em sao? Lý Tử Nhiễm tức giận đến phát khóc. Tại sao Diệp Quân Lâm lại có thể gây ra rắc rối như vậy? Em đừng lo lắng, nhà họ Thẩm sẽ sớm tới xin lỗi anh thôi. Diệp Quân Lâm vô cùng tự tin. Không cứu được nữa, hoàn toàn không cứu được nữa. Lý Tử Nhiễm dứt khoát không ngủ nữa, cô đi tìm Phương Tử Tình thảo luận các biện pháp đối phó. Diệp Quân Lâm tiếp tục chùm đầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tin tức ở trong giới thượng lưu Tô Hàng đã lan rộng. Có người công khai khiêu khích Thẩm Mặc Sơn, người giàu có nhất. Đánh Phác Quốc Xương tương đương với việc đánh vào mặt Thảm Mặc Sơn. Ngay từ sáng sớm, đoàn xe của nhà họ Thẩm đã chuẩn bị xong. Thảm Mặc Sơn muốn tự mình đi dạy dỗ Diệp Quân Lâm, điều này cũng có nghĩa là gây chấn động toàn bộ Tô Hàng. Tuyên bố với toàn bộ Tô Hàng rằng, ông ta Thảm Mặc Sơn vẫn mạnh. Ngay lúc ông ta chuẩn bị đi, Thẩm Thanh Vân con trai của thần Mặc Sơn vội vã chạy đến. Ba, mọi người đang làm gì vậy? Thẩm Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Hả, chúng ta đi tìm Diệp Quân Lâm tính sổ. Thẩm Mặc Sơn nói. Nhanh lên, không thì đừng đi nữa. Tổng tư lệnh mới đến Đoạn Thiên Dương sắp đến Tô Hàng rồi. Hội thương mại Tô Hàng sẽ sớm biết tin tức, chúng ta nhanh chóng đi đón, nhất định phải đến trước bọn họ. Thẩm Thanh Vân lo lắng nói. Hả, nhanh như vậy sao? Thẩm Mặc Sơn ngạc nhiên. Đúng vậy, Tổng tư lệnh Đoạn Thiên Dương đến Tô Hàng trước lịch trình. Không biết tại sao lại như thế. Con nhận được tin tức thì lập tức đến đây ngay. Thẩm Thanh Vân nói. Vậy thì nhanh lên, chúng ta mau đi đón ngay. Không thể để hội thương mại Tô Hàng cướp trước được. Thẩm Mặc Son thúc giục. Ông ơi, còn Diệp Quân Lâm thì phải làm sao ạ? Thẩm Tâm Di gấp gáp muốn khiến Diệp Quân Lâm xấu mặt, không thể chờ đợi nữa nên hỏi. Thẩm Mặc Sơn suy nghĩ, sau này cơ hội chỉnh cậu ta vẫn còn nhiều. Hơn nữa. Tổng tư lệnh Đoạn vừa đến mà chúng ta đã náo loạn gây chuyện như vậy. Ảnh hưởng xấu đến mức nào chứ? Ông nội, vậy thì thế này đi. Ông đi đón Tổng tư lệnh Đoạn, cháu dẫn Thẩm Lãng đi chỉnh chết Diệp Quân Lâm. Anh ta chỉ là một người bình thường, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu ạ. Thẩm Tâm Di không cam lòng, không thể không hỏi. Được rồi, vậy thì Diệp Quân Lâm giao cho cháu xử lý. Thẩm Mặc Sơn lại dặn dò Thẩm Lãng, nhất định phải bảo vệ cô chủ cho tốt. Thẩm Lãng gật đầu, lão gia yên tâm đi ạ, tất cả đã có tôi. Đối phó với loại người bình thường như Diệp Quân Lâm, Thẩm Lãng có một niềm tin rất mạnh mẽ. Thậm chí còn cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, sử dụng đại bác phòng không bắn muỗi. Đi thôi, Thẩm Lãng, chúng ta đi tìm Diệp Quân Lâm chứ. Khi Thẩm Mặc Sơn rời đi, Thẩm Tâm Di đưa đám người Thẩm Lãng lên đường. Không lâu sau người Thẩm gia đã có mặt tại sân bay. Ba. Lần này Tổng tư lệnh Đoạn đi ra ngoài riêng, ngồi máy bay hạng phổ thông, nên con không thể ra mặt. Ngay cả Phó Tổng tư lệnh Trịnh Hướng Quần cũng sẽ không tới. Thẩm Thanh Vân nói. Thẩm Mặc Sơn mỉm cười, yên tâm đi, cứ giao cho ba. Hôm nay ba sẽ đi cùng tư lệnh Đoạn. Không, Đoạn tiên sinh đi vòng vòng. Không lâu sau, chuyến bay hàng không dân dụng của Đoạn Thiên Dương đã đến. Nhìn thấy Đoạn Thiên Dương trong một bộ quần áo đơn giản. Thẩm Mặc Sơn và những người khác tới chào hỏi anh ta. Xin chào, Đoạn tiên sinh, tôi là Thẩm Mặc Sơn ở Tô Hàng. Tôi nghe nói ngài sắp đến Tô Hàng, nên đã đặc biệt tới chào đón ngài. Thẩm Mặc Sơn cười nói. Đầu tiên Đoạn Thiên Dương sửng sốt, sau đó liền chào hỏi Thẩm Mặc Son, danh tiếng của ông Thẩm như sắm bên têu. Đoạn tiên sinh có thể ghé nhà tôi chơi không? Thẩm Mặc Sơn mời. Đoạn Thiên Dương cười từ chối, ông Thẩm.
sở dĩ tôi đến Tô Hàng là để thăm họ Hàng. Thật ngại quá. Thẩm Mặc Sơn và những người khác giật mình, ngạc nhiên nói, hả? Đoạn tiên sinh còn có họ Hàng ở Tô Hàng. Là người thân. Trong suy nghĩ của tôi, ngoài cha mẹ ra, người đó là người quan trọng nhất. Chính ngài ấy đã cho tôi sinh mệnh thứ hưu trong suy nghĩ của tôi, ngài ấy là người thân ruột thịt. Đoạn Thiên Dương cười nói. Vậy để tôi đưa Đoạn tiên sinh đi. Đoạn Thiên Dương vừa định từ chối, Thẩm Mặc Sơn lập tức nói, Đoạn tiên sinh, ngài đừng vội từ chối như vậy. Đoạn tiên sinh, tin tức về việc ngài đến Tô Hàng, chắc hẳn tiếp theo sẽ có nhiều người biết đến. Đến lúc đó sẽ gặp không ít phiền toái, nếu tôi sắp xếp toàn bộ hành trình thì những phiền toái này sẽ không còn nữa. Đoạn Thiên Dương suy nghĩ một chút, thật sự là như thế. Một Thâm Mặc Sơn đi rồi, thì sẽ có nhiều Thâm Mặc Sơn hơn. Vậy thì phiền ông Thẩm. Cuối cùng, Đoạn Thiên Dương đi theo Thẩm Mặc Sơn lên xe. Địa điểm ở đâu, Đoạn tiên sinh? Thẩm Mặc Sơn hỏi. Địa điểm là Hoa Viên Phương Đông. Đoạn Thiên Dương cười nói. Đúng vậy, anh ta đến Tô Hàng trước là vì muốn gặp mặt Diệp Quân Lâm. Nếu đến Tô Hàng theo thời gian nhậm chức, thì một khi nhậm chức sẽ không có thời gian. Anh ta muốn đến ôn chuyện với Diệp Quân Lâm trước. Hoa Viên Phương Đông, hình như có chút quen thuộc. Thẩm Mặc Sơn cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vào lúc này, trong Hoa Viên Phương Đông, Thẩm Tâm Di đi cùng một đội, tổng cộng có 7-8 chiếc xe. Hàng trăm người bước xuống, hùng hỗ xông vào nhà Diệp Quân Lâm. Mọi người xung quanh sợ tới mức đều lảng tránh. Càng không thấy bóng dáng của bảo vệ tiểu khu đâu. Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình đang ở cách vách, thấy một nhóm người đến như vậy, theo bản năng Lý Tử Nhiễm muốn đi ra ngoài, nhưng Phương Tử Tình đã giữ cô lại. Cậu không được ra ngoài, tất cả là người của Thẩm gia, chịu trách nhiệm cũng do một mình Diệp Quân Lâm chịu. Phương Tử Tình nói, bang, bang, bang. Hộ vệ Thẩm gia trực tiếp gõ cửa. Cuối cùng Diệp Quân Lâm vẫn đang ngủ bị làm phiền, anh khó chịu nên đứng dậy đi mở cửa. Còn muốn chết. Vừa mở cửa, Diệp Quân Lâm đã rồng lên. Cái quản, Diệp Quân Lâm mày biết mày đã làm sai cái gì không? Thẩm Lãng tức giận nói. Tôi đã làm sai cái gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Rõ ràng biết Phác Quốc Xương được Thẩm gia chống lưng, nhưng lại liên tục làm như vậy, anh không hề để Thẩm gia chúng tôi vào trong mắt. Thẩm Tâm Di tức giận nói. Một nhân vật nhỏ như Thẩm gia mà dám gào thét ở trước mặt tôi. Tìm chết. Diệp Quân Lâm rất tức giận. Diệp Quân Lâm, mẹ nó anh tìm chết. Thâm Tâm Di giận dữ nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay cả Thâm Tâm Di cũng chửi thê. Có thể thấy cô ta tức giận đến mức nào. Lúc này, đoàn xe của Thẩm Mặc Sơn đã đến cổng Hoa Viên Phương Đông. Nhân viên bảo vệ ở cửa còn đang thở dài, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, lại có thêm một đội xe tới nữa. Cảm ơn ông Thẩm, mọi người không cần theo tôi vào đâu, ngài ấy không thích bị quấy rầy. Đoạn Thiên Dương cười nói. Được, vậy Đoạn tiên sinh gặp lại sau. Đám người Thẩm Mặc Sơn nhìn theo Đoạn Thiên Dương đi vào Hoa Viên Phương Đông. Nhưng bọn họ không rời đi. Cha cho tôi, người thân của Đoạn Thiên Dương là ai? Thông tin chi tiết nhất. Thẩm Mặc Sơn ra lệnh. Vâng, thưa ngài. Thẩm Mặc Sơn gọi thêm hai người đến nói. Đi, chúng ta vào xem, Đoạn tiên sinh đặc biệt tới tòa nhà đó. Tại thời điểm này. Diệp Quân Lâm và Thẩm Tâm Di vẫn đang đối mặt với nhau. Thẩm Lãng đứng ra, anh ta cười khẩy, vốn dĩ tôi không cần ra tay với loại kiến như anh. Nhưng anh khiêu khích Thẩm gia nhiều lần, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Thẩm Tâm Di cười khẩy nhìn Diệp Quân Lâm, bây giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh quỳ xuống lại 10 cái, có lẽ tôi sẽ suy xét tha cho anh một con đường. Ánh mắt Diệp Quân Lâm kiên định nhìn chằm chằm Thẩm Tâm Di. Đột nhiên, anh tát vào mặt Thẩm Tâm Di một cái. Chát! Âm thanh của cái tát này rất rõ ràng và vang, không chỉ Thẩm Tâm Di mà tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Một cảm giác nóng ran ập đến, Thẩm Tâm Di nhận ra mình đã bị đánh. Anh, vậy mà anh lại dám đánh tôi? Thẩm Tâm Di che mặt, không thể tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm. Anh tìm chết, Thẩm Lãng phế anh ta cho tôi. Thẩm Tâm Di tức giận gầm lên. Thẩm Lãng nghe lệnh. Anh ta lập tức di chuyển. Oanh! Anh ta tung ra một nắm đấm với sự điên cuồng cực độ, đột ngột kéo ra một làn sóng trong không khí. Đột nhiên, có một cơn gió mạnh buộc mọi người phải lùi lại.
chỉ cần một cú đấm đã rất mạnh mẽ. Đây là cao thủ số 1 ở Tô Hàng. Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ, như thể bị dọa ngốc. Cú đấm của Thẩm Lãng quá nhanh, anh ta đủ tự tin đánh chết Diệp Quân Lâm. Bóp! Ngay khi cú đấm của Thẩm Lãng sắp đánh vào mặt Diệp Quân Lâm, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt anh ta, ra tay đấm anh ta. Lập tức Thẩm Lãng cảm thấy có một cỗ lực lượng dâng trào ập tới. Cộp cộp! Thẩm Lãng lùi liên tiếp 6 bước mới đứng vững. Đôi mắt anh ta tràn đầy sự bàng hoàng không thể tin được. Vẻ mặt khó tin nhìn Đoạn Thiên Dương trước mặt. Diệp Quân Lâm không ngờ anh ấy sẽ đến. Mặc dù Đoạn Thiên Dương bị thương rồi xuất ngũ, nhưng không thể coi thường sức mạnh thực sự của một người. Anh ấy là một nhà vô địch máu sắt thực sự trên tiền tuyến. Viêm Hoàng Thiết Lữ không chỉ là danh xưng. Các người mẹ nó, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, tụ tập nhiều người như vậy. Còn có vương pháp không? Đoạn Thiên Dương lạnh lùng nói. Thâm Tâm Di phản bác, hừ, ở Tô Hàng, Thẩm gia của tôi là luật pháp. Thân thủ của anh không tồi, đến Thẩm gia tôi làm vệ sĩ đi. Hơn nữa hôm nay người này, Thẩm gia chúng tôi sẽ không tha. Thức thời thì mau chóng rời đi. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Dương, đã nhiều năm anh ta chưa gặp được một vị cao thủ như vậy. Chuyện Đoạn Mỗ khinh thường nhất là bắt nạt người khá. Chuyện này tôi quản là cái chắc. Không nói tới người này là tướng quân Côn Luân, cho dù là người thường, anh ấy cũng sẽ quản. Vậy thì anh tìm chết. Thẩm Lãng đã tức giận rồi. Đợi đãi. Ngay khi anh ta bắt đầu ra tay, phía sau vang lên một tiếng la hét. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy đó là Thẩm Mặc Sơn đã đến. Ông nội, không phải ông ra sân bay gặp Tổng Tư lệnh sao? Tại sao ông lại đến Hoa Viên Phương Đông? Thẩm Mặc Sơn thực sự sắp bùng nổ. Đứa cháu bắt hiếu này đang làm gì? Không thấy Tổng Tư lệnh Đoạn đang ở trước mặt hải. Ông nội, chúng cháu đang dạy dỗ Diệp Quân Lâm, tự dưng xuất hiện một thằng không có mắt. Thẩm Lãng dạy dỗ anh ta cho tôi. Thẩm Tâm Di ra lệnh. Lần này, Thẩm Lãng còn chưa kịp ra tay, Thẩm Mặc Sơn đã tát vào mặt Thẩm Tâm Di một cái. Má phải của Thẩm Tâm Di cũng nhanh chóng sưng lên. Khuôn mặt xinh đẹp sưng vù như búi tóc. Thẩm Tâm Di sững sờ. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta đã phải ăn hai cái tát. Những người khác cũng sững sờ. Bao gồm cả Đoạn Thiên Dương. Ông nội, sao ông lại đánh cháu? Thẩm Tâm khóc lóc hỏi. Thẩm Lãng cũng tò mò hỏi, lão gia, làm sao vậy ạ? Thẩm Mặc Son tức giận gầm lên, các người biết ai đang đứng trước mặt mình không? Đây là Đoạn Thiên Dương, Tổng Tư lệnh quân khu Tô Hàng. Ngay khi những lời này được phát ra, mọi người đã cảm thấy ớn lạnh. Mọi người như muốn phát điên. Hóa ra là Tổng Tư lệnh quân khu lần này thì lũ lụt thật sự tràn vào đền thờ Long Vương. Thẩm Lãng lập tức nhận ra hành vi vừa rồi của mình là gì. Tí tách, mồ hôi lạnh của Thẩm Lãng không ngừng chảy ra. Ngay cả Thâm Tâm Di cũng tê liệt. Cô ta sững sờ nhìn Đoạn Thiên Dương. Như thế nào cũng không ngờ tới đây là Tổng Tư lệnh. Vừa rồi còn khiêu khích, uy hiếp, nói ở Tô Hàng Thẩm gia là pháp luật. Rắc rối lớn rồi. Rắc rối quá lớn. Sau khi làm rõ mối quan hệ, Đoạn Thiên Dương cười khẩy, thì ra những người này đều là người Thẩm gia, bọn họ không giống với ông Thẩm. Ông Thẩm là người hòa nhã dễ gần, nhưng những người Thẩm gia khác lại độc đoán hơn, còn nói ở Tô Hàng Thẩm gia là pháp luật. Khi Đoạn Thiên Dương nói điều này, ngay cả Thẩm Mặc Sơn cũng bị sốc. Tổng Tư lệnh Đoạn đang hỏi tội. Tổng Tư lệnh Đoạn người không biết không có tội, ngài coi người trẻ tuổi bọn chúng như cái giám đi. Ngài đừng để trong lòng. Thẩm Mặc Son lập tức xin lỗi. Đúng vậy, Tổng Tư lệnh Đoạn là lỗi của chúng tôi. Ngài cứ coi chúng tôi như cái giám đi. Thẩm Tâm Di và những người khác lập tức xin lỗi. Thẩm Lãng suýt chút nữa đã quỳ xuống. Hừ, người mà các người nên xin lỗi không phải tôi, mà là người đó. Sáng sớm đã đem nhiều người như vậy đến quấy rầy. Đoạn Thiên Dương lạnh lùng nói. Xin lỗi Diệp Quân Lâm tiên sinh, chúng tôi bảo đảm sẽ không tới quấy rầy cậu nữa. Xóa số sự việc của Phác Quốc Xương. Thâm Mặc Sơn là người có nhiều kinh nghiệm. Lập tức ám chỉ bỏ qua chuyện này. Muốn cho Đoạn Thiên Dương xem. Đúng, đúng, đúng. Chuyện của cha con Phác Quốc Xương là do bọn họ xứng đáng bị đánh. Thẩm Tâm Di cũng nói. Xin lỗi Diệp tiên sinh. Thẩm Lãng cùng mọi người hét lên. Thấy bọn họ xin lỗi,
Đoạn Thiên Dương hài lòng gật đầu. Cũng tạm tạm, ông Thẩm, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, coi như là đền đáp ân tình mà ông đã trở tôi. Đoạn Thiên Dương nói, nếu ở nơi khác dám xúc phạm đến thần trong tâm anh ấy, những người này đều sẽ chết. Để mọi việc không trở thành vấn đề lớn, Đoạn Thiên Dương không truy cứu nữa. Chuyện này, vẻ mặt Thẩm Mặc Sơn xấu hổ. Làm ra chuyện ầm ĩ không vui như vậy, muốn thiết lập một mối quan hệ với Đoạn Thiên Dương sẽ rất khó. Vậy Thẩm Mặc Sơn mang đứa cháu bắt hiếu này rời đi. Tổng tư lệnh Đoạn hẹn gặp lại vào một ngày khác. Thẩm Mặc Sơn định đưa mọi người rời đi. Đợi đã, tôi đã cho các người đi chưa? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chỉ nhìn thấy ánh mắt Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Thẩm Mặc Sơn. Đoạn Thiên Dương không truy cứu Thẩm gia nữa. Nhưng Diệp Quân Lâm anh sẽ không. Cái gì? Đám người Thẩm Mặc Sơn sững sờ. Đoạn Thiên Dương để bọn họ rời đi. Bây giờ Diệp Quân Lâm không để cho bọn họ đi. Chó cậy quyền thế của chủ. Anh là cái thá gì? Dám khiêu khích Thẩm gia. Mới sáng sớm các người đã tới quấy rối tôi, thật sự cho rằng tôi dễ chọc. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Mấy người Thẩm Mặc Sơn không cảm thấy điều đó. Nhưng Đoạn Thiên Dương đã bị sốc. Bởi vì anh ấy biết Diệp Quân Lâm đang thực sự tức giận. Thẩm Mặc Sơn kìm nén tức giận, hỏi, vậy Diệp tiên sinh đây nói nên làm như thế nào? Gạch dưới tất cả người trong Thẩm gia đến xin lỗi quỳ dưới chân tôi một ngày một đêm. Tôi sẽ bỏ qua cho Thẩm gia, nếu không Thẩm gia cũng sẽ giống phòng thương mại Tô Hàng, biến mất khỏi Tô Hàng. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm như dao cứa. Đoạn Thiên Dương biết Diệp Quân Lâm muốn làm thật. Lần này Tô Hàng sẽ có một trận động đất lớn. Ngay cả hội thương mại Tô Hàng cũng gặp tai họa. Ha ha ha. Tuy nhiên, Thẩm Tâm Di lại cười thành tiếng. Diệp Quân Lâm, anh thật sự cho rằng mình là nhân vật nào? Anh muốn dùng sức mạnh của Tổng Tư lệnh Đoạn trấn áp Thẩm gia chúng tôi. Anh đây là chó cậy quyền thế của chủ. Anh mơ tưởng. Thẩm Mặc Sơn cũng tức giận nói, chúng tôi không có ân oán gì với Tổng Tư lệnh Đoạn. Cậu không thể mượn quyền của ngài ấy. Diệp Quân Lâm cười khẩy nói, lần trước tôi đã cảnh cáo các người. Xem ra các người không nghe lời. Quên đi, các người làm bạn cùng phòng thương mại Tô Hàng đi. Diệp Quân Lâm nói những lời này. Thậm chí mấy người Thẩm Mặc Sơn càng buồn cười hơn. Tham vọng của Diệp Quân Lâm không hề nhỏ. Không chỉ đối phó với Thẩm gia, mà còn muốn đối phó với phòng thương mại Tô Hàng. Ha ha ha, tôi thực sự đã nghe thấy một trò đùa lớn nhất trên thế giới. Nhìn Tô Hàng xem, ai có thể đụng đến Thẩm gia chúng tôi và phòng thương mại Tô Hàng. Lãnh đạo Chu cũng không thể. Đúng vậy, không ai có năng lực này. Thẩm Mặc Sơn trông tự hào. Vẫn là câu nói đó, động đến Thẩm gia bọn họ cũng như động đến căn cơ của Tô Hàng. Ai có năng lực này? Vậy thì các người cứ đợi đi, chắc chắn tôi sẽ khai đao với Thẩm Dồ. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Ha ha ha, được, vậy thì chúng tôi sẽ chờ. Tất cả đám người Thẩm Mặc Sơn đều cười. Sau khi tạm biệt Đoạn Thiên Dương, bọn họ vội vàng rời đi. Không phải bọn họ sợ Diệp Quân Lâm, mà là sợ Đoạn Thiên Dương không vui. Tướng quân tôi tới thăm ngài. Đoạn Thiên Dương vui vẻ nhìn Diệp Quân Lâm, chuẩn bị quỳ trên mặt đất. Trong trận chiến xuất ngũ vào 3 năm trước, nếu không có Diệp Quân Lâm cứu, Đoạn Thiên Dương sẽ không thể sống sót. Vì vậy, Diệp Quân Lâm đã cho anh ấy một sự tái sinh. Lão Đoạn sao anh lại tới sớm như vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Tướng quân, tôi muốn tới gặp ngài, sau đó gặp mặt phu nhân tướng quân. Đoạn Thiên Dương cười nói. Mau vào đi. Diệp Quân Lâm đưa anh ấy vào nhà. Lý Tử Nhiễm ở nhà bên cạnh vẫn bị Phương Tử Tình ngăn cản. Hử, sao không nghe thấy âm thanh gì nữa? Phương Tử Tình đến bên cửa sổ, thấy mọi người đã đi hết. Cô ta và Lý Tử Nhiễm chạy ra ngoài, những người đó đã rời đi không để lại dấu vết. Không phải Diệp Quân Lâm đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình bước vào nhà ngay lập tức. Sau khi vào nhà, hai người đều chết lặng. Diệp Quân Lâm đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Đoạn Thiên Dương nhìn thấy Lý Tử Nhiễm liền đứng lên. Hả, đây là... Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm giới thiệu, lão Đoạn, đây là vợ tôi, đây là bạn thân của cô ấy. Vợ, đây là bạn tốt của anh Đoạn Thiên Dương, đến từ Yến Kinh.
Sau khi nghe giới thiệu xong, Lý Tử Nhiễm chào hỏi nhiệt tình. Phương Tử Tình vòng tay trước ngực, thần thái cao cao tại thượng. Khinh thường nhìn Đoạn Thiên Dương. Bạn của Diệp Quân Lâm. Có thể tốt chỗ nào chứ? Cô ta đã duyệt qua vô số người. Tuy trên người Đoạn Thiên Dương có khí thế, nhưng lại thỏa hiệp với cuộc sống nhiều hơn. Lại nhìn cách anh ta ăn mặc, chắc chắn anh ta đã từng sống cuộc sống nghèo túng. Thấy vậy, cô ta không có một chút hứng thú nào. Được rồi, Diệp Quân Lâm, nhóm người Thẩm gia ban nãy kia đâu? Không phải bọn họ tới tìm anh báo thù sao? Tại sao không thấy đâu? Phương Tử Tình tò mò hỏi. Bọn họ bị dọa chạy rồi. Chờ xem, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tới xin lỗi tôi. Diệp Quân Lâm nói. Hừ, Thẩm gia xin lỗi anh. Anh điên rồi sao? Phương Tử Tình hề không tin. Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Đoạn Thiên Dương cười nói. Đúng lúc tôi gặp chuyện này, tôi đã thảo luận với ông Thẩm. Ông ấy bằng lòng không truy cứu chuyện của Pháp Quốc Xương nữa. Phương Tử Tình cười lạnh nói, anh cho rằng anh là ai? Thắm Mặc Sơn sẽ nghe lời anh. Lập tức, Lý Tử Nhiễm gọi điện thoại xác nhận. Tử Tình, là thật, Thẩm gia không truy cứu nữa. Lý Tử Nhiễm vui mừng nói. Hả, còn có chuyện này? Phương Tử Tình suy nghĩ lại nói, hừ, muốn nói thì cũng là ổng Thẩm người ta cao thượng, không truy cứu mấy nhân vật nhỏ các người. Đoạn Thiên Dương chỉ cười, không nói chuyện. Một bên khác, bên trong sơn trang Tô Hàng. Thưa ngài, tôi đã phái người điều tra, nhưng không tra được người thân của Tổng Tư lệnh Đoạn là ai. Quản gia nói với vẻ mặt thất vọng. Thâm Mặc Sơn nói, chuyện này tôi đã dự liệu được, phải nói rằng chúng ta đã biết lâu rồi. Như thế này đi, phái người đi theo Tổng Tư lệnh Đoạn, thì sẽ biết người thân của Tổng Tư lệnh Đoạn là ai. Lão gia không được. Thẩm Lãng lập tức từ chối. Hả, sao vậy? Thâm Mặc Sơn hỏi. Thực lực của Tổng Tư lệnh Đoạn sâu không lường được, tôi đã giao thủ với anh ta không hề kém hơn tôi. Ông mà phái người đi theo dõi, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thẩm Lãng nói. Cái gì, một vị Tổng Tư lệnh mà cũng kinh khủng như vậy? Thẩm Thanh Phong hít khí lạnh. Xem ra lời đồn đãi người ở Viêm Hoàng Thiết Lữ là chiến thần không phải là giả. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt cho buổi lễ. Thẩm Mặc Sơn nhìn Thâm Tâm Di, đến lúc đó tốt nhất cháu nên ăn mặc tử tế. Lấy dáng vẻ đẹp nhát để dự. Hả, vì sao lại như vậy hả ông? Thẩm Tâm Di có vài phần khó hiểu. Nghe nói tướng quân Côn Luân hơn 20 tuổi, vẫn còn độc thân. Nếu cậu ta nhìn chúng cháu thì sao? Thẩm Mặc Sơn nói làm cho Thẩm Tâm Di cảm thấy trong lòng mình hơi ngứa. Tướng quân Côn Luân là anh hùng lớn của Hoa Hạ. Thử hỏi có người phụ nữ nào không muốn gả cho tướng quân Côn Luân? Bây giờ cô ta có cơ hội lớn như vậy, có thể không kích động sao? Đúng vậy, đến lúc đó mọi người sẽ kết hợp một chút. Mà thân phận mấy đứa cũng xứng đôi. Đến lúc đó con chính là phu nhân tướng quân. Thẩm Thanh Phong cười nói. Thẩm Mặc Sơn sờ cằm, ừ, hôm nay đã có quan hệ với Tổng Tư lệnh Đoạn rồi. Đến lúc đó nói cho Tổng Tư lệnh Đoạn một chút, thì sẽ có khả năng rất lớn. Thẩm Mặc Sơn nói mấy câu làm cho Thảo Ầm Tâm Di có suy nghĩ kỳ lạ. Cô ta hận không thể lập tức bắt đầu buổi lễ, như vậy thì cô ta có thể nhìn thấy tướng quân Côn Luân. Dĩ nhiên kế hoạch của Thẩm gia là muốn gả Thẩm Tâm Di cho tướng quân Côn Luân. Vậy nếu tướng quân Côn Luân chướng mắt thì sao? Có người đưa ra nghi vấn. Mọi người đều ngắn ra. Khả năng này cũng rất lớn. Thẩm Lãng lên tiếng nói, lão gia tôi có chủ ý là chúng ta sẽ sử dụng một chút thủ đoạn làm cho tướng quân Côn Luân và tiểu thư động phòng, như vậy sau khi gạo sống nấu chín thành cơm, tướng quân Côn Luân không muốn cưới cũng phải cưới. Đôi mắt Thẩm Mặc Sơn lóe lên, ha ha cười nói, Tết, ý này không tệ. Thẩm gia muốn dùng thủ đoạn để gán ghép Diệp Quân Lâm và Thẩm Tâm Di có quan hệ. Nhà họ Thẩm có kế hoạch. Phòng thương mại Tô Hàng cũng có kế hoạch. Dù sao bọn họ đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Tập đoàn Vân Đình cuối cùng đã trở thành tâm phúc của họ. Hiện tại tình hình đã đến mức không thể khống chế. Bọn họ không thể làm gì cả. Kế hoạch khả thi duy nhất chính là có quan hệ với tướng quân Côn Luân và Tổng Tư lệnh Đoạn. Đêm nay, bọn họ cố ý mời Phó Long Hành tới. Muốn Phó Long Hành cho bọn họ kế sách. Thế phát triển của tập đoàn Vân Đình đang mạnh. Tất cả các bên đều đưa ra các chính sách ưu đãi.
dù sao cũng đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế cho Tô Hàng, quả thực làm rất tốt về phương diện này. Phó Long Hành nói, nhưng lão Phó, kế tiếp tập đoàn Vân Đình sẽ chiếm giữ thị trường của chúng tôi rồi. Chúng tôi tràn ngập nguy cơ. Dã tâm của bọn họ bừng bừng, ngay cả sản nghiệp của nhà họ Thẩm cũng liên quan đến, sợ là họ muốn nuốt trọn phòng thương mại Tô Hàng chúng tôi. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt vô cùng lo lắng. Lão Phó có thể có chủ ý không? Du Bất Quần hỏi. Phó Long Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nếu mấy người ngầm hành động, tác dụng sẽ không lớn. Mấy người cũng thấy thực lực của tập đoàn Vân Đình rồi đấy, tất cả những vấn đề trước đây đều có thể được giải quyết. Tôi thấy, không thì mấy người mạnh tay thu mua tập đoàn Vân Đình. Phó Long Hành chuyển chủ đề nói. Điều này thật sự có thể ư, cứng mềm làm hết, thu mua tập đoàn Vân Đình. Mắt đám người Lôi Thiên Tuyệt sáng ngời. Chuyện này có hơi khó khăn, nghe nói ông chủ tập đoàn Vân Đình là rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Tần Chính Lâm đưa ra nghỉ vấn. Hàn Tiếu Côn lắc đầu, không trắc trở, dễ xử lý, anh đã quên trước đây chúng ta thu mua công ty như thế nào rồi à hai? Mấy con cáo già nhìn nhau cười. Ý ừm, mấy người chuẩn bị thêm công việc cho buổi lễ. Đến lúc đó tôi để Chu Ngọc Hằng giới thiệu tướng quân Côn Luân và tổng chỉ huy Đoạn Thiên Dương cho mấy người. Có hai vị này làm chỗ dựa cho mấy người làm ra một ít chuyện khác người cũng không sao. Phó Long Hành cười nói. Lão Phó, thực sự là cảm ơn ngài. Ngài là ân nhân lớn của phòng thương mại Tô Hàng. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt kích động không thôi. Sau chuyện bệnh viện, tập đoàn Vân Đình phát triển càng ngày càng mạnh. Không chỉ lấn át phòng thương mại Tô Hàng, còn ăn mòn rất nhiều sản nghiệp của thủ phủ nhà họ Thẩm. Các nghệ sĩ lớn làm đại diện cho tập đoàn Vân Đình cũng phát triển tốt hơn, nhận được các loại thông báo thì đều nương tay. Nhưng công ty giải trí Trường Phong thì càng ngày càng tệ, phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Hot Girl mạng Tiểu Linh Nhi và người đại diện Trương Mỹ Lan càng thảm, bị đuổi ra khỏi ngành, không tìm được một lối ra. Bọn họ chỉ có thể ra nước ngoài hoặc là đổi nghề. Nhưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới cái nhìn của bọn họ, mọi thứ đều là Diệp Quân Lâm sêu bọn họ muốn Diệp Quân Lâm chết. Dù sao cũng do Diệp Quân Lâm hủy tất cả của bọn họ. Mấy ngày này bọn họ luôn tìm kiếm sát thủ, chỉ là thế giới ngầm Tô Hàng rất yên tĩnh, vốn không biết. Nhưng cuối cùng bọn họ tìm được một sát thủ đáng tin từ tỉnh thành. Lúc này, Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan đang nằm ở trên giường lớn của một khách sạn 5 sao, hai người cởi sạch đồ, bám vào trong lòng người đàn ông. Ngực người đàn ông có một hình xăm ác ma, thoạt nhìn thật là dọa người. Anh ta là cao thủ hắc quyền Lý Cuồng mà Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan nhờ quan hệ mời tới từ thành phố Kim Lăng. Lý Cuồng xuất thân từ đánh hắc quyền, từng thi đấu hắc quyền, dựa vào một quả đấm thép mà một năm đánh chết 48 người. Hiện đang xếp thứ 5 trong giới hắc quyền ngầm ở Kim Lăng. Biệt hiệu là ác ma. Thủ đoạn của người này độc ác, ra tay bao nhiêu lần mà vẫn chưa từng thất bại. Mục tiêu không chết cũng tàn phế. Người bình thường còn không mời nổi. Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan không có tiền, chỉ có thể cùng bồi ngủ, Lý Cuồng mới bằng lòng ra tay. Anh Cuồng, gần đây không biết làm sao mà giới ngầm Tô Hàng hoàn toàn an tĩnh, em muốn mời một người cũng không mời được. Tiểu Linh Nhi làm nũng nói. Sợ là mấy người không biết, trên đường Tô Hàng, nhân vật số 1 tướng quân Trần Thiên Kiều cùng với Tô Hàng Vương Đỗ đều bị trấn áp rồi. Thế giới ngầm Tô Hàng đều đã bị rửa sạch, cho nên không ai đứng ra là rất bình thường. Lý Cuồng cười lạnh nói. Anh Lý, anh có thể chứ? Vẻ mặt Tiểu Linh Nhi lo lắng. Hừ, quy củ của Tô Hàng có thể ràng buộc được anh sao? Ngoài ra, anh chỉ cần giải quyết người thì anh sẽ lập tức trở về Kim Lăng, ai cũng không thể làm gì anh. Vẻ mặt Lý Cuồng tự tin. Mấy năm nay có rất nhiều nhà giàu mời anh ta ra tay, dù là trong nước. Hay là nước ngoài, người bị giết về sau lui tới như thường. Anh ta vốn không coi mục tiêu của bọn Tiểu Linh Nhi là chuyện to tát. Một Tô Hàng nho nhỏ mà thôi. Lập tức, Lý Cuồng áp Tiểu Linh Nhi dưới thân. Sau một tiếng, Lý Cuồng rời giường mặc quần áo tử tế. Đưa ảnh chụp cho anh làm xong sẽ rời đi. Lý Cuồng lạnh lùng nói. Tiểu Linh Nhi vội vàng đưa ảnh chụp Diệp Quân Lâm cho Lý Cuồng. Lý Cuồng nhìn chằm chằm. Trương Mỹ Lan ở bên cạnh nói, anh Lý, tiền đã được chuyển tới tài khoản anh. Mời anh kiểm tra và nhận. Tốt, hãy chờ tin tức của tôi, sẽ không quá một giờ.
Lý Cuồng rời đi khách sạn. Trong tròng mắt Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan xẹt qua ánh sáng lạnh, Diệp Quân Lâm, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh. Hủy hoại chúng tôi, đi chết đi. Lý Cuồng không đi một mình, mà còn mang theo 4 gã thuộc hạ. Họ cũng đều là người lão luyện cao cấp nhất. Mau tra xem danh con này ở đâu. Lý Cuồng dùng dao găm cắm lên ảnh Diệp Quân Lâm ở trên bàn. Lúc này, Diệp Quân Lâm không ở Hoa Viên Phương Đông. Anh đang cùng Tần Bắc Sơn và Đoạn Thiên Dương ăn đồ nướng ở trên phó. Tính cách dễ dãi và tự do của Đoạn Thiên Dương được định sẵn để trở thành bạn của Tần Bắc Sơn. 3 người ngồi vây chung một chỗ, họ nói chuyện phiếm và trò chuyện. Trong tay mọi người cầm ly rượu, trong trái tim họ mang cả tương lai của Hoa Hạ. Phố thịt nướng vốn là nơi đủ hạng người, thời điểm đoàn người ác ma Lý Cuồng xuất hiện, vẫn chưa gây chú ý. Chỉ là người qua đường lui tới thấy bọn họ không dễ chọc, nên họ tránh xa theo bản năng. Mấy người đứng ở một khúc quanh, nhìn 3 người Diệp Quân Lâm đang uống rượu ăn đồ nướng ở cách đó không xa. Anh Cuồng, đã xác nhận rồi, chính là Diệp Quân Lâm. Một đàn em đã vòng trở lại. Lý Cuồng gật đầu, tốt, mọi người chờ tín hiệu của tôi. Anh Cuồng, 2 người khác thì nên làm như thế nào? Có đàn em hỏi. Xiết hét. Trong mắt Lý Cuồng hiện lên sát ý khát máu. 3, 2, 1. Lý Cuồng đếm ngược 3 tiếng xong, đột nhiên lao ra, bước nhanh đánh tới 3 người Diệp Quân Lâm. Tay phải 5 người giấu ở quần áo bên hông, nắm vũ khí thật chặt. Trong tròng mắt Lý Cuồng lóe ra ánh sáng lạnh. Thời khắc này, trong mắt anh ta Diệp Quân Lâm không khác nào một xác chết. 5 người bước đi nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt 3 người Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm và Đoạn Thiên Dương đã sớm nhận ra mấy người họ, bọn họ bỗng nhiên xoay người, khiến 5 người Lý Cuồng ngắn ra. Diệp Quân Lâm đúng không? Có người muốn mạng chó của mày. Chết cho tao. Lý Cuồng đột nhiên rút ra một con dao găm sáng lấp lóa, bỗng nhiên đâm về phía Diệp Quân Lâm. 4 người khác cũng rút dao găm từ bên hông ra, đâm về phía Tần Bắc Sơn và Đoạn Thiên Dương. Không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, 5 người ra tay như điện, không hề dài dòng. Võng mạc Tần Bắc Sơn lóe lên ánh sáng đen tối dày đặc, ông đã trợn tròn mắt. Thực sự quá nhanh. Một luồng khí lạnh xâm nhập vào thân thể, làm anh ta tê cả da đầu, dòng máu đọng lại. Giờ khắc này, dường như linh hồn rời khỏi thân thể. Đây cũng là cảm giác tử vong. Lý Cuồng rất hưng phán, anh ta cách cổ Diệp Quân Lâm không quá 1 cm, chỉ cần đâm vào là hoàn thành nhiệm vụ. Keng. Nhưng sau đó một khắc. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, trên dao găm xuất hiện lực cản. Lý Cuồng kinh ngạc phát hiện Diệp Quân Lâm lại dùng 2 ngón tay kẹp lấy dao găm. Răng rắc, cảnh tượng càng khó tin đã xảy ra, chỉ thấy Diệp Quân Lâm dùng sức bẻ, dao găm bị cắt thành 2 đoạn. Keng keng, nửa đoạn dao găm trực tiếp đâm vào trên người anh ta. Khủng bố, quá kinh khủng. Lý Cuồng đánh hắc quyền 20 năm, chưa từng thấy ai kinh khủng như Diệp Quân Lâm. Phụt, phụt, nhìn 4 người khác, dưới tay Đoạn Thiên Dương, thuộc hạ mình bị đánh như diều đứt dây bay ra ngoài, máu đỏ trong miệng chảy tung tóe. Trong tròng mắt Lý Cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Con mẹ nó, anh là quái vật gì? Anh ta và 4 anh em đều là cao thủ siêu cấp của giới hắc quyền ngầm, sao giờ lại giống rác rưởi ở trước mặt 2 người này vậy? Rút lui, ý thức được gì đó không thích hợp, Lý Cuồng lập tức hạ lệnh. 5 người liền lăn một vòng muốn chồn đi.